Kính chào quý vị và các bạn. Sau những câu chuyện ngôn tình thời hiện đại, hôm nay Hồng Huệ xin kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện tình yêu thời phong kiến. Ở đó có ông chủ, cô chủ, có quan, có kẻ ở và những mối quan hệ rắc rối rích rắc từ cuộc sống. Hy vọng bối cảnh câu chuyện cũng như nội dung của nó sẽ đem lại cho quý vị và các bạn nhiều hứng thú khi nghe, như một lần đổi khẩu vị vậy. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe nhé. Xin chào, tôi là Nô, Tô Văn Nô. Người ta hay gọi tôi là Ất vì tôi đi ở đợ từ bé. Ai sai gì làm nấy, trả bao nhiêu thì bao, miễn cho tôi ăn no, ấm bụng là được. Người ta nhận xét tôi là người thật thà, chất phác, khỏe mạnh, lực lưỡng, nhưng mỗi tội hơi khờ. Nên đã 30 mùa khoai sọ đi qua, tôi vẫn chưa lấy được vợ. Phần vì tôi thầy me mất sớm, chú thím tôi nuôi nấng cưu mang. Phần vì tôi nghèo, và quan trọng hơn là vì tôi thật thà quá. Chỉ cần nhìn thấy gái thôi là tôi lại run lên bần bật vì xấu hổ, ngại ngùng. Tôi nhát quá nên chẳng dám thổ lộ với ai, cho nên ế tới giờ. Anh Nô ơi, anh Nô có nhà không? Là tiếng của Lệ đấy. Cô ấy là con của quan làm trên xã. Mấy bận vừa rồi tôi làm vườn cho nhà đấy. Thấy Lệ xinh đẹp, mỗi tội hơi đanh đá. Tôi thầm thương trộm nhớ, nhưng phận tôi thế này, nào dám trèo cao. Tôi chạy thật nhanh ra cổng. Trưa hè nắng nóng, Lệ mặc mỗi chiếc yếm đào, mặt đỏ tía tai ngại ngùng. Tôi quay mặt đi. Từ hồi tôi thôi việc nhà quan xã, ngày nào Lệ cũng tìm đến. Lệ, Lệ tìm tôi à? Ban ngày ban mặt, sao Lệ không mặc thêm áo vào, hớ hình thế này, có ngày chết. Tôi nói ấp úng, chắc Lệ hiểu, tính cô ấy phóng khoáng mạnh dạn, chỉ có điều xã hội này hà khắc, người nói ra nói vào lại không hay. Lệ nhìn tôi cười nắc nẻ, dúi vào ngực tôi một cái đau điếng, khiếp, ảnh cứ lo xa, trời thì nóng bỏ xử ra ấy, mà chưa thế này, ai nhìn nào. Em thèm ăn mận quá, anh đi mua cho em đi. Ừ, tôi biết rồi. Nói xong, cô ấy lại nhảy đanh đách về. Tiền công sáng nay tôi đi bừa thuê mới được 2 hào. Ấy thế mà cũng chỉ bằng giá 1 cân mận ngon. Tôi thở dài, chẳng biết Lệ có ý gì với tôi không mà cứ hết ngày này tới ngày khác đòi tôi mua cho quà ăn. Làm lúc nghĩ, chắc cô ấy cũng có gì đấy với mình. Nhưng rồi tôi lại gạt phắt đi. Em con ông cháu cha, quyền quý cao sang như thế, thèm gì một thằng ở đợ như tôi. Dù đầu óc nghĩ ngợi linh tinh như thế, nhưng tôi vẫn mặc một chiếc áo dính lấm đất đen bùn, rồi đi mua mận cho em. Lệ thế nào cũng được, thấy em cười, lòng tôi cũng vui mừng nhảy nhót theo. Chạy thẳng qua làng bên, mua được cân mận, rồi lại tức tốc chạy về, đi qua giếng sen tiện tay, bẻ cho em vài bông xinh xắn. Bọc mận cẩn thận, tôi chào tận tay Lệ. Nhìn cô cắn miếng mận ngon lành mà tôi ứa nước miếng. Đi mua tận mấy cây số, ấy thế mà một quả mận cũng chẳng biết mùi. Lấy mận xong, Lệ đuổi tôi về nhanh, không thảy me em thấy. Chẳng một lời cảm ơn, chẳng cho được thứ gì, ấy thế mà lòng tôi yêu đời phơi phới. Cả đêm hôm ấy, tôi chẳng tài nào chợp mắt nổi. Cứ nghĩ đến nụ cười duyên của em cùng thân hình trắng nõn ngọc ngà, bỗng người tôi cũng nóng bừng bức bối. Rõ khổ, 30 mấy tuổi đầu chẳng được ai nắm tay, chứ nói gì đến chuyện giường chiếu. Bởi thế khi thấy em, tôi phải kìm nén lắm mới chịu được. Thằng Ất đâu? Tao phải giết cả nhà mày. Ngủ tí mà đã trời sáng rồi sao? Tôi dụi mắt, đúng là trời đã dạng. Tôi đang mơ giấc mơ về Lệ, không biết ai có việc gì mà gọi sớm thế. Lật đật mở cửa, bỗng tôi bị đoàn người gậy gộc xông vào túm cổ lôi đi. Chúng nó bắt tôi quỳ trên sân. Trước mặt tôi là cụ Lý, thầy của Lệ. Tôi chẳng biết đầu đuôi thế nào, đã bị đánh cho mấy phát. Cụ ơi, con làm gì nên tội mà cụ đánh? Cụ phải cho con biết lý do chứ. Cứ đánh thế này, oan cho con lắm cụ ơi. Tôi nghĩ bụng, hay là do tôi mua mận nên bị thầy me em phát hiện. Nhưng không phải, cụ Lý cầm cái gậy bằng gỗ lim láng cóng ấn đầu tôi đầy nghiến. Đến giờ nay mới còn giả ngây giả ngô được nữa à? Ông cứ nghĩ mày thật thà chân chất
nên mới nhận mày làm thuê. Ai ngờ mày cũng là thằng danh con khốn nạn. Ông cứ vừa đánh vừa chửi tôi như thế. Cuối cùng tôi cáu lên cãi lại: có làm gì nào, cô Lệ thèm mận bảo con đi mua hộ, thế mà ông cũng đánh con được hở? Sao ông vô lý cành cạch thế, vừa mất tiền mất công lại còn bị tẩn nữa. Ôi giời ơi, thằng đần này mày không biết thật hay là giả vờ đấy? Mày làm con gái ông có chừa, giờ mày lại chối à? Lời ông nói như sét đánh ngang tai. Lệ có chừa, chừa với ai? Sao ông ấy lại bảo có chừa với tôi? Này nhớ, ông đừng có thấy con hiền mà đổ vấy, con làm gì cô Lệ đâu. Không tin, ông hỏi cô Lệ xem nào. Tôi vẫn một mực khẳng định chắc nịch như thế. Tay Lệ tôi còn chưa được sờ, huống chi chừa thế nào được. Nòng nọc biết chui qua đường không khí chắc. Chính con Lệ nó khai ra mày chứ ai. Đừng có chối, ông bỏ tù mọt gông. Thật, một lần nữa, người tôi cứng đờ ra như cây gỗ, vẫn chẳng hiểu được tại sao ngày hôm nay lại có cơ sự tẩy đỉnh như thế này. Tôi không trả lời được, vì lúc bấy giờ lưỡi đã cứng đờ ra như dại. Có chết tôi cũng không ngờ Lệ lại đổ vấy cho tôi như thế. Nào đã được chấm mút gì mà bắt tôi đi đổ vỏ kia chứ. Tôi bị giải thẳng về nhà cụ Lý, chưa được ăn gì, cộng thêm trận đòn thừa sống thiếu chết, người tôi mềm như bún. Lệ ngồi trong nhà, trên chiếc phản lim, cứ liếc liếc nhìn tôi ngoài này. Bây giờ tôi mới để ý thấy cái bụng lồi lồi lên của Lệ. Thảo nào mấy đợt này cứ đòi ăn mận với ăn rái mít. Dân tình đã kéo nhau bâu đông đen ở ngoài cổng nhà cụ Lý vì hiếu kỳ. Ai cũng thương tôi và tin tưởng rằng không phải tôi làm. Thằng thật thà như tôi nào có gan đấy. Sau họ lại quay sang chỉ cho Lệ. Cô ấy tính là lơi thích khêu gợi hay mặc mát mẻ. Họ đoán già đoán non, chắc thằng nào làm cho nó có bầu. Lệ ăn vạ nó không được, xong quay ra đổ thừa tôi. Quả thực ngồi trên sân, tôi mới thấy ân hận vì đối xử quá tốt với Lệ, chỉ vì đem lòng yêu quý để bây giờ thành ra thế này. Sau ngồi một hồi trong đấy, Lệ chạy ra chỗ tôi thì thầm vào lỗ tai: anh dốt thế, anh cứ nhận đi rồi làm chồng Lệ, chẳng lẽ anh không thích được như thế à? Thích chứ, nhưng không phải con tôi thì tôi nhận thế nào được. Cảm giác nuôi con người có sung sướng gì đâu. Tin thế nào được Lệ, ăn cơm trước kẻng con nhà quan lại có vinh dự ấy sao? Chả bị tù mọt gông chứ chẳng đùa. Nghe tôi nói thế, Lệ mặt xị ra rồi dậm chân dậm tay vào nhà. Cô ấy nói gì to nhỏ với cụ Lý. Về sau cụ nhíu lông mày, tay vờ lấy cái gậy định đánh Lệ. Ông lại đánh cho một phát bây giờ, chừa với thằng nào mà cũng không biết hả con? Mày bôi cho chát chấu vào mặt thầy me đi, con ơi là con. Dù câu nói của hai người không to, nhưng đủ để tôi ngoài này nghe thấy. Về sau, cụ Lý lệnh khệ đi ra, nhìn vào mặt tôi chầm chầm phát lệnh: thằng Nô, mày làm cô Lệ chửa, tội không thể tha. Nhưng xét mày chỉ là thằng đầy tớ, suốt ngày đi ở đợ, thì lo thế nào cho cô Lệ? Huống chi Lệ con tao lá ngọc cành vàng, đâu thể dễ mà cho lấy một thằng khố rách áo ôm. Nên nghe tao nói đây, mày phải đi khỏi cái làng này, tránh lời ra tiếng vào làm mất thanh danh nhà ông. Tầm vài chục năm, khi nào chuyện êm thấm rồi mày về, à không, khi nào làm nên trò trống gì thì hẵng về, biết chửa. Thật, mình thật thà quá cũng là một cái tội. Chắc cụ Lý muốn tôi nhận hậu quả thay thằng nào đấy cho cô Lệ, không mang tiếng chửa hoang, nhưng lại sợ làng nước dị nghị nên đuổi tôi đi khỏi làng để mịt mồm đấy mà. Tôi thật chứ đâu có ngu, phận nghèo hèn thấp cổ bé họng, biết kêu ai bây giờ. Tôi lý nhí dạ vâng, rồi lếch thếch đi về. Đời đúng là buồn cười, không được sơ mũi gì, vẫn phải nhận tội và mang tiếng oan. Trên đường, lính của cụ Lý áp giải tôi về tận nhà. Cả làng cứ ra chỉ trỏ, nhiều người không tin, bàn tán xôn xao. Có người giàu mỏ hỏi tôi cho bằng được: này, có thật mày làm cho cô Lệ có chửa không? Thằng này khủ khờ thế mà khá. Cảm giác thế nào? Nhìn cô Lệ phỏng phao thế cơ mà, chắc máy cũng tỏ đáo để. Tôi bỏ mặc ngoài tai những câu nói vô thưởng vô phạt ấy, làm gì còn tâm trí nào mà trả lời. Quãng đường từ nhà quan về đến nhà chú thím như dài vô tận. Đôi mắt tôi cứ thẫn thờ suy nghĩ,
Sau hôm nay, ngày mai tôi biết đi đâu, về đâu đây? Chú thím thấy tôi về, chẳng hỏi han được câu nào, đã cầm gậy gộc đứng ngoài cửa đợi sẵn để đuổi tôi đi. Chú thì nát rượu, thím thì đanh đá, từ lâu đã ghét tôi ra mặt. Giờ mang tiếng xấu thế này, chả phải là cơ hội tốt để đuổi tôi đi sao? Tôi chỉ xin vào nhà, vờ vội bộ quần áo, và quan trọng hơn, tôi muốn lấy tràng hạt đeo tay của mẹ để lại. Thấy thím, tôi nói ngày xưa mẹ tôi xinh xắn lắm, lấy thầy, nhưng tôi là con của người khác mẹ trở hoang. Vì ông yêu mẹ quá, lại mang hận, nên ông đâm chết mẹ rồi tự tử theo. Khi ấy tôi mới vừa lọt lòng, chẳng biết mặt mũi thầy me, người nhà thì ghen ghét, có phải thằng hầu như tôi quá khổ rồi không? Dứt áo ra đi, tôi không hề có một chút gì gọi là dự định cho bản thân. Anh ớt, anh ớt. Lại cái tiếng gọi này, tôi vẫn cắm đầu đi qua khỏi lũy tre làng xanh mướt rì rào. Tiếng bước chân hùng hục đuổi theo tôi thở dốc. Anh điếc à? Lệ gọi sao anh không nghe? Tôi nhìn Lệ, trước mắt tôi bây giờ chỉ là một cô gái nhà giàu, không rung động, không yêu đương gì nữa cả. Lệ chào thân cho người khác, Lệ không thương gì tôi, thì lý do gì tôi lại phải nghe em nói nữa nhỉ? Lệ trách tôi sao? Tôi không trách Lệ thì thôi, tại sao em lại đổ tội lên đầu tôi kia chứ? Có phải tôi ngu đần quá nên để em dắt mũi không? Lệ không nói gì, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. Khi tôi chuẩn bị đeo túi nải lên vai đi biển thì em mới lên tiếng. Anh định đi đâu? Có tiền nong gì chưa? Ờ, lạ đời nhỉ, đi đâu kệ mẹ tôi. Lệ vẫn còn quan tâm đến tôi thế cả. Nếu thương tôi, tại sao Lệ làm thế? Mang chửa con thằng khác lại đổ vấy cho tôi. Tôi trách móc nàng thậm tệ, rồi quay ngoắt đi thẳng. Vẫn biết Lệ đang nhìn dõi theo, nhưng tôi chẳng thèm động lòng. Bất ngờ, cô ấy chạy đến và dúi tôi một bọc tiền rồi chạy mất. Có lẽ đủ tôi ăn vài tháng không nghĩ ngợi. Thôi thì cứ cầm, giờ tôi chẳng biết đi đâu thì sĩ làm cái quái gì. Bỏ vào trong tay nải cẩn thận, tôi bước đi khi trời đã xế chiều. Có lẽ sắp có cơn giông lớn, qua khỏi lũy tre làng, ba bể bốn biển rộng lớn, mênh mông tầm mắt. Cuộc đời của kẻ ở đợ như tôi sau này chắc sẽ nhiều gian nan lắm. Tôi đi chắc qua tầm hai ngôi làng thì trời bắt đầu tối mịt. Tôi sợ sang kiếm việc làng bên gần, nhưng tiếng ác đồn xa, mang danh kẻ làm cho con quan chửa, ắt hẳn người ta sẽ không nhận tôi làm, nên cứ thế qua làng này đến làng khác. Đôi chân tôi như muốn gãy đôi, mệt mỏi, lại còn đói nữa. Tôi định đi thêm qua làng nữa xem thế nào. Nghe mọi người kháo nhau làng bên gần thị trấn nên sầm uất lắm, dễ kiếm việc, nên tôi cũng muốn thử cho biết đó biết đây. Không ngờ đi dọc đường trời bắt đầu mưa như chút, tạt vào mặt tôi rát rạt. Cuống quá, tôi bèn chạy cố đến một nhà. Nhà này kín cổng cao tường, chắc là nhà giàu lắm đây. Lịch sự gõ cửa, một cô gái giọng chùa lét khinh người hỏi tôi. Tìm ai? Dạ, bẩm cô, cho tôi hỏi, ở đây có cần tìm người ở đợ hay làm mướn cày cuốc không ạ? Chả giấu gì cô, tôi ở xa lắm, đến đây thì trời tối, lại còn mưa to, mong cô thương tình. Thôi thôi, ở đây không có nhu cầu, đi đi. Chẳng để tôi nói hết câu, cô gái đã xua đuổi, thôi thì kiếm nhà khác vậy. Nhưng khi tôi mới vừa quay lưng đi, tôi có cảm giác cô ấy soi đèn dầu lên phía mặt tôi xem xét. Bất giác cô gọi với lại, này anh gì ơi, quay lại đây, tôi nhận, tôi nhận. Không biết vì điều gì mà cô gái lại đổi ý nhanh đến thế. Tôi bước lại gần, cô ấy lấy đèn dầu soi từ mặt đến gót chân, cơ thể lực lưỡng rắn chắc sau lớp áo mỏng manh ướt nhoẹt, lộ hai núm vú to bằng hạt đỗ đen, làm cô khoái chí. Cô kéo tay tôi thẳng vào nhà. Đứng trước sân, xung quanh tứ phía là đèn dầu, gia nhân người ở tấp nập chạy. Tôi thật sự choáng ngợp. Người con gái ban nãy để mặc cho tôi đứng ngoài trời mưa đã gần tạnh. Những cơn mưa gió thoảng qua, không tránh khỏi sự rét buốt. Tôi run lên bần bật, ngó nghiêng bên trong xem có gì. Tôi liền thấy loáng thoáng người đàn ông nằm trên sập gỗ quý. Bên cạnh là cô gái mới đôi mười, chỉ mặc một chiếc yếm đào mỏng tanh che ngực. Có lẽ
thành phố nghĩ thoáng hơn bọn nhà quê cục bịch chúng tôi. Như cô Lệ, mặc yếm mà làng trên xóm dưới, ai cũng xỉa sói. Tôi nghe bảo phải là giai cấp quý tộc quyền quý lắm mới được hút thuốc phiện. Mấy thằng bạn ở đợi như tôi nó kể, mấy hôm chủ đi vắng, nó hút trộm mấy hơi mà sướng đáo để, phê pha lâng lâng lắm. Tôi cũng muốn thử cảm giác, nhưng nào có gan ấy. Chủ mà biết thì có phải là ngu hết đường không? Thằng nào thập thò gì ngoài đấy, vào để ông xem. Giọng người đàn ông gằn lên, gọi tôi đầy quyền lực. Tôi rón rén bước vào, nhà sạch như nia như lau. Tôi đứng giữ ý, liền tháo đôi guốc mộc ra kẹp vào nách rồi mới dám vào. Dáng đứng khúm núm thành thạo nếp nhà quan. Người đàn ông nằm trên cao ngóc đầu dậy, có vẻ ưng ý. Tôi lý nhí mở lời. Còn lại ông, con tên là Nô, ở quê mới ra, dọc đường đi chả may bị mưa, nên xin nhờ dừng tạm. Tiện thể hỏi xem, nhà có cần người hầu kẻ ở, còn thành thạo hết các việc, nên nhanh nhẹn lắm ạ. Người đàn ông ấy như kiểu phê thuốc, mắt cứ nhắm hờ hờ hưởng thụ, lâu lâu nghe tiếng lại gật gật đầu như một cây máy. Thôi thôi, đi vào trong này. Vào trong này lấy bộ quần áo khác mặc vào cho đỡ rét, rõ khổ, vạm vỡ thế này mà lại. Người con gái cứ lấy khăn lụa ra lau đầu cho tôi, miệng chèm chẹp như thể thấy dài mắt sáng bừng. Người đàn ông thấy thế, liền ngồi hẳn dậy, lão nói đặc sệt mùi ghen tuông. Kìa, mợ bảy nó, tôi mới cưới mợ được về 2 tháng, mà cái tật hám trai của mợ nó đã lòi ra đằng đít rồi kia kìa. Bỏ, bỏ ngay đi nhé, ông còn sống sờ sờ đây chứ chưa có chết. Hóa ra người con gái trẻ trung ban nãy đấy là mợ bảy. Người đàn ông hom hem kia đã có 7 người vợ. Tôi thoáng rùng mình, làm ăn gì được nữa mà lấy lắm quá thế. Mợ bảy đó thấy chồng mình ghen nhắc nhở, cô xua tay. Tôi làm gì nào, tôi chỉ thấy nó ướt thì mang cho nó cái khăn, dù gì nó cũng ở đây làm. Tôi đối xử tốt một chút thì nó làm cho ai nào, nó cũng chỉ là thằng hầu. Thế tổ đã cho phép chưa mà mợ nhận nó? Người đàn ông khệnh khạng bước đến bên vợ mình. Mợ bảy liền im bặt. Ông nhìn tôi, lấy tay bóp mạnh vào vai khiến tôi đau điếng mà cũng không dám hé răng nửa lời. Khỏe mạnh, cao to, được, ở đây làm cho ông. Ông giao cho mày cày bừa ruộng nương, nhưng nên nhớ, đừng làm gì mờ ám sau lưng ông, không ông giết, ông giết hết. Chả cần nói cũng biết lão đang cảnh báo bà vợ trẻ của mình. Tôi lý nhí dạ vâng, rồi được người ở cũ dẫn xuống nhà ngang, nơi mà người hầu ở tập trung. Không vách ngăn, không màn tuyên che chắn, cảm giác như một trang trại rộng kê vài cái giường ngay ngắn. Tôi nhìn vẻ đầy ái ngại, ai lại trai gái ở chung, đúng thật chẳng khác nào cái chuồng. Từ đằng xa kia, một anh đang thay áo, bên này chị nọ mặc mỗi dải yếm đào. Tôi nuốt nước bọt, lỡ mà ham quá thì có chịu được không? Vào đi, đứng đấy làm gì? Ngày xưa anh cũng như chú bây giờ đấy, nhưng sau rồi cũng quen hết. Ở đây chỉ có thằng hầu con ở, đừng nghĩ là trai gái gì sất. Ngày xưa đã có cặp ở đợ vì chót yêu nhau lỡ dính bầu mà bị đánh đuổi, thừa sống thiếu chết đấy. Một anh chàng có lẽ hơn tôi vài tuổi, thấy tôi ngơ ngác thì phân trần. Tôi đi ở nhiều nơi, tôi còn lạ gì, người giàu cấm kỵ gái đẻ vào nhà. Ruột thịt mà đẻ đái cũng phải đi cửa sau, họ rất sợ xúi quẩy. Những người sang giàu, họ thường không coi trọng người hầu kẻ hạ. Tôi biết, nhưng chuyện người đàn ông kia vừa kể khiến tôi vẫn rùng mình sợ hãi. Tôi nấn ná bắt chuyện. Anh tên là Cải, ở đợ nơi đây đã được gần 35 năm, từ khi anh mới 5 tuổi. Vì nhà anh nghèo, phải trả nợ cho thầy me, nên anh đi ở từ bé. Anh khỏe mạnh hoạt bát, lại trung thành, nên được ông Minh, tức phú ông, tin tưởng và giao nhiều trọng trách lớn. Chú nghe đây, ở nhà này không phải dễ thở như làm ở quê chú đâu. Họ quý, chú sẽ được sung sướng, nhưng nếu chú làm họ chướng tai gai mắt thì chú sống cũng không bằng chết. Ông Minh quen biết nhiều quan nhớn, lại giàu có, lấy tiền bịt mồm thì dễ như trở bàn tay. Quả thực,
Càng nghe anh Cải nói, tôi lại càng sợ hãi luống cuống hỏi lại, vậy giờ em phải làm sao? Cứ làm tốt việc của mình, đừng nhiều chuyện quá, cẩn thận cái mồm, chuyện gì không nên thì tuyệt đối không hé răng. May quá, có anh Cải chỉ dẫn, tôi cũng đã yên tâm phần nào. Được anh xúc cho tạm bát cơm, tôi ăn lấy ăn để rồi đi nằm. Trời đã khuya, cậu đi đường xa nên tôi mới đặt mình đã ngủ say tít. 5 giờ, trời vẫn còn nhập nhèm chưa nhìn rõ mặt người. Tiếng kèn chát chúa gọi người làm của anh Cải mà tôi vẫn ngủ say như chết. Không thấy thằng mới đến dậy, anh lại vào gọi. Này, dậy đi. 5 giờ, người ta phải vào làm việc rồi. Chú ra dắt trâu cho nó ăn, khi nào nó no hãng cày. Chơi trâu mà gầy là ông Minh bắt tội chết. Anh Cải giao việc, tôi lật đật ngồi dậy, chẳng kịp rửa mặt đã phải đi làm ngay. Ra chuồng trâu, con nào con nấy tròn trùng trục, bụng béo muốn xệ đất. Bê cho nó từng ôm rơm đầy, tôi mới đi dắt cày. Quả thực, tôi cảm nhận anh Cải là người rất gần gũi. Người mới như tôi cũng không nên gây thủ hằn làm gì mà khó sống, cứ làm tốt việc của mình, coi như ổn. Anh Ất, anh Ất, lại đây mợ nói nhỏ nghe này. Tiếng mợ Bảy ngọt lịm vẫy tôi ở chuồng trâu, chẳng biết là có chuyện gì. Trên người mợ cũng chỉ mặc chiếc yếm đào mỏng manh. Hay thật, hình như mặc yếm đang là mốt hay sao thế, chẳng ai kín đáo như các mẹ các chị thời xưa nữa. Cứ nhìn cái yếm này, tôi lại nhớ đến cô Lệ. Chẳng biết giờ này thế nào, bố đứa bé đã đến nhận chưa? Nghĩ đến đây, tôi thở dài, lòng buồn thườn thượt. Này, mợ nói Ất không nghe hả? Thấy tôi không trả lời, vì mãi suy nghĩ, mợ Bảy nũng nịu chạy thẳng đến chuồng trâu, cười cười, rồi dúi vào tay tôi một bọc xôi. Hôm qua ăn ít, sáng lại chưa được ăn gì. Mùi lá sen gói xôi tỏa ra thơm lừng ngậy ngậy, đến là ngon. Nhìn vào mắt mợ, tôi lại nhớ đến lời ông Minh, lời của anh Cải, đưa trả lại gói xôi tôi từ chối. Chắc là mợ cũng chưa ăn, mợ cầm lấy còn không dám đâu ạ. Tôi trả lại thì mợ lại đưa, hai bên giằng co mãi. Tôi thực sự muốn yên ổn, biết đâu ăn vào tôi sẽ chết mà chẳng sống được đến ngày mai. Kìa anh Nô, mợ Bảy cho thì con cứ cầm, sao mà phải sợ. Tiếng của mình đứng ngoài hè từ bao giờ lên tiếng chậm rãi. Tôi và mợ Bảy đều sợ giật bắn mình, gói xôi cũng cứ thế mà lăn ra đất. Thế là thôi, chẳng ai được ăn. Mợ từ một người ngọt ngào nhỏ nhẹ bỗng nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác. Mợ ấy trừng mắt lên, tay chống nách xỉa xói tôi. Này nhớ, bà nói cho cái loại người như mày biết, nhà này sáng ra chỉ được ăn xôi thôi, không ăn được thì nhịn, dành con. Thật, tôi chẳng biết mợ Bảy nghĩ thế nào mà trở mặt nhanh đến thế. Tôi ngơ ngác như một thằng đần, chẳng hiểu chuyện gì. Ông Minh lạnh khậy bước xuống thềm, chống tay vào vách ông hỏi. Này Nô, ông hỏi, mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ bẩm ông, con được 32 rồi ạ. Tốt, nó năm nay đã 32 mà mợ Bảy năm nay mới 25. Sao mợ lại chửi nó là danh con? Nó còn hơn tuổi mợ đấy, mợ Bảy. Biết là ông Minh đang đá xéo mình, mợ liền dãy đành đạch giận dỗi. Mình bênh nó đi à? Mình phải bênh em chứ. Tôi nghe mợ gọi chồng mà sờn hết cả gai ốc. Mợ Bảy chỉ đáng tuổi con ông Minh mà gọi sao nghe lạnh gáy. Ông Minh không đáp, chỉ cười rồi lặng lặng đi vào. Tôi mới về nên chưa đoán được ông Minh là người thế nào. Ở cái xã hội trọng tiền khinh nghèo này, đa số nhà giàu thường là địa chủ lắm ruộng nhiều vườn. Hai mà thương gia buôn bán, ba là quan quyền. Nhưng có điểm giống nhau là gia trưởng độc tài và rất độc ác. Với kinh nghiệm cả đời đi ở đợ của mình, tôi cảm thấy ngôi nhà của ông Minh có rất nhiều điều khác lạ, chẳng giống những ngôi nhà bình thường khác. Ai đời người ở cứ cho mặc hở hang. Nhà có ít người nhưng lại rất nhiều phòng bí ẩn khóa trái. Tôi rất tò mò nhưng phải dặn mình không được quá nhiều chuyện, nếu không sẽ mang họa vào thân. Hôm nay anh Cải cũng đi theo tôi ra đồng. Anh sợ tôi chưa thạo về sẽ bị bắt vạ nên ra hướng dẫn tôi. Anh Cải nói ông mình nhiều việc nhưng có thể ra kiểm tra bất cứ lúc nào. Ông ấy là người rất nghiêm khắc,
nên làm việc gì cũng phải cẩn thận tỉ mỉ. Gia nhân xin vào làm cho ông Minh thì dễ, chứ già thì khó còn hơn cả lên trời. Anh Cải này, sao em thấy nhà ông Minh cứ là lạ thế nào ấy? Cứ bí hiểm, giấu giếm gì hay sao? Không phải việc của chú. Chú quên là anh đã nhắc không được nhiều chuyện à? Mồm mà như tép nhảy, có ngày mất đầu biết chưa? Tôi lặng thinh không dám nói. Tôi chỉ muốn hỏi cho bớt tò mò. Lỡ đâu tôi không biết mà phạm sai lầm thì thế nào? Mà phải nói, anh Cải trung thành thật. Thảo nào ông Minh lại tin tưởng đến thế. Anh Cải cứ làm nhiều nói ít, hầu như suốt buổi chỉ có mồm tôi lia láu. Với sức trai tráng của tôi, một buổi sáng là cày xong thửa ruộng. Đúng như lời Cải, ông Minh lên huyện tiện đường đi qua, thấy tôi cày nhanh nhẹn thì mặt giãn ra ưng thuận, gọi tôi lại, ông vỗ vai, khá đấy, này ông cho, thích gì thì mua. Nói xong ông cười rồi đi thẳng. Thật, ông cho tiền tôi vẫn chưa hiểu ông Minh là người thế nào. Lúc thì thoải mái, lúc thì hà khắc. Đúng là ông chủ khó hiểu nhất trong lịch sử ở đợ đời tôi. Chia cho anh Cải 5 hào, nhưng anh không nhận. Tôi phải bảo, anh cầm cho em vui. Dù gì em nhận được tiền cũng là do anh chỉ bảo. Anh em mình chia đôi, có gì anh còn giúp em. Nói thật, ngày xưa ở quê, em cày cả ngày mấy mẫu ruộng, người ta chỉ trả em 5 hào. Ấy thế mà cày có nửa buổi, ông Minh cho tận 1 đồng. Thì anh đã nói với chú rồi, biết tính ông mở cả ruột cả gan, nhưng không biết tính thì coi chừng. Anh Cải cứ sợ tôi mắc sai lầm nên dặn đi dặn lại, dù sao cũng tốt. Chơi với anh lâu lâu, anh nói đỡ trước mặt ông Minh, tôi lại được nhờ. Xế chiều chúng tôi được về sớm, vì hôm nay con gái ông Minh là cô nhài về. Tiểu thư nhà ông Minh nghe đâu đang học ngành gì đấy bên trường Pháp mở trên Hà Nội. Toàn con nhà giàu vào đấy học. Cô đấy tầm 20 mấy, như ở quê tôi. Con gái ngoài 20 mà chưa lấy chồng thì đã gắn mác ế xưng ế xỉa rồi. Tôi chép miệng, chắc cô nhài ý bận học hoặc xấu quá không ai rước. Ra giếng khơi rửa chân tay, nước mắt lạnh cứ táp vào mặt khiến tôi tỉnh táo hẳn. Ông đã giận mày thế nào mà mày vẫn tọc mọc thế hở? Có phải mày coi tao không ra gì không? Mày đã nhìn thấy những gì, biết những thứ gì rồi? Còn cắn cơm cắn cỏ lạy ông, con chưa biết gì cả. Tại con vô tình xem được thôi, chứ không phải con cố ý. Chả biết trong gian nhà người ở có chuyện gì mà ông Minh vào đấy tỏ tiếng thế. Tôi lấy làm thắc mắc, rón rén nhòm qua lỗ cửa. Tôi thấy gia nhân, người ở đang đứng tứ phía. Một người bị trói tay đang quỳ trước mặt ông Minh xin xỏ. Anh Cải đứng cạnh lầu lầu nhỏ nhẹ xin cho người trói, nhưng có vẻ không giúp được gì. Ông Minh đứng dậy quay mặt về phía cửa thở dài. Xét mày ở nhà này cũng bao nhiêu năm, lại chăm chỉ ngoan ngoãn, nhưng gia pháp đã định, ông không thể bao che cho mày được. Cải đâu, cứ thế mà làm. Ông nói xong như thể người ta đã quá quen với việc ấy. Hai thằng hầu to khỏe vạm vỡ giữ chặt lấy người đàn ông bị trói đấy, bắt chìa ra một ngón tay. Anh Cải đã cầm sẵn con dao phay từ bao giờ, chẳng cần nói, thằng như tôi cũng đoán được, có lẽ người đó đã làm gì mắc lỗi với ông Minh và bị xử phạt theo quy định của nhà là chặt một ngón tay để răn đe những kẻ khác. Tôi thoáng rùng mình, sáng nay ông vẫn còn sởi lời cho tôi 1 đồng, ấy thế mà giờ lại thành một người máu lạnh hoàn toàn khác. Khi anh Cải đã giơ dao chuẩn bị chặt thì một người con gái mặc váy chạy sộc vào, nhanh tới nỗi tôi còn chưa dám nhìn thấy mặt. Anh Cải dừng lại. Thầy, sao thầy cứ giữ cái tục lệ cổ hủ như thế làm gì? Người ta cũng là người, nếu như trên Hà Nội là thầy bị đi tù rồi đấy. Mỗi tội đây vẫn là ở quê, nó là người hầu kẻ hạ. Thầy có tiền, thầy sợ bố con thằng nào bỏ tù mà mày dọa. Mới đi được vài năm đã về lên mặt rồi, chưa khỏi vòng đã cong đuôi. Cô nhài không ngăn được ông, ngược lại còn bị ông Minh chửi cho thậm tệ. Anh Cải vẫn phải theo lệnh ông, giương dao lên chặt phập một cái. Người đàn ông đau đớn gào lên. Giây phút ấy tim tôi đập loạn xạ, nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng kinh hoàng ấy diễn ra. Khi mở mắt, đã thấy tiếng gào ấy yếu dần rồi tắt hẳn. Có lẽ sợ quá mà ngất đi.
anh cải vẫn còn văng mấy giọt tiết người trên mặt. Tôi tái xanh tái ngắt, sợ hãi không đứng nổi nữa. Ông Minh dõng dạc nói lớn, chúng mày nhìn đấy mà làm gương. Ông quý chúng mày như con, nhưng đừng làm trái ý ông. Nhẹ có thể là một ngón, nhưng nặng thì bay cả đầu đi, biết chưa? Cả đám gia nhân lý nhí dạ. Ông Minh nói xong cũng cắp đít đi thẳng ra đến cửa. Ông thấy tôi chổng mông nghe trộm. Ông già tôi giật mình thon thót sợ hãi. Ông Minh chỉ lườm tôi một cái, không nói không rằng. Tôi vã mồ hôi hột, ngồi phệt xuống đấy. Bên trong kia, mọi người xúm lại băng bó vết thương cho người đấy. Cô Nhài học nhiều ở bên Tây, sơ cứu bông băng thuốc đỏ nhanh thoăn thoắt, miệng liên tục xin lỗi người ta. Anh cải xong việc liền đi ra. Khi thấy tôi ngồi đấy thì hỏi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chú ngồi đây làm gì? Không nhanh mà rửa chân rửa tay đi, còn vào ăn cơm. Vài vết máu đông trên mặt anh cải thâm đen như tiết lợn, càng làm tôi sợ hãi trấn an mình, nhưng trong thâm tâm lại hết sức hoang mang lo sợ. Rõ ràng tất cả mọi người trong nhà ông Minh, kể cả ông Minh, anh cải, mợ bảy, bình thường rất hiền lành, nhưng trong chốc lát lại biến thành con người cực kỳ dữ dằn khó hiểu. Tôi hỏi anh cải thì anh chỉ bảo tôi phải thế nọ thế kia, nên thực sự tôi đang rất lo lắng, không biết xin vào đây liệu có phải là ý hay hay không nữa. Ngày hôm sau, tôi nghĩ ngợi cả buổi sáng mới dám đứng trước thềm đợi ông Minh dậy. Lúc đầu, tôi nghĩ hay không nói không rằng, cứ thế trốn ra ngoài. Nhưng về sau nghĩ lại, ông Minh quân quyền khắp nơi, lại quen nhiều quan lại như thế, thì tôi có trốn đằng trời, chỉ bằng cứ mở lời xin nghỉ, may ra lại hay. Không đi làm còn đứng đây làm gì, đợi mợ phải không? Mợ bảy thấy tôi liền chạy lại, huých vai tôi một phát đào điếng. Mợ cũng xinh xắn trẻ trung, nhưng là người của ông Minh, ai dám động vào. Tôi cúi mặt không đáp, mợ cứ đứng đấy, nói trời nói mây đủ điều. Cánh cửa chính mở ra, chắc là ông đã dậy. Tôi chui vào đấy lẩn tránh, vẫn không thấy ai trong này. Trong buồng kia có ánh điện sáng trưng, chắc là của cô Nhài đi học trên Hà Nội mang về. Đúng là hiện đại. Tự dưng tôi lại tò mò về cô tiểu thư nhà ông Minh, hôm qua sợ quá chưa kịp nhìn. Khẽ vén trước màn tuyên mới tinh thơm phức, tôi đoán cô Nhài chắc là người cẩn thận sạch sẽ lắm. Khẽ liếc qua, tôi nhìn tứ phía, con mắt dừng lại chỗ gần giường. Cô ấy trên người không một mảnh vải, thân thể trắng nõn ngọc ngà, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Tôi thoáng giật mình, tim đập thình thịch, ngại ngùng đỏ mặt. Tôi chạy một mạch ra phản ngồi, mồ hôi tứa ra như tắm. Tôi sợ trong phút giây không kìm hãm được lại nhảy bổ lên thì chết dở. Chẳng biết cô bồi thứ gì trên người mà thơm thế, mùi quý phái lắm. Chắc từ bé đến giờ tôi mới ngửi thấy mùi thơm quyến rũ như vậy. Mày tìm ông à? Vâng, con chào ông. Tiếng ông Minh gọi, tôi đứng phắt dậy khúm núm, nép vào gần cửa đợi ông. Có lẽ cô Nhài nghe thấy tiếng người nói bên ngoài, cũng chạy ra xem thử. Mặc một chiếc váy trắng xòe, đứng trước mặt tôi. Tôi đứng hình, tê dại như bị điện giật. Cô nhìn tôi, hàng mi cong vút, đôi mắt sâu thăm thẳm như tây mũi lõ, dáng mảnh khảnh nhỏ nhắn thon thả. Sao lại có người con gái đẹp đến thế kia chứ? Ấy thế mà, thằng đần nào mới đầu còn bán tín bán nghi cô quá xấu mà không lấy được chồng. Này, mày vào có việc gì? Tự dưng cứ đứng được ra đấy, không có gì thì đi làm đi chứ, muộn rồi. À vâng, con định vào, con bảo là chuyện... Chuyện gì ấy nhỉ? Con quên mất ông ơi, khi nào con nhớ ra, con bẩm ông sau ạ. Tôi xin phép lui ra ngoài, với kinh nghiệm ăn nói với ông chủ nên tôi tránh được ông Minh chửi. Từ lúc tôi bắt gặp cái hình ảnh cô Nhài không mặc quần áo ấy, tự dưng người tôi cứ rùng mình, rồi tim tôi rùng lên sao xuyến. Từ bé đến giờ tôi chưa được cầm tay ai, chứ nói gì được nhìn tận mắt người con gái như thế. Anh là Nô phải không? Vào đây tôi nhờ chút. Tiếng cô Nhài gọi phá tan sự suy nghĩ. Cô ngoắc ngoắc tay ra hiệu tôi vào phòng cô. Tài thật, cứ đối diện với ánh mắt cô là tôi không đứng vững nữa. Anh vào đây, anh xem sửa giúp được cái giường. Chắc lâu ngày không ai nằm nên nó bị mục mất rồi. Thì ra là sửa giường,
Thế mà tôi lại mong chờ điều gì hơn cơ. Ngó nghiêng dò xét cái giường, tôi thử ngồi lên một cái nhún nhún thì rắc. Chiếc giường sập gãy làm đôi, tôi ngã bổ chừng, nằm thoai thoải như con cóc chết. Cô Nhài đứng đấy chẳng trách, mà cứ ngoác mồm ra cười không ngớt. Đấy, nụ cười ấy lại làm tôi đứng hình mất rồi. Cô bảo để cô đi đặt giường mới, nhưng tôi xua tay. Hay cô Nhài để tôi làm cho cô một cái giường bằng tre nhé. Tuy không cầu kỳ được như giường Tây, nhưng chắc chắn mà thoáng mát lắm. Nghe tôi nói vậy, cô đồng ý luôn. Sự thích thú hẳn lên đôi mắt đen láy ấy. Tôi cứ có cảm giác ấm áp làm sao. Ngày chiều, tôi đi ra sau nhà chặt tre về làm giường. Có vẻ Nhài cũng tò mò về chiếc giường tre, nên cứ lẽo đẽo theo tôi. Cô còn bảo nếu cần gì cứ để cô ấy lấy phụ. Thật, tiểu thư nhà giàu vừa học giỏi lại thông minh gần gũi, không khinh miệt người ở như cô Nhài, quả thực hiếm có, chả giống như cô Lệ. À thôi, tôi không muốn nhắc nữa. Mợ Bảy đi qua, thấy tôi làm giường cho cô Nhài thì tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Đúng là gái xinh, chỉ khi cười cô Nhài mới cười tươi bao nhiêu thì mợ Bảy cau có bấy nhiêu. Ất, mày làm cho mợ cái giường y như thế, giường của mợ cũng bị hỏng rồi. Lúc đấy tôi cứ tưởng thật, buông cái búa trên tay, tôi đứng lên hỏi mợ. Nó hỏng thế nào hả mợ? Có hư hại lắm không? Nếu nhẹ thì mợ cứ nằm tạm, mai con sửa, bây giờ con lỡ việc cô Nhài mất rồi. Mợ chẳng nói câu nào, hầm hầm mặt đi vào trong buồng. Tôi cũng chẳng để tâm. Đến khi nghe cái choạc một phát, mợ chạy sổng sộc ra, buông một câu cụt ngủn. Giờ thì hỏng nặng rồi đấy, mày vào sửa cho tao. Mợ gào lên ra lệnh. Tôi tái xanh mặt. Đấy, đang yên đang lành thì lại lên cơn. Ngôi nhà này nhiều người thật buồn cười. Thôi thì sửa cho mợ trước. Tôi cầm cái búa cùng đồ nghề định đi vào buồng, nhưng cô Nhài, cô ấy cầm chặt lấy tay tôi, đứng dậy, ngách mặt lên thách thức mợ Bảy. Này mợ, anh Nô đang làm giường cho tôi, mợ sửa sau thì phải chờ. Ở đâu ra cái luật vô lý là người đến sau phải sửa trước thế? Tao không thừa hơi mà cãi lý với nhà mày. Tao là mợ mày, là người thầy mày danh chính ngôn thuận cưới rước tao về. Theo vài vế, tao là me mày đấy, rành con, láo toét. Tài thật, mợ hơi tí là chửi người khác danh con, trong khi mợ hơn cô Nhài có nhiêu tuổi đâu. Hai người lời qua tiếng lại, cô Nhài giọng đầy học thức, còn mợ Bày cưới chửi tục rồi văng tứ tung. Nghe thôi cũng thấy họ thù hẳn và chẳng ưa nhau gì từ trước. Mợ Bày cứ lấy hơi dựa vào ông Minh và chửi cô Nhài chẳng ra gì. Thế càng quá, tôi mới nhẹ nhàng nói, rồi gỡ tay cô Nhài ra. Khiếp, người đâu có bàn tay ấm áp thế, đụng vào tay tôi mà người tôi cứ bừng bừng. Nhài cứ như một ngọn lửa, làm tan chảy một tảng băng nhỏ nhoi, sưởi ấm tôi trong một mùa đông rét buốt. Tôi gỡ tay gật đầu với Nhài một cái nhẹ nhàng, nhưng cô túm áo chán chê mê mỏi, còn nũng nịu, hờn dỗi như trẻ con. Tôi bật cười, sao cái gì của Nhài tôi cũng đều thấy đáng yêu hết vậy. Cô mệt thì vào ngồi nghỉ một lát, tí đi. Tôi xong rồi, ra làm bây giờ đấy. Tôi nói cô vẫn còn bĩu môi hờn, nhưng tôi không muốn họ cãi nhau. Ông Minh nghe được, lại không hay. Thôi thì nhịn nhau cho yên cửa ấm nhà. Theo chân mợ Bảy vào buồng, quả thực chiếc giường đã sập sát đất. Chả hiểu mợ làm kiểu nào mà nó gãy bằng nhau đến thế. Tôi cúi người, lật lên từng thang gỗ đóng lại. Ấy thế mà, mợ Bảy đứng đấy chẳng hiểu sao lại luồn tay vào áo tôi, ôm tôi từ phía sau lưng. Tôi giật mình, nhẹ nhàng gỡ tay rồi nói, mợ ơi, mợ đang làm cái quái quỷ gì vậy mợ? Ông mình mà thấy thì chết con. Chẳng lẽ Ất lại không biết? Ất định bắt mợ nói toẹt ra hay sao? Mợ thương Ất, thương nhiều lắm, chẳng diễn tả nổi. Mợ nói đến đây thì cởi cúc áo của tôi, từng thớ cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc làm con mắt mợ sáng bừng. Tôi định chạy thì mợ lại túm lại. Tôi không muốn dây dưa gì với vợ ông Minh cả. Đẩy mợ một cái thật mạnh, tôi dứt khoát xin mợ giữ mình, còn không làm như thế được. Vì sức tôi khỏe nên chỉ dúi mợ một cái đã ngã cắm đầu. Biết là hơi mạnh tay, nhưng tôi không còn cách nào khác.
đỡ mợ dậy, tôi lại rối rít xin lỗi. Nào ngờ mợ lại ôm chặt lấy tôi đến nỗi không tài nào dứt ra được. Kìa, từ đằng xa kia, giọng ông mình đi đâu mới về, tiếng nói mỗi lúc một gần. Mợ Bảy nghe thấy tiếng chồng thì vội vã buông, tiện tay còn tát tôi một cái thật mạnh. Mợ trừng mắt lên xỉa sói. Đấy, thật sự tôi không hiểu nổi. Mẹ kiếp, thằng chó chết này, bảo mày sửa giường cho bà mà mày làm mãi không xong thế à? Cút ra, nuôi mày chỉ tổ tốn cơm. Ông mình thấy vợ mình to tiếng thì đi tới ngó đầu vào. Mợ biết nhưng vẫn giả như không, chửi tôi liên hồi như tát nước vào mặt. Về sau cô nhài kéo tay tôi đi. Tôi đã bảo anh rồi, con người này buồn cười lắm mà. Anh không phải thừa hơi như thế, ra làm hộ tôi đi. Có gì tôi sẽ trả công anh. Được nhài dắt ra ngoài, đúng là dễ thở hơn rất nhiều. Ông mình nói gì với vợ to nhỏ trong đấy. Lâu lâu lại thấy mợ gào lên cãi. Nhưng thôi kệ, tôi chả cần bận tâm nhiều. Làm đến tận khuya nhưng vẫn chưa xong. Bên chiếc đèn điện có công tắc của Pháp được cô nhài thắp sáng trưng, soi cho tôi miệt mài làm. Cô cứ ngồi thấy, mồ hôi nhễ nhại. Tôi khuyên lên giường tôi mà ngủ tạm thì cô không chịu, nhất nhất xem tôi làm bằng được. Đêm khuya vắng, hai người ngồi bên nhau, cô kể cho tôi nghe nhiều chuyện. Còn tôi tuyệt nhiên chỉ ngồi nghe và chẳng nói câu gì. Tôi thì có gì để nói, một thằng mồ côi cha mẹ từ bé, quanh năm suốt tháng đi hầu hạ nhà người thì có gì mà hay ho để kể. Cô nhài này, tôi kể cho cô nghe chuyện này, nhưng tuyệt đối cô đừng kể cho ai nghe nhé. Ngày xưa ở dưới quê, tôi có đi ở cho một nhà phú ông, nhà đấy có người con gái xinh lắm, cười duyên như cô nhài vậy đó. Xong anh thích người ta chứ gì? Sao cô biết? Tôi đoán thế có phải không? Hay do tôi đọc sách nhiều, xong suy nghĩ bị lệch thực tế nhỉ? Cô đoán đúng rồi, để tôi kể nốt. Cô ấy nhà giàu, nhưng vô cùng thân thiện. Thật lòng tôi rất thương cô ấy. Nhưng cô nhài nghĩ, cô ấy có thương một thằng hầu như tôi không? Khoảng cách gia cảnh có đưa được chúng tôi nên duyên hay không? Thật sự, tôi đang muốn hỏi nhài xem cô ấy sẽ nghĩ thế nào. Nhưng đợi mãi, không thấy cô ấy trả lời. Quay sang đã thấy cô ngủ từ lúc nào chẳng hay. Tôi bật cười, cũng may cô không nghe thấy những gì tôi nói. Tôi bê tạm cái chõng tre của mình kê vào phòng cho cô nhài nằm tạm. Cứ vào đến cửa là tôi lại ngửi thấy mùi thơm dễ chịu ấy cứ bám lấy, khiến tôi không muốn rời. Bế cô vào buồng, đã định đi rồi, nhưng tôi lại muốn quay lại, lấy hết can đảm, hôn lên má nhài một cái. Người tôi tự dưng lạnh toát, rồi mặt tôi lại nóng bừng lên khó tả. Đúng là cảm xúc khi hôn người khác giới, nó lại lâng lâng bay bổng đến thế. Tôi cứ sờ sờ lấy đôi môi mình, cảm nhận được làn da mịn màng của cô nhài. Phải chăng tôi đã yêu người con gái tên nhài mất rồi? Hôm nay trời quả thực quá nóng, đến đêm khuya rồi mà chẳng có một chút gió. Mọi người đều đã ngủ hết. Tôi đã làm gần xong nên định bụng đi tắm cho nó khuây khỏa. Cởi áo, từ khi vẫn còn ở ngoài sân, tôi cứ nghĩ rằng chỉ còn mình tôi, nhưng thực sự không phải, vẫn còn một người đang thức. Cầm chiếc gáo dừa rội nước lên người khiến tôi thư thái và tỉnh táo hẳn. Tuy khuya nhưng trăng đêm lại rất sáng, chiếu rọi thẳng vào người, khiến cơ thể săn chắc trong ánh trăng mập mờ càng thêm bóng loáng và khiêu gợi. Bất thình lình, chiếc mảnh che cửa nhà tắm bị hất tung lên. Tôi còn chưa kịp nhìn khi xoay lại đã thấy mợ Bảy đang đứng cạnh mình. Thú thực, tôi sợ phát khiếp, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mợ Bảy lại tiếp tục cái bài ca xến sầm ấy, cứ mơn trớn lấy người tôi. Dù không muốn nhưng tôi không thể nào gầm lên được. Mợ ơi, con không hiểu con đắc tội gì với mợ. Bây giờ mợ nhẹ nhàng thế này, xong tí mợ lại gào ầm lên chửi bới con. Mợ không trả lời, tay mê mẩn đến cái giải rút quần tôi định tụt, nhưng tôi túm lại. Tôi nghe rất rõ cái tiếng nuốt nước bọt của mợ. Mợ Bảy cười cười, khuôn mặt sắc sảo đưa lên gần tai tôi thì thầm. Mợ giữ là khi có ông ở đấy thôi, chứ thực lòng mợ nào muốn nãy mợ nhìn thấy nô hôn trộm con nhài phải không? Hay nô thích nó? Nó thì có gì hơn mợ? Nói đến đây, mợ giữ chặt lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng tháo cái giải. Chiếc quần gụ của tôi cứ thế rơi xuống đất,
Hai con mắt mợ bây giờ nhìn xuống sáng rực như đom đóm. Bây giờ trên người tôi thực sự chẳng còn một tí gì. Tôi vẫn kháng cự thì mợ lại lên giọng đe dọa. Này Nô, đừng làm khó mợ. Một là bây giờ mợ kêu lên, ông Minh già và sẽ nói Nô ức hiếp mợ. Nô biết là tính lão ý thế nào rồi. Hai là chỉ cần Nô ngoan ngoãn một chút thôi, chiều mợ một lúc, rồi ngày mai việc ai người ấy làm, coi như không có chuyện đêm nay. Mợ Bảy đúng là người lắm chiêu. Bây giờ tôi biết phải làm gì. Vẫn biết hơn 30 năm qua tôi chưa nếm trải mùi đời, vẫn tò mò cảm giác ấy. Nhưng trao cho người không thương thì cảm giác đúng là một mớ hỗn độn. Mợ ơi, nhưng con không có kinh nghiệm gì cả mợ ạ. Con còn vụng về lắm, tại sao cứ nhất thiết phải là con kia chứ? Mợ không nói gì nữa, cứ lao vào tôi như con hổ cái bị bỏ đói 3 năm. Sức thằng đàn ông con trai như tôi chẳng hiểu sao lúc đấy lại không địch lại nổi mợ. Mợ chèn tôi vào tường, hôn lấy hôn để, khiến môi tôi bật máu. Tôi chả bao giờ nghĩ một người đàn bà lại có thể mạnh dạn đến mức ấy. Mợ tự nguyện cởi dải yếm đào ra. Người của mợ cũng thơm, nhưng chẳng thơm bằng cô nhài. Trong lúc đấy, tôi không làm chủ được mình. Phần vì nhu cầu, thẳng 30 tuổi chưa được một lần nếm trải. Phần vì tò mò, tôi như bị thôi miên, đắm chìm vào cơ thể mợ. Lúc đầu, tôi còn lóng ngóng. Về sau tôi đáp trả rất nhiệt tình. Tôi cứ thế trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, đắm chìm vào một cõi đề mê vô tận. Chúng tôi ở bên nhau đến giữa đêm chưa dứt, tôi cứ ghì chặt lấy mợ cho bỏ cơn thèm thuồng. Nhìn đôi mắt mợ bây giờ đã đờ ra, cơ thể đã thả lỏng như mợ đang được đưa lên tận mây xanh. Tôi chẳng thèm quan tâm, cứ tiếp tục như con tàu đang đắm chìm ra biển cả mênh mông khám phá, làm gì có chuyện quay đầu vào bờ. Khi tôi và mợ Bảy xong việc chia tay nhau thì cũng là lúc gà gáy báo hiệu đã gần sáng. Nhanh thật, tí đã hết đêm rồi. Vội vã vào nằm một chút, nhưng sực nhớ ra chiếc giường đã cho cô Nhài mượn. Vậy đấy, khi tôi sực nhớ đến cô Nhài thì cũng là lúc lương tâm tôi thấy có lỗi và day dứt vô cùng. Tôi đã làm gì thế này? Nô ơi, mày điên rồi. Sao mày có thể làm chuyện tày đỉnh với người đàn bà của ông Minh chứ? Tôi ngồi đầu hè, vò đầu suy nghĩ về chuyện tồi tệ tối qua. Ông Minh mà biết được thì tính thế nào? Dù sợ hãi, nhưng tôi dặn lòng phải thật bình tĩnh và quên cái chuyện ấy đi. Chắc mợ Bảy cũng chả điên đâu mà nói với ông Minh. Nói ra chính mợ cũng chẳng yên ổn. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy tiếc hủi hụi vì đấy là lần đầu tiên. Tôi vẫn thường mơ rằng phải trao cho người con gái tôi yêu thương nhất và phải chính là vợ tôi. Ấy thế mà. Tâm bất an khiến tôi chẳng thể nào chợp mắt. Tôi lại chạy ra ngoài sân, lại đục lại búa làm giường cho cô Nhài. Khi cô ấy dậy thì tôi cũng vừa hoàn thành. Cô Nhài thích lắm, cứ cảm ơn tôi rối rít. Anh Nô, viết đôi ba dòng vào đấy đi, cho nó có kỷ niệm. Viết gì cơ? Với lại tôi không biết chữ. Tôi ngập ngừng xấu hổ, đi ở từ bé không cha không mẹ, đến miếng ăn còn khó, chứ nói gì đến tiền đi học. Chắc cô ấy hiểu, cầm lấy cái rũa, Nhài kèm tôi viết từng chữ. Những chữ cái nguệch ngoạc của tôi cũng chẳng biết ý nghĩ. Viết xong, cô ấy đọc, anh Nô tặng Nhài. Thật, giây phút ấy mãi tôi chẳng thể quên được. Lần đầu tiên tôi biết viết, cảm xúc nó vui mừng khó tả, xen lẫn là có sự có lỗi và cắn rứt lương tâm ghê gớm. Từ đợt biết tôi không biết chữ, Nhài dặn tối khi nào xong việc sang buồng cô ấy sẽ dạy tôi. Tất nhiên là tôi đồng ý ngay. Tôi sướng còn chẳng hết nữa là. Mối quan hệ của tôi hình như chẳng còn khoảng cách. Dù là người thật đấy, nhưng lúc nào Nhài cũng gọi một điều anh Nô, hai điều anh Nô, chứ chả sỗ sàng như mợ. Nhài khoe nhiều người về đây làm cũng không biết chữ giống tôi, nhưng sau vài tháng họ đã có thể biết đọc biết viết thành thạo. Tôi nghe cũng đỡ xấu hổ phần nào. Tối đến chỉ trông ngóng xong phòng Nhài thật sớm để học bài. Cô ấy khen tôi sáng dạ lắm, học tí đã nhanh thuộc, càng làm tôi phấn đấu biết chữ thật mau. Về sau, bằng sự cố gắng và công lao của Nhài, tôi đã biết đọc biết viết. Tôi nghĩ
một thằng hầu như tôi mãi mãi sẽ mù chữ. Nhưng không, tôi biết chữ rồi nhé. Nhìn chữ Tô Văn Nô ngay ngắn to tròn, nắn nót do tôi viết ra, tự dưng tôi bật khóc nức nở như đứa trẻ con, rồi ôm chầm lấy Nhài. Nô tôi biết viết, biết đọc cô Nhài ạ. Thực sự rất cảm ơn cô. Thấy tôi vui mừng thì Nhài chỉ biết động viên an ủi. Cô ấy bảo tôi thông minh thế này, vài năm nữa có kỳ thi trên Hà Nội, cô sẽ đưa tôi đi thi để không phải làm người hầu nữa. Tự dưng nghe Nhài nói, tôi lại rất muốn biết Hà Nội nó thế nào. Và biết đâu ông trời cho tôi công thành danh toại, có chức có quyền, tôi sẽ về đường hoàng cưới Nhài làm vợ. Nhài và tôi chơi thân với nhau lắm. Tôi lâu lâu gọi mỗi chữ Nhài không, nhưng cô ấy không trách mắng gì. Thực lòng tôi rất thương cô ấy, rất muốn lo lắng cả đời. Nhưng nếu tôi cứ tiếp tục ở đợi thế này, có lẽ khó mà được. Mợ Bảy từ khi thấy chúng tôi thân thiết thì mợ lâu lâu lại nổi đóa lên ghen tuông. Tôi biết, nhưng tôi muốn chấm dứt với mợ. Tôi không muốn liên quan gì nữa sất. Nhưng càng nhịn, mợ lại càng bắt bẻ Nhài, rồi chửi cô ấy thậm tệ. Tôi biết là mợ chỉ giận cá chém thớt, tức tôi nên chuốc giận lên đầu Nhài. Ông mình thì chẳng bênh ai, chỉ hờ hờ cười cho qua chuyện. Những lúc không có ai, mợ lại sờ soạng rồi bắt tôi, nhưng tôi kháng cự. Nhiều hôm tức quá tôi gào lên, mợ nhu cầu cao quá thế, sao mợ không tìm ông Minh ấy, mợ cũng có chồng rồi, mợ thành đanh lằng loàn vừa thôi. Tôi chửi mợ, nhưng mợ không tỉnh ra, cứ bám giết lấy tôi. Lão đấy á, sợ lão ấy thì làm ăn được gì. Từ khi mợ gả vào nhà này, hôm đấy lão lấy máu trinh của mợ đem đi tế rồi là thôi. Từ hôm ấy mợ ở không có ất đây rồi, lâu lâu cho mợ được khuây khỏa một tí, mất mát gì đâu nhỉ. Ất chả sướng bỏ mẹ ra đấy chứ. Mợ nói nghe càng khó hiểu, cái gì mà lấy máu trinh đem tế, nghe đã sợ. Nhưng tôi không thắc mắc thêm chuyện tế nhị, với lại mang vạ thì chết giờ. Nhài học xong thì ở nhà hẳn, cô ấy đang đi làm trong ngân hàng trên huyện, sáng đi tối về. Đối với tôi, Nhài là người phụ nữ giỏi nhất, xinh đẹp nhất. Chẳng biết cô ấy có cảm tình gì với tôi không, chứ tôi ngày nào cũng chỉ thấy nhớ Nhài. Sáng ra mà không thấy cô ấy một lát là ruột gan tôi lại cồn cào khó chịu. Tối hôm nay khi tôi đã chuẩn bị leo lên giường ngủ thì Nhài thò đầu vào gọi, theo chân cô ấy lên phòng, rồi rút ra trong ngăn kéo một thanh kẹo đen sì đưa cho tôi ăn. Nói thực là chả thấy ngon, đắng đắng xong lại ngọt ngọt, còn thua cả kẹo lạc quê tôi làm. Nhưng sợ Nhài buồn nên tôi không dám chê, cũng giả vờ tấm tắc khen ngon. Nhài hôm nay lạ lắm, rụt rè e thẹn, lâu lâu cứ vuốt tóc đỏ mặt, xong lại đơ đơ ra. Tôi đụng vai cô một cái hỏi han, Nhài sao thế? Sao mặt lại đỏ bự lên thế kia? Trúng gió hả? Tôi sờ lên trán Nhài lo lắng. Cô ấy lắc đầu. Tôi hơi hoang mang, sao hôm nay lại rủ tôi ăn kẹo? Hay Nhài biết việc của tôi với mợ Bảy rồi? Tôi vã mồ hôi hột, ăn thêm mấy cái cho đỡ sợ. Nhài không nói gì, cứ nhìn tôi chằm chằm, càng làm tôi lo lắng. Bất chợt cô ấp úng bảo, anh Ất, anh có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay bên Tây gọi là ngày tình nhân. Các cặp đôi yêu nhau sẽ tặng nhau sô-cô-la vào ngày này để mong những điều tốt đẹp. Thực lòng tôi cũng chẳng biết là Nhài đang ám chỉ điều gì, và tôi cũng không biết cái thanh kẹo ấy là sô-cô-la, vì từ bé đến giờ đã ăn được lần nào. Đấy, Nhài đang tỏ tình với tôi trơ trẽn thế rồi mà tôi cũng không biết ý, ngố thế kia chứ. Anh Ất, Nhài muốn hỏi. Anh nhìn Nhài, có cảm giác gì không? Nhài hỏi, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo sâu thẳm ấy, tự dưng nỗi niềm giấu kín bao lâu nay trỗi dậy trực trào trong tôi mạnh mẽ. Chẳng phải Nhài hỏi, đây là cơ hội tốt để tôi được bộc bạch tình cảm của mình sao? Cứ thế, tôi nói hết với Nhài, cô ấy cười cũng được, chê cũng được, chửi tôi là thằng điên cũng được. Nếu không nói ra, chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để nói cho cô ấy hiểu nữa. Nhài, thực sự anh không biết phải nói thế nào, phải bắt đầu từ đâu. Nhưng từ khi thấy em, nhìn em tận tình với mọi người, lòng anh tự nhiên xao xuyến lắm. Anh không biết
đấy có phải là yêu em rồi hay không. Nhưng thực sự, ngày nào không thấy em, anh như lên cơn điên vậy, trống trải và thiếu vắng vô cùng. Em có nhớ ngày em dạy anh biết đọc biết viết không? Cả tối hôm ấy, anh không tài nào ngủ được. Tận sâu đáy lòng anh thầm biết ơn em. Giá như anh chẳng phải là thằng hầu, giá như em chẳng phải là cô tiểu thư khuê các, có lẽ... Nói đến đây, em nghĩ anh điên cũng được, nhưng thực sự anh cảm thấy rất nhẹ lòng. Tôi cứ nói một tăng tràng giang đại hải như thế mà chẳng dám nhìn vào mắt nhài. Tôi sợ cô ấy sẽ chê cười tôi dở hơi. Có phải tôi làm rất tốt không? Là một kỳ tích thì đúng hơn. Sống ở đời hơn 30 năm, ấy thế mà lần đầu tiên ngồi cạnh gái thổ lộ lòng mình. Chắc đây là lần đầu cũng như là lần cuối tôi tỏ tình, vì bây giờ mặt tôi cũng đỏ bừng xấu hổ. Chẳng ngờ bệnh nhát gái khủ khở của tôi lại được trị khỏi bởi nhài. Tôi kể xong thì ngồi im lặng không dám ngẩng mặt, thở cũng khó khăn. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng. Không biết em nghe xong những lời này em sẽ nghĩ gì. Nếu em cười tôi chấp nhận, vì tôi biết mình đang ở đâu, đang ở vị trí nào. Tôi không mơ mộng rằng em sẽ thương hại và động lòng. Hai con mắt kia chắc đang chẫu thẳng vào mặt tôi. Tôi vẫn hơi lo lắng, ngại ngùng, tay bấu chặt vào quần căng thẳng. Bỗng dưng nhà nhẹ nhàng xích lại gần tôi. Tay cô ấy nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của thằng ở đợ. Tôi đứng hình, ngước lên, nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt đen huyền ảo làm tôi say đắm. Rồi cứ thế, đôi môi cô ấy tiến lại môi tôi. Người tôi cứng đơ như khúc gỗ, không kháng cự, không đáp trả. Tôi cứ lặng thinh như một con búp bê gỗ bị hỏng. Nhài không mãnh liệt như bợ bẩy, nhưng quả thật lại làm tôi đê mê đến lạ thường. Nhài kéo tôi thật gần về phía cô ấy, gần đến nỗi chẳng còn một chút nào khoảng cách. Người tôi cứ lạnh băng ra, xong lại nóng bừng lên khó chịu. Thật, trước người phụ nữ mình yêu thương chủ động, có thằng điên nào mà không nóng lòng. Rồi đấy, bắt đầu tôi nghịch ngợm. Tôi nếm cái mùi trên cơ thể nhài đắm đuối, nước da trắng mịn, cùng hương thơm ấy cứ cuốn lấy cả người, lẫn tâm trí tôi. Chiếc váy trắng mỏng manh được tôi nhẹ nhàng tháo bỏ, chiếc đèn dầu le lói thắp sáng cũng bị chúng tôi thổi phù vụt tắt. Tôi hít lấy hít để cơ thể em như sợ bay mất mùi. Nhài ngoan ngoãn cho tôi được thỏa mãn cơn thèm khát. Em ghì chặt lấy bờ vai săn chắc của tôi thủ thỉ. Em yêu anh, Nô ạ. Lời nói ấy cứ như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi quên bẵng đi, tôi và nhài đang ở đâu, vai vế thế nào. Giờ chỉ còn hai con người cùng hòa vào nhau và tim cùng chung một nhịp đập. Trong bóng tối mà được cảm nhận nhau thì còn gì bằng. Tôi ôm trọn thân hình mảnh mai ấy vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi nhài những nụ hôn dài bất tận. Tôi chỉ mong em phải thật sự mãn nguyện, thật sự hạnh phúc, thật sự sung sướng khi ở bên tôi. Xong xuôi, tôi không quên tặng em một nụ hôn nồng cháy. Tôi ôm lấy nhài, hứa hẹn với em những điều tốt đẹp. Nhài thắp lại đèn dầu, em vặn đến nấc bé nhất như đom đóm. Em nhìn bóng tôi cao to in hẳn trên vách, nhưng sao vẻ mặt em có vẻ thất thần và âu tư nhiều đến thế. Tôi ngồi xuống bên cạnh nhài, vuốt lại những sợi tóc mềm mại trên người em, vẫn chỉ là chiếc chăn đắp tạm. Anh Nô, sau này nhất định anh phải cưới em đấy. Tôi cười, hôn lên trán em. Tất nhiên rồi, anh chỉ sợ bây giờ anh chưa có gì. Em lấy anh, em lại không chịu được khổ. Đợi vài năm nữa anh kiếm tiền, có chút vốn rồi cưới em có được không? Nhài cười, gật đầu ưng thuận. Tôi vừa lấy chiếc váy giữa giường cho em thì loáng thoáng trên chiếc ga trắng có những vệt máu lấm tấm. Tôi nhìn em, có lẽ em đã đau đớn lắm. Chỉ vì cảm xúc của tôi mà em chịu đựng. Đây là lần đầu tiên của em, tôi phải trân trọng và biết ơn giây phút này. Sự trinh trắng em dành cho tôi nhất định sẽ có trách nhiệm. Quay lại em, tôi ngồi dỗ dành rồi mới bỏ đi khi gà đã gáy gần sáng. Tôi trở lại giường mình, những phút giây ban nãy cứ lởn vởn trong lòng tôi không nguôi.
sờ lên môi mình, cảm nhận sự mềm mại của môi nhài càng làm tôi phấn khích. Hương thơm cơ thể cô ấy vẫn còn vương trên người, tôi lại hít hà một chốc, dẫu biết cảm thấy có lỗi vì đây chả phải là lần đầu tiên của tôi, dẫu biết phía trước tương lai kia của thằng hầu như tôi còn mập mờ. Không biết có lo lắng được cho em, nhưng chỉ cần nhải hiểu và thương tôi nhất định sẽ cùng em đi đến cuối đời. Kể từ hôm ấy, khi biết tình cảm của nhải rồi, ngoài mặt chúng tôi vẫn là chủ tớ, nhưng khi chỉ còn hai người, khoảng cách ấy lại dần mất đi. Qua những hành động, tôi biết nhải cũng thương tôi lắm, lâu lâu lại làm bánh chia cho người ở, nhưng tôi sẽ được nhiều hơn. Dắt tôi ra cầu ao, tỉ mỉ bóc từng lớp bánh cho tôi ăn, rồi nhẹ nhàng lau má tôi khi bẩn lem luốc bằng chiếc khăn tay vải lụa quý giá. Thú thực, cuộc đời có em, hầu tôi như bước sang một trang mới, ý nghĩa vui hơn, vui vẻ hơn, nhiều sức sống hơn. Mỗi ngày em đi làm, chỉ cần muộn 10 phút là tôi ra tận đầu ngõ chờ. Như thể chỉ cần một phút không thấy em, tôi sẽ lăn quay ra mà chết mất. Có phải tình yêu lén lút rất chi là thú vị? Tôi cảm thấy thế, cảm giác vụng trộm mới thèm khát làm sao. Lâu lâu tôi lại được nhài chiều chuộng, có lẽ là tôi hư mất rồi. Sáng nay khi mặt trời ló dạng, tôi còn chưa kịp rửa mặt thì tiếng gọi chùa lẻ của mợ bầy khiến tôi khó chịu. Nô, anh Nô, ra đây mợ nhờ. Dù không thích nhưng vẫn phải tuân theo, lững thững đi vào. Mợ vừa hay mới kịp mặc xong cái áo, còn cố tình nửa hở nửa kín để khêu gợi. Trong đầu tôi bây giờ làm gì còn bóng dáng của mợ nữa, nên tôi hối thúc. Mợ có việc gì thì nói nhanh đi, con đi làm muộn rồi. Thấy tôi cáu bẳn nhưng mợ vẫn ngọt ngào búng vào chỗ nhạy cảm của tôi một cái đau điếng. Hôm nay anh không phải làm, đi theo mợ ra đây có chút việc. Mợ cứ thế lôi sành sạch tôi đi ra ngoài cổng, đã có xe kéo đang chờ, có tận hai cái cờ. Ngày xưa đi ở, chủ ngồi xe kéo, con hầu cắp dép chạy bộ, nên tôi cũng muốn xem cảm giác được ngồi xe kéo nó thế nào. Mợ ngồi lên trước, vẫn thấy tôi đứng được ra đấy thì cười. Chỉ là đi ra chợ mua ít đồ thôi mà, làm gì mà như mất hồn thế. Tôi lườm mợ một cái rồi lên xe. Tôi chẳng sợ thì sao, tôi không muốn dây gì đến mợ hết cả, như thế tôi sẽ lại thấy có lỗi với nhài ngập đầu mất. Đi xa mãi, hóa ra mợ đi tận chợ huyện, chả biết một thứ gì mà phải ra đây. Nhìn người buôn kẻ bán tấp nập mới nhộn nhịp làm sao, đám đông người người chen chúc. Tôi đi sau theo mợ cầm giỏ, mợ chỉ mua được mấy thứ linh tinh, thế mà đi rõ xa. Xong xuôi mợ hỏi, Nô có mua gì không, để mợ mua cho, quần áo mới hay là dép mới nhé. Tôi lắc đầu, tự đi một mình vãn cảnh, giá như nhải đi cùng tôi thì hay biết mấy. Bất chợt tôi đi qua sạp bán khăn tay, tôi tính sẽ mua cho em một cái. Từ lúc yêu nhau đến giờ tôi chẳng tặng được thứ gì cho em, chỉ bằng hôm nay mua chiếc khăn tay làm kỷ niệm thì hợp lý quá còn gì. Chiếc khăn tay màu tím thêu hình hai con chim bồ câu mới hạnh phúc làm sao. Tôi ngắm mãi mới quyết định lấy nó, giá tận 7 hào bằng mấy ngày đi làm của tôi. Mặc cả mãi tôi mới mua được nó với giá 5 hào. 5 hào này là của ông Minh cho từ ngày về ở đầu tiên giờ vẫn còn. Nhìn chiếc khăn mềm mại thơm phức mới yêu làm sao, mong là nhài sẽ thích. Chẳng ngờ khi tôi mua khăn, mợ bảy lại nhìn thấy. Mợ cứ nghĩ tôi mua cho mợ nên mợ hí hửng giả vờ như không. Về nhà tôi háo hức lắm, cứ giờ lên ngắm mãi không thôi, mong đến tối để nhài về đưa tận tay, chẳng biết em có thích không nữa. Tuy là nó rẻ tiền chẳng xứng với em, nhưng đó là tình cảm mà tôi dành vào trong đó. Ăn cơm xong, tôi kéo em ra bụi tre gần nhà, mang chiếc khăn ra tặng mà em thích lắm. Sợ thầy phát hiện nên em chỉ nhận xong rồi về. Tôi cũng kịp trao em một nụ hôn dài đằng đẵng. Ngày hôm sau, nhài đi làm và buộc chiếc khăn ấy vào túi sách để tôi nhìn thấy, nở nụ cười thật tươi rồi mới đi làm. Ra cửa, em chạm mặt ngay với mợ. Bình thường, mợ ngủ chết trường chết nứt,
Ấy thế mà hôm ấy tự nhiên lại dở chứng dậy sớm, nhài đã định lướt qua rồi mà chiếc khăn tay đập vào mắt mợ. Chắc mợ nghĩ nhài ăn trộm chiếc khăn ấy từ tôi nên trợn ngược mắt lên quát tháo: "Con nhài kia, ai cho mày lấy trộm khăn của bà? Mày cũng to gan gớm nhỉ." Sáng sớm mợ gào lên nên mới chán đời làm sao. Nhài vẫn chưa hiểu gì, cứ đứng đực ra ngây ngô. Mợ chạy đến giật lấy cái khăn trên túi áo rồi lườm: "Tao nói cái khăn này này, giả vờ cũng giỏi lắm. Còn trẻ thì đừng nên ăn cắp, không có ngày người ta đánh cho không còn cái răng ăn cháo đâu." Nhài ấm ức đến phát khóc. Tôi chạy lại can ngăn, liền bị mợ xỉa xói. Nhài cũng im bặt cho qua, cô ấy chả muốn nói là tôi tặng, nhưng trong đầu vẫn nghĩ có lẽ tôi ăn cắp của mợ xong đem tặng nên cứ mặc cho mợ Bảy cầm đi. Mợ Bảy chỉ tắt tiếng khi ông Minh đi ra. Lạ thật, bình thường ông ấy rất hiền, nhưng tại sao lại đề ra những cái luật dã man đến thế? Vợ với con mình cãi nhau nhưng hầu như ông chả bênh ai, chỉ đứng ở giữa giảng hòa cho qua chuyện. Khi Nhài đi làm, tôi cũng quay vào trong để chuẩn bị ra đồng cày. Mợ Bảy liền chạy theo đẩy tôi một cái: "Này, lần sau tặng người ta thì tặng sớm đi biết chửa, để đâu nó thấy đẹp là nó ăn cắp ngay. Con Nhài nhìn mặt mũi sáng sủa thế nhưng có thói hay ăn cắp vặt." Một điều mợ đổ lỗi cho Nhài, hai câu mợ nói Nhài ăn cắp. Chắc tôi phải nói thẳng thôi, chứ cứ để thế này e mợ cứ ảo tưởng mất. "Mợ, có lẽ mợ hiểu nhầm gì rồi. Cái khăn này là con mua cho cô Nhài chứ không phải mua cho mợ. Chẳng qua lúc đấy Nhài im lặng giữ sĩ diện cho mợ thôi, chứ thực lòng mợ là người sai đấy, mợ Bảy." Bây giờ đến lượt mợ há mồm ra ngạc nhiên. Tôi định không nói, nhưng cứ thế này mợ sẽ bắt nạt Nhài quá đáng mất. Mợ trợn tròn đôi mắt lên nhìn tôi, xong rồi lại phá lên cười: "Ôi giời ơi, nô của mợ, nô đừng nói là nô thích nó đấy nhé, còn tặng cả khăn tay cho nhau cơ à?" Mợ lấy tay bóp mạnh vào cằm tôi. Tôi hất ra rồi nhìn qua chỗ khác. Tôi không dám phủ nhận nhưng lại không dám công nhận. Mợ bấy giờ có lẽ đã biết. Mợ cười bảo tôi: "Nô nhìn kỹ mình đi, nô đừng ngồi đấy ăn dừa bở nữa nô ạ. Nô xem bản thân mình có chỗ nào xứng với nó không mà nghĩ nó thương nô, thương một thằng người hầu kia chứ. Nó học giỏi nhà giàu, ngoài kia bao nhiêu công tử muốn lấy nó làm vợ thì thèm gì đến cái ngữ anh nô nhà mình đây nào. Nô chỉ được có mỗi cái kia thôi, nhưng làm gì tiền mới sống được nô ạ. Có mợ đầy cần, mợ sẽ cho anh sống trong giàu sang phú quý." Mợ đang đả kích để tôi từ bỏ Nhài đấy mà. Không đời nào, nếu Nhài không yêu tôi thật lòng thì sao lại trao cái ngàn vàng cho tôi kia chứ. Nghĩ vậy tôi chạy vụt đi, không thèm nghe những lời này của mợ nữa. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để lo được cho Nhài sau này. Tôi ra ngoài ruộng cày, dặn lòng là không được suy nghĩ, nhưng những câu nói của mợ Bảy khiến tôi nặng lòng ghê gớm. Nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi. Nhưng tôi không muốn tỉnh, tôi muốn được u mê mãi để yêu Nhài. Nghe người ta gọi một câu thẳng hầu, hai câu thẳng ở đợ, tôi cũng chạy lòng lắm chứ. Nhưng biết làm sao được, khi phận đã thế rồi, tôi mong Nhài sẽ hiểu mà chấp nhận. Tối muộn tôi đợi mãi Nhài mới về, có lẽ vẫn còn giận nên thấy tôi em làm ngơ. Tôi dắt xe đạp cho em nhưng em không khiến. "Từ nay về sau anh đừng đến gần em nữa. Cái khăn rẻ rách đấy em không cần. Em cần là cần cái tình cái nghĩa của anh cơ, chứ không phải là đồ ăn cắp." "Nhài, thực sự em hiểu nhầm rồi. Cái khăn ấy là anh mua nhưng mợ nghĩ là tặng mợ nên mợ nói như thế." Nhài hờn dỗi bỏ đi. "Tôi không giữ, đến một lúc nào đấy em sẽ hiểu ra và thông cảm cho tôi." Không có Nhài nói chuyện, quả thực nhàm chán vô cùng. Suốt ngày làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, không mở lời lấy một câu. Tôi dần trở thành thằng câm mất. Nhiều khi thành thói quen, tôi vẫn ra cổng đứng chờ hay đứng ngoài cửa sổ xem em đã ngủ hay còn thức. Có lẽ em còn giận tôi lắm, nhưng tôi đã làm gì sai nào? Yêu em mà tôi cũng có tội ư? Sáng sớm nay khi tôi còn chưa ngủ dậy, anh Cải đã đánh tiếng: "Nô, nô, dậy thôi, hôm nay có việc quan trọng." Ngáp ngắn ngáp dài, tôi dụi mắt. "Việc gì mà quan trọng?"
Tôi lẽo đẽo ra ngoài thì trước cổng đã một đám người vây kín, toàn đàn bà phụ nữ. Có đứa bé gái còn tí ti cũng mò đến. Tôi chạy ra hỏi anh Cải: "Anh, người ta làm gì mà bâu đầy cổng thế kia? Nhà hôm nay có dỗ à?" "Dỗ chạp gì, chú mày chỉ nghĩ đến ăn thôi. Hôm nay ông Minh tuyển vợ tám, nhanh nhanh phụ anh ra kê bàn kê ghế để chuẩn bị người ta vào xếp hàng." Tôi nghe xong thì tỉnh cả ngủ. Ông Minh già khắm khú thế kia thì cần nhiều vợ như thế để làm gì? Nhưng tôi không dám nói. Đang lúc buồn chán làm gì đấy là lạ cũng hay. Tôi đỡ phải nhớ đến nhà. Mợ Bảy chắc cũng biết hôm nay chồng tuyển vợ nên dậy từ sớm phấn son để ra uy với mọi người. Tôi lấy làm lạ, sao không ghen tuông? Chả phải ông mà lấy thêm vợ là mợ hết được nuông chiều sao? Này nô, tí nô làm giám khảo, nô phải để ý tinh vào nhé, phải chọn lựa thật kỹ vào xem chúng nó còn hay mất. Ông là ông kỹ lắm, không còn trinh là chết với lão luôn. Tôi gật cho mợ đỡ léo nhéo, chứ thử thế nào được. Mợ Bày cứ khéo đùa, xã hội này vẫn còn quan trọng chuyện trinh tiết lắm, nếu không có mang tiếng cả đời còn chả ai thèm rước nữa. Nghĩ tới đây tôi lại lo lắng cho nhài. Chính tôi là cái thằng cướp mất sự trong trắng của cô ấy, vì thế nên nhất định tôi phải cưới cô ấy bằng được. Nhài còn đang giận dỗi cộng thêm sự chán đời. Anh Cải dù làm giám khảo tuyển vợ lẽ cho ông mình, tôi đồng ý luôn. Tôi cũng biết thêm về gia đình nhài là người thế nào, về sau còn dễ bề ăn nói. Anh Cải này, chẳng hay ông cưới nhiều vợ thế là làm gì hả anh? Ông mình lại có nhu cầu cao thế cơ à? Tôi dặn mình là phải biết điều, nhưng sự tò mò của tôi nó cứ trỗi dậy nên tôi lại hỏi anh Cải. Anh nói thì nói, mà không nói thì thôi, chẳng lẽ giấu tôi được mãi à? Không phải đâu chú ơi, người nhà giàu họ chẳng thiết tha gì mấy chuyện đó đâu, mà là chuyện khác kia kìa. Có tiền mua dăm ba con vợ hay đi ngoài tìm gái thì dễ ợt. Chú biết vì sao mà ông Minh có tất cả 7 bà vợ nhưng mà lại có một mình mợ Bảy còn lại không? Vì nghe người ta nói ông Minh có tướng sát vợ lắm, mắt thâm mũi quắp, gò má bạch, tướng đi thì đung đưa lắc lư. Ông nuôi nhà mình dính cả, quan trọng là cái vết chàm đen ở trên trán ấy, nó sát vợ khủng khiếp lắm. Nghe đầu mấy lần ông định phá đi, nhưng thầy tướng số bảo phá đi thì sạt nghiệp. Với lại người ta nói ông Minh có số nhờ vợ nên lúc nào cũng phải có vợ bên cạnh. Vợ này chết phải kế tiếp vợ khác vào, không thì tán gia bại sản. Tôi nghe anh Cải kể thì hơi hãi, cố hỏi thêm: "Ẻo, thế sao người ta biết ông Minh sát vợ mà vẫn đâm đầu vào lấy? Như em chẳng thèm." Chú ngủ bỏ mẹ ra. "Bây giờ anh hỏi chú, nếu như nhà chú tất cả 10 miệng ăn, làm quanh năm vẫn nghèo túng lại nợ nần, bây giờ chỉ cần một người đi lấy ông Minh thì cả nhà ăn sung mặc sướng có đỡ đi hơn không?" "Quan trọng là chuyện sát vợ ít người biết, hiểu chưa? Và lại những người đến đây đa số là con nợ nhà ông Minh không trả được, quay ra cho gả vào đây để trừ nợ." Chú không nghe câu, một phút huy hoàng rồi chợt tắt. "Còn hơn lẻ lói suốt ngàn thu à? Sống 10 năm sung sướng còn hơn cả đời bần hàn." "Thật, anh kể mà tôi cứ vểnh tai lên nghe. Nhà ông Minh đúng là nhiều điều bí ẩn quá. Tôi cứ hết bất ngờ này qua bất ngờ nọ. Đã định đi rồi, nhưng vì lo lắng tôi quay lại hỏi anh. Anh Cải, cho em hỏi câu nữa. Anh nhìn xem em có phải tướng sát vợ không? Anh xem em đi có lắc lư không anh?" Cải phì cười, nhìn tôi bảo: "Chú mày á, sát gái chứ không sát vợ nhé. Cao to lực lưỡng đẹp trai thế này, khối còn chết đứ đừ." "Cứ tin anh đi, giờ ăn nói cho dẻo mồm vào, đừng thật thà nữa. Xong mặc thêm cái quần áo sạch sẽ tươm tất vào. Riêng mày, đứa con gái nào không đổ, lòng phèo mà không nhảy đanh đách thì tao gọi mày bằng cụ." Nghe anh nói, tôi chẳng lấy gì làm sung sướng. Mong ước của tôi đơn giản, chỉ là cần một người yêu thương mình trọn đời trọn kiếp, vậy là đã quá mãn nguyện rồi. Cứ vậy, từng đoàn người được vào. Anh Cải ngồi ghi rõ thân nhân lai lịch cẩn thận, rồi đến ông Minh duyệt hay trượt, ông cũng nói rõ luôn, ông chỉ cần trinh tiết là quan trọng, còn những thứ khác thì còn tùy.
Anh Cải nhìn chị Cần, tôi cũng biết đấy là còn hay đã mất, đúng là tài tình. Vì muốn hỏi thử xem anh nói thật hay bốc phét, Nhài mới về tới nơi tôi hỏi nhỏ hất hàm anh. Thế anh xem thử, cô Nhài còn hay mất rồi? Cải nhìn Nhài từ xa một hồi, lông mày anh cứ nhíu lại vào nhau, cuối cùng anh bảo, cô Nhài á, mất rồi, nhưng tao đoán mới mất đây thôi. Vì trước kia, tướng đi của cô ấy không phải thế này. Anh nói đúng quá, tôi hơi sợ, liền im lặng không dám nói tiếp. Anh đúng là tay sai của ông Minh, cái gì cũng giỏi, hiểu ý chủ từ chân tơ kẽ tóc. Nghe bảo Cải chọn cho ông Minh một đứa con gái 15 tuổi, cha cái tuổi này còn lênh đênh lắm, nhưng vì nhà nó nợ nên bố mẹ nó gán luôn cho ông Minh, không cần cưới xin cỗ chạp lễ liếc gì cả. Tối nay nó theo về nhà ông Minh luôn, nhìn nó cứ bám váy mẹ đòi về mà mẹ nó vô cảm đến đáng sợ. Nhài thấy thầy mình tuyển vợ thì chẳng quan tâm, tôi cứ nghĩ em phải can ngăn hết lời mới phải, đằng này về đến nhà lại chui đầu vào buồng luôn chẳng thèm ra. Có lẽ em đã quá quen khi thấy thầy lấy vợ. Mợ Bảy biết có đứa thế trần mình thì vui mừng ra mặt, cứ bám lấy tôi tíu tít mà không rời nửa bước. Tối đứa bé gái được gả làm lẽ ấy ăn cơm cùng người ở chúng tôi, nhìn nó sợ hãi cứ nép vào cánh cửa run rẩy. Thương hại, tôi đưa cho nó quả trứng luộc của mình nhưng nó lắc đầu không ăn. Anh Cải chẳng thương nó thì thôi, lại còn dọa khiến con bé càng khóc to. Ăn đi, ăn đi rồi còn có sức mà chiều cụ. Mày cũng giống như Mợ Bảy thôi, mấy lần đầu thì khóc lóc sợ sệt, đến khi ở trong nhung lụa kẻ hầu người hạ quen lại hớn hở ngay. Về thăm thầy mẹ thấy khổ quá không chịu được lại cắp đít lên đây nhanh ý mà. Nghe anh Cải nói tuy hơi thẳng nhưng thật, đàn bà ai chả thế, giàu có thì ai mà không thích ghê chứ. Khi đã tắm rửa sạch sẽ, nó được mấy mụ đưa lên phòng ngồi chờ ông Minh. Thật, giàu có thì cái gì cũng sướng, đến vợ cũng thảy xoành xoạch. Tôi chẳng thèm để tâm đến chuyện ấy nữa, việc giường chiếu người ta thì có gì mà soi, lại thèm ra đấy thì khổ. Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến Nhài. Tôi có nên vào để nói chuyện với em một tí không, chứ im lặng thế này tôi lên cơn điên mất. Rón rén ra ngoài cửa sổ, lúc yêu nhau em hay mở lắm, ấy thế mà mấy hôm nay lúc nào cũng đóng cửa im lìm, nghĩ rõ chán. Tôi nhớ em, nhớ tất cả, nhớ thân hình mỹ miều ngọc ngà, nhớ đôi môi mềm mại, nhớ khuôn mặt xinh xắn. Tôi về mở lời thế nào đây, tôi thật sự muốn xông vào. Đang dập dình còn nửa gõ nửa không thì bất chợt Nhảy đi ra. Tôi giật mình lúng túng chẳng biết ăn nói thế nào, mặt tôi đỏ gai xấu hổ. Cô ấy cứ nhìn chằm chằm lại càng khiến tôi hoang mang. Tôi sờ sờ lên cái vạt áo tránh ánh mắt như tên lửa của em. Ông ơi, ông tha cho con đi, con muốn về nhà, con sẽ làm việc để trả nợ cho ông. Tiếng đứa con gái gào ầm lên van xin. Giờ thì đến lượt Nhài đỏ mặt, cứ nghĩ đấy chỉ là sự sợ hãi của đứa con gái sắp thành một người đàn bà. Nhưng không, bên trong còn vang lên tiếng anh Cải bị ông Minh tra hỏi. Sao mày bảo nó còn? Thế đâu? Đâu hả? Còn không biết nữa, nhưng con không nhầm được đâu. Để con thử xem nào. Lạ nhỉ, tần hồn của ông Minh sao lại có Cải ở trong đấy làm gì? Dù tiếng người trong đấy không vang to, nhưng đứng ở ngoài hè này, lâu lâu vẫn văng vẳng tiếng người lao sao trong đấy. Có vẻ Nhài cũng khó hiểu như tôi. Cô trao mày định xông vào thì tôi ngăn lại. Em điên à, tân hôn của thầy em đấy nhé. Tôi kéo cô ấy vào trong buồng, rồi hé cửa ra ngoài xem thử. Bên trong không thắp đèn, trời tối như môn, làm tôi liên tưởng đến đêm hôm ấy. Bên phòng đối diện kia vẫn tiếng người lẩm bẩm, khiến chúng tôi tin có điều gì bất thường. Nhài không nói năng gì, vảnh tai lên nghe xem tiếng động mỗi lúc một dồn dập. Không được, em phải xem thế nào. Cô ấy đứng lên định đi, tôi liền giữ lại. Nhài vẫn kiên quyết. Tôi sợ em rút dây động rừng mất. Trong lúc không biết làm thế nào, tôi kéo em vào lòng, dùng cơ bắp cuồn cuộn siết chặt em lại. Sợ em kêu lên, tôi hôn em một cái cho bỏ ghét. Em vùng vẫy kháng cự, nhưng sức em nào thắng nổi tôi. Cuối cùng em ngoan ngoãn nằm như một con mèo nhỏ trong vòng tay tôi. Ngoan thế này có phải anh thương không?
vừa ngang vừa bướng, ai mà chịu được. Nhài lại dãy dãy hơn. Tôi cắn cho một cái, chỉ đến khi có tiếng người con gái thất thanh gào lên, chúng tôi mới thực sự nhớ, rồi lao ra ngoài hè. Có ai không? Cứu, cứu, nhà ông Minh giết người. Ngoài kia, người con gái mặc mỗi dải yếm đào, còn chưa kịp buộc dây, hai tay giữ chặt che ngực và tồng ngồng chạy thục mạng, gương mặt hốt hoảng sợ hãi, cắt không còn một giọt máu. Tôi lôi tay cô ấy vào buồng nhài, nhà hiểu ý liền khẽ khàng đóng cửa. Tôi nói nhỏ, chúng tôi cứu cô nên giữ im lặng, không lão Minh mà vào là chết hết. Cô gái dù lo nhưng vẫn nghe lời, ngồi chùm chăn kín mít vã mồ hôi ra như tắm. Bên ngoài tiếng chân người chạy rầm rập tìm kiếm, nhưng không dám nói to, sợ người khác biết. Nhài ngồi đấy ngó nghiêng liên tục, có lẽ cô cũng chả biết thầy mình đang làm cái quái quỷ gì nữa. Nghe tiếng chân cải và ông Minh vội vã đi tìm xung quanh nhà, không dám gọi người ở. Một lúc sau, họ tập kết ngoài hè, ngay gần cửa phòng nhài. Cô vành tai lên nghe lén, tiếng cải thở dốc mệt nhọc, nói nhỏ ông Minh. Sao nó chạy nhanh thế hả ông? Mới đây mà đã biến đâu mất rồi. Cũng may, con nhanh tay hứng được vài giọt máu trinh, chứ không thì đấy, ông lại bảo con nhìn nhầm đi, con thì nhầm thế nào được. Tiếng cải nhỏ nhỏ nói ông Minh, nhưng đủ để ba người chúng tôi trong này ghê tởm, kinh hãi, dù vẫn chưa đoán được là điều gì. Cải nói xong, liền bị ông Minh vả một cái thật mạnh nổ đom đóm mắt. Tài thật, bình thường cải rất lanh lợi và hiểu ý ông, ấy thế mà hắn có lúc giống như biến thành thằng đần trước mặt ông ấy vậy. Sự hiền lành nhạt nhẽo của ông Minh ban ngày đâu mất. Ông nghiến răng kèn kẹt gằn giọng ra lệnh. Lại còn kể nữa à? Mày ngu lắm, phải tìm bằng được nó về để tránh cái mồm nó đi chơi xa. Kể lể này nọ, thều dệt chuyện người ngoài, lại bôi cho chát chấu vào mặt tao. Bắt được nó, đánh tuốt xác nó ra, chặt ngón tay cho nó chửa. Tiếng cải lý nhí, gật đầu dạ vâng. Tôi trong này tim đập vì sợ hãi. Tôi hoang mang hết sức khi chả biết đâu mới là con người thật của họ. Thật thà, thẳng thắn, hiền lành hay độc ác, nhiều âm mưu và mất hết tính người. Khi bên ngoài đã im ắng, nhài mới nhẹ nhàng thắp đèn dầu nho nhỏ, mở tủ, lấy cho đứa con gái trẻ bộ quần áo của mình, mặc tạm che thân. Vẫn chưa hết sợ hãi, nó nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy hoảng loạn. Tôi ngồi đấy trấn an, để tí nữa tôi ra ngoài xem tình hình thế nào, rồi đưa cô đi, chứ cô ở trong này cũng không trốn mãi được. Nói chúng tôi nghe, làm sao cô lại hoảng sợ đến thế? Ông Minh đã làm gì cô? Nhài rót cho cốc nước vối nóng uống tạm, tinh thần cô gái trẻ có phần ổn hơn, giọng đều đều nó kể. Nãy em vào phòng ngồi đợi, ông Minh cùng người ở tiến tới, bê theo một cái hộp đen xì xì đấy, người giữ chân kẻ giữ tay, kiểm tra em xem còn trong trắng hay không. Khi biết em vẫn còn, họ hứng mảnh vải trắng vài giọt, xong cho vào cái hộp đen đấy vài giọt. Em giả vờ lăn ra đất ngất đi, họ không để phòng, em liền chạy thoát. Nói đến đây, con bé nhìn sang cánh cửa phòng đối diện đầy sợ hãi, có thể coi đó là cánh cửa bi kịch của đời nó. Ngồi thút thít khóc mãi, nhài dỗ không được, cuối cùng khi không còn nghe thấy tiếng động gì lạ nữa, nhài mới đưa cho nó ít tiền, dặn nó phải trốn thật xa vào. Tôi đưa nó qua cổng làng trước khi trời lờ mờ sáng. Tôi và nhài sẽ cùng nhau điều tra bằng được mọi chuyện. Nhìn em lo lắng cho thầy tôi thương biết bao. Dẫu ông ấy có độc ác thế nào thì sự thật không thay đổi, vẫn là thầy em. Nhài bảo hay để em đến hỏi thầy, nhưng làm sao lão nói cho em biết. Nhiều khi chuyện thì chưa được việc gì, lão sinh nghi rồi làm chuyện tày đình khác, tôi và em làm sao biết mà ngăn được. Tôi bảo em cứ bình tĩnh, đã có tôi lo. Nói thế thôi, chứ tôi làm được gì, chỉ là một thằng hầu còn con, nhưng vì nhài, chắc tôi phải liều thôi. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là mợ Bảy, chắc chắn mợ sẽ biết, vì mợ có lẽ cũng phải trải qua chuyện đó như người con gái trẻ ấy. Nghĩ vậy, nên lúc không có người, mợ đang ngồi bên cầu ao, tôi chạy lại hỏi bâng quơ vài câu, rồi mới vào vấn đề. Mợ Bảy, mợ không vào nhà đi, ngồi đây làm gì? Thấy tôi hỏi, mợ mở to đôi mắt nhìn tôi ngạc nhiên,
Bình thường thấy mợ tôi toàn chạy lảng tránh, ấy thế mà nay bắt chuyện với mợ, mợ hơi bất ngờ cũng phải thôi. Nô hôm nay hỏi thăm mợ ư, cơn gió độc nào khiến cho nô tự nhiên quan tâm đột xuất như thế? Khỉ gió nhà bà, câu trước nhẹ nhàng, câu sau đã sực sụa mùi đá đều. Tôi nhếch mép cười, ngồi xuống bên mợ mắt nhìn ra xa xăm. Con hỏi câu bình thường, mợ cũng thắc mắc, mợ đà nghi thế từ khi nào? Từ khi mợ biết nô thích con nhài. Sao hả? Bị nó đá rồi, mới tìm mợ chứ gì? Mợ đã nói rồi, nô nghe mợ thì cả đời nô sướng, lẽo đẽo theo nó làm gì cho khổ. Tôi để yên cho mợ sở tai, thấy mặt tôi giãn ra, mợ cũng vui lắm. Bắt đầu mợ ngồi kể lể, lão mình bây giờ tìm vợ tám coi như mợ thoát rồi. Lão thì có còn nhu cầu gì đâu, còn mợ thì ham muốn quá cao mà chẳng biết giãi bày cùng ai cả. Con nô đây rồi, sau này chỉ biết trông cậy vào nô thôi. Tiếng mợ thỏ thẻ như mèo con dụ dỗ tôi. Bắt đầu tôi lấy cớ hỏi han, thế ông mình không còn nhu cầu, vậy sao vẫn cưới vợ làm gì hả mợ? Chuyện dài lắm, nô không phải người vùng này nên nô không biết. Lão mình cũng không phải người đơn giản đâu, mợ sợ kể cho anh nghe anh lại sợ hú vía. Không sao, mợ cứ kể đi, con hứa sẽ không nói cho ai biết đâu. Tôi hào hứng gạ mợ kể bằng được, nhưng đời nào mợ lại kể không công, chưa gì mợ đã chặn đầu trước. Sao nô có hứng thú với chuyện cưới vợ của lão ấy thế? Nếu mợ cho nô nghe thì thế tối phải chiều mợ đấy nhé. Mợ lại véo một phát, tôi gật đầu đồng ý. Tôi muốn nhanh chóng biết hết sự việc rồi kể cho nhài nghe. Mợ chậm rãi kể chuyện. Ngày xưa, lâu lắm rồi ấy, nhà lão Minh nổi tiếng giàu có, phần vì theo Pháp, phần vì ông bà nhà hắn là người Hoa nên của cải xông xênh lắm. Nhà lão Minh có một kho tiền vàng chất đống cao vút. Nghe người ta bảo vì nhà lão không đẻ được con trai mà sinh được mỗi con nhài, sợ mất giống nên lấy nhiều vợ để đẻ nối dõi. Nhưng lão Minh thì yếu vợt ra, đẻ đái thế nào được mà đòi. Quan trọng là người ta tin lão sát vợ nên ai cũng chết hết cả. Vậy sao mợ vẫn lấy? Chẳng lẽ mợ không sợ chết à? Mợ cười, cái cười giòn tan khiến tôi hơi lạnh gáy. Nhìn mợ còn rất trẻ, nhưng trong ánh mắt lúc nào cũng u buồn ảm đạm, chẳng phơi phới như nhài. Cũng phải thôi, lấy chồng từ thời trẻ thì lấy đâu ra nữa mà yêu đời. Một là do nhà mợ nợ lão Minh nhiều tiền bạc không trả nổi. Hai là mợ có tuổi thơ nhọc nhằn, mợ muốn thoát khỏi cảnh khổ, cho nên khi được lão hỏi cưới, mợ đã gật đầu đồng ý luôn. Thứ ba, mợ cũng đã từng nghe người ta dọa lão Minh sát vợ, nhưng mợ không tin. Mợ nghĩ điều đó là do kiếp số con người. Nếu mợ không gặp được lão ấy thì làm sao mợ có thể gặp anh nô đẹp trai lực lưỡng thế này, phải không? Mợ vẫn sống khỏe mạnh mà đứng trước mặt nô đây, mà nếu mợ có chết gặp được nô, mợ cũng thấy nhẹ lòng. Càng nói mới thấy mợ là người si tình chứ không phải người lăng loàn đanh đá như bề ngoài. Đang định hỏi câu nữa nhưng cải chạy ra gọi mợ vào, vì ông Minh có việc nhờ, thế là lại phải chờ dịp khác vậy. Trước khi đi, mợ không quên nháy mắt một cái, ngỏ ý dặn dò tôi việc tối nay. Tôi suy nghĩ mãi, hay chiều mợ một chút để mợ kể. Vậy còn nhài thì sao? Như thế thì chẳng phải tôi lại có lỗi với cô ấy. Nhưng rồi tôi vẫn nhắm mắt đưa chân một lần nữa. Dẫu biết là lão Minh ác độc ấy, dẫu biết có lỗi với nhài đấy, nhưng tôi đang cố gắng tìm sự thật vì em cơ mà. Chiều tối chẳng biết có việc gì, ông Minh được quan huyện cho người đến gọi đi gấp. Thế là ông bảo cải đi cùng cho an toàn. May quá hai con người độc ác đi bớt, tôi cũng đỡ lo. Ăn cơm xong tôi leo lên giường nằm, chờ cho mọi người ngủ rồi mới dám ra ngoài. Ra tới cửa, tôi đã thấy mợ đứng chờ từ khi nào, ngó nghiêng dò xét xem có ai không. Mợ túm lấy tay tôi lôi đi thật nhanh vào buồng, như thể mợ đang thèm khát kinh khủng lắm. Tôi hỏi nhỏ mợ, sao mợ biết con ra mà chờ, nhỡ con không ra thì mợ định đợi đến khi nào? Mợ chẳng bận tâm đến câu hỏi của tôi, vì giờ mợ đang mê man. Đây chẳng phải là lần đầu tiên giữa tôi và mợ, nên cảm giác xấu hổ ngại ngùng cũng vơi bớt. Mợ đẩy tôi xuống giường,
nắm thật chặt lấy tay tôi như sợ tôi chạy mất. Nhưng tôi không quên nhiệm vụ, ngóc đầu lên hỏi mợ. Mợ, mợ, cho con hỏi mấy câu về ông Minh đã. Tí mợ trả lời cho, nhớ, giờ mợ bận mất rồi. Ừ phải rồi, mợ đang bận bù đầu với việc sàm sỡ tôi đây này, mợ có thời gian đâu mà kể lể. Lâu rồi, nhài chẳng cho tôi được cái cảm giác của một thằng đàn ông khi nào cũng yêu, cũng thèm thuồng. Tôi vẫn tỉnh táo khi nhìn nhận rằng đây chỉ là cuộc trao đổi. Tôi có thông tin, còn mợ thì có tình dục, nhưng tôi không thể cứ nằm như con rối bị hỏng, không làm gì như thế được. Xong việc tôi định bỏ đi thì mợ gọi. Ờ, thế ất cứ thế đi à? Không muốn biết bí mật của lão Minh à? Ấy chết, tí nữa thì quên mất nhiệm vụ quan trọng. Tôi quay lại, mợ vặn nhỏ đèn dầu rồi dẫn tôi đi, chả biết là đi đâu. Nhưng vì tò mò tôi cứ thế theo chân mợ. Đứng trước cửa phòng của ông Minh tôi tái xanh mặt, chả biết ý của mợ là gì lại dẫn tôi vào phòng này. Phòng ông Minh chẳng có gì đặc sắc, cũng chỉ là một phòng ngủ được treo vài bức tranh thiên nhiên bình thường. Nhưng không, mợ kéo một bức tranh lên, trong đấy có một cái nút, ấn nhẹ vào, một mảng tường lớn tụt xuống, để lại một hố sâu hun hút có từng bậc thang dẫn lối. Tôi vẫn ngờ ngạch chẳng hiểu sao ông Minh lại có mật thất bí hiểm đến như thế. Mợ có vẻ rành lắm, mạnh dạn dẫn tôi vào trong cái mật thất tối om ấy. Bây giờ, khi đứng trước giữa gian phòng, mợ mới mở tất cả đèn thắp sáng lên. Hóa ra, nhà ông Minh lại hiện đại như thế, đã có đèn giống như cô nhài mang ở Hà Nội về. Cái mà tôi ngạc nhiên hơn nữa, đây là xung quanh tứ phía đều là tiền vàng chất đống. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy nơi nào nhiều tiền như thế. Xen lẫn với đống vàng lấp lánh ấy, le lói xa xa là 6 tấm bia mộ đã chẳng chịt mạng nhện. Đi xung quanh căn phòng rộng này, chất đầy vàng ấy, tôi còn thấy những mảnh vải trắng treo trên trần nhà, lấm tấm ở trên đấy là những vết máu khô đã đen kịt lại. Đây là máu trinh, thứ mà mỗi người vợ của lão khi được cưới về đây đều phải có đầu tiên. Thế nên, ất nghe hôm tuyển vợ rồi đấy, lão chỉ cần có trinh tiết là chính thôi, còn những thứ khác không quan trọng. Tôi vẫn chưa hiểu ra vấn đề, tại sao lại phải là máu trinh, mà treo ở nơi này thì để làm gì kia chứ? Nhưng tại sao ông Minh lại treo ở đây? Bây giờ, mợ mới ngồi xuống bên đống vàng, tay vừa chỉ về phía có cái hộp đen làm từ gỗ xưa quý giá. Gã lấy máu trinh để nuôi ngải, vì dòng dõi nhà hắn bên tàu nên biết nhiều thủ thuật về món bùa chú này. Hầu như cứ vài năm làm ăn một tụt xuống một cái là hắn lại lấy vợ để lấy trinh tiết nuôi ngải. Hắn nuôi ngải như thế làm gì cơ chứ? Ôi giời, sao ất dốt thế hở ất? Nuôi yểm để giữ của chứ sao? Ất chưa nghe việc người ta lấy trinh tiết cúng tế để giữ của cải không bị thất thoát à? Nhà lão mình cũng làm như thế. Tôi dần hiểu ra sự việc, đôi mắt thất thần vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi. Mợ tiến lại gần tôi, ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ to nhỏ. Thật sự nhiều lúc mợ cũng muốn trốn đi thật ra, nhưng lại nghĩ ra ngoài kia biết làm gì để nuôi sống bản thân bây giờ. Nay có ất rồi, hay là mình lấy một ít tiền đủ để không phải lo nghĩ gì rồi trốn biệt đi. Mợ sẽ sinh con cho ất, vợ chồng mình sẽ xẻ gỗ làm nhà, chăn nuôi thả cá, sống một cuộc sống giản dị hạnh phúc. Mợ vẽ ra bao nhiêu là thứ tươi đẹp trước mắt, tôi muốn dập tắt cũng không đành, nhưng bức tranh đẹp đẽ ấy không thể có tôi được. Gỡ tay ra nhẹ nhàng tôi nói mợ, mợ có thể tìm người khác thay thế chỗ con cơ mà, mợ còn trẻ, tương lai còn dài, nếu mợ không muốn thanh xuân mình đi qua một cách lãng phí, con sẽ ủng hộ mợ đi ra khỏi căn nhà này. Còn con phải báo việc này lại cho nhài, chắc cô ấy sốt ruột lắm. Tôi để mặc mợ trong căn phòng vàng chất đống, mợ nhìn tôi căm hận gào lên. Hóa ra, ất là thế này là vì con nhài, chứ không phải là có tình cảm với mợ. Ất đã nghĩ kỹ chưa? Đừng để mợ nghĩ cùn, mợ mà điên lên thì đừng trách. Mợ định làm gì cô ấy? Có gì mợ nhắm vào con đây này? Cô nhài chẳng có lỗi gì cả. Tiến lại gần tôi, mợ cười sằng sặc, man dợ. Mợ cầm lấy tay tôi rồi cào mấy đường khiến tôi đau đớn, nhưng giọng vẫn nhỏ nhẹ, ngọt lịm khiến tôi lạnh sống lưng. Không, mợ chả làm gì nhài của nô cả.
người chân yếu tay mềm như mợ thì hại được ai chứ? Mợ chỉ muốn nói với nô là những thứ mợ một khi đã không có được thì nô cũng đừng hòng mà có còn nhài. Nói xong mợ bỏ đi, để lại tôi một mình lo lắng hoang mang đến tột độ. Sau khi loanh quanh đóng được lại cánh cửa mật thất, chạy thục mạng ra ngoài, cũng là lúc trời vừa ló dạng. Quả thực tôi không dám tin mình lại vừa vào căn phòng man dợ ấy. Tôi có nên kể với nhài không? Nếu kể, nhỡ em lại nổi đóa lên đòi vào thì chắc chắn ông mình sẽ chẳng để cho chúng tôi yên. Cuối cùng tôi quyết định là sẽ giữ bí mật, chừng nào có cơ hội tôi sẽ nói dần cho em rõ. Ông mình gần trưa thì về, dẫn theo cả quan huyện và đám người khá đông. Ông bảo hôm nay nhà bếp phải biết thiết đãi mọi người nhiều món thật ngon. Nghe phong phanh, đâu là hôm nay nhờ con trai quan huyện mà ông tránh được khỏi vòng lao lý. Tôi cũng không biết có việc gì mà lại khiến ông nghiêm trọng đến như thế, nhưng dù sao cũng cảm thấy mừng cho ông. Lâu lâu tôi lại nhìn trộm ông ấy, cái bề ngoài chân chất hòa đồng kia lại có một sự bí mật ghê tởm đến như vậy. Kìa, ất, mày đứng đây hầu rượu các ông. Đây là thằng gia nhân mới, khỏe mạnh mà thật thà, được việc lắm. Tiếng ông mình cười khà khà giòn tan, khoe tôi trước những ông quan nhớn. Người ta thì quan tâm đếch gì đến tôi mà ông Minh khoe. Tôi vừa đặt đĩa thức ăn xuống gật đầu dạ vâng, rót rượu hầu các ông. Đây không phải là lần đầu tôi hầu rượu, nhưng là lần đầu tôi hầu hạ trước mặt nhài và mợ bảy. Cảm giác sao mà ngại và nhục nhã vô cùng. Tôi biết mình là thằng ở, nhưng trước mặt người yêu tôi vẫn không tránh khỏi sự bẽ bàng đau xót. Nhài cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi biết làm gì ngoài đứng đấy hầu hạ các người. Bụng cũng đói lắm chứ, thấy bàn thức ăn ngập tràn càng khiến tôi cồn cào chảy rãi. Mợ bảy ngồi gần nhài, nhưng có khi khách vào họ vẫn còn nói chuyện với nhau bình thường, chắc cũng chỉ là giữ thể diện cho ông mình. Mợ bảy gắp một miếng thịt gà to cho cậu thanh niên ngồi cạnh nhài. Nghe đâu hắn là con của quan huyện vừa mới học ở Pháp về. Đúng là con nhà giàu có khác, trên người cũng tỏa ra hương thơm như nhài. Hắn không ăn miếng thịt gà ấy mà lại gắp cho nhài ăn, còn cẩn thận đến nỗi xé từng miếng bé một bỏ vào bát cho cô ấy. Ông mình cùng lão quan huyện có vẻ lấy làm ưng nhau lắm, còn tôi thì ghen và khó chịu ra mặt. Chả biết có phải mợ trả thù tôi không mà thế nào lại lên tiếng ghép đôi. Nhà lão Minh tôi với ngài đã thân thiết nhau như thế, cộng với việc hôm nay ngài giúp đỡ, chỉ bằng ngài nhận con nhài làm con dâu. Cháu nó cũng vừa mới đi làm còn vụng về chưa biết gì, mong sau này ông bà huyện để mắt tới cháu mà dạy dỗ cho phải nề phải nết. Chuyện thật mà cứ ngỡ như đùa, mợ thì hơn nhài được mấy tuổi mà nói như là mẹ cô ấy thế không biết. Tôi thực sự đang rất nóng gáy. Mợ nói xong thì quay sang nhìn tôi cười khẩy, chắc mụ đang cố tình chơi tôi để tách tôi với nhài đấy mà. Ông mình cùng lão quan huyện khoái chí vỗ đùi nhau đen đét, còn thằng con thì liếc mắt đưa tình dò xét nhài. Nhưng cô ấy không bận lòng, sự trêu đùa của mợ khiến cô ấy khó chịu không kém. Người cô ấy thích là tôi, là thằng nô này cơ mà. Trả con gái cho tôi, nhà ông Minh giết người, làng nước ơi, ông Minh giết người. Tiếng người đàn bà nào đấy gào khóc đòi người thảm thiết bên ngoài kia. Bữa cơm vì thế mà cũng mất ngon đi. Ông Minh nhíu mày, phẩy phẩy cái tay ra lệnh cho anh Cải đuổi cổ người đàn bà ấy đi. Nhưng tôi tranh, để anh Cải ở đây hầu rượu các ông, con ra là được rồi ông ạ. Ông Minh vẻ cũng không hài lòng cho lắm, nhưng vì không muốn lằng nhằng bèn gật đầu để tôi ra. Vừa ra ngoài cổng, tôi thấy vợ chồng già cùng họ hàng đông người đứng bầu đông chật trước cổng nhà ông Minh. Người đàn bà đã hai mẩu tóc cứ vật vã khóc. Tôi ra tới sân nhưng không dám mở cửa vì sợ họ vào làm cản. Tôi thò đầu ra hỏi, mọi người tìm ai để con giúp? Không phải việc nhà thằng hầu mày, bảo ông Minh ra đây, ra ngoài này nói chuyện. Đừng tưởng lấy tiền bịt mồm thiên hạ là xong đâu, trả con gái cho nhà tao, không đã kiện lên đến tỉnh luôn cho biết. Đám người cứ nháo nhác gào lên ầm ĩ, tôi vẫn nhẹ nhàng. Ông bà cứ bình tĩnh kể đầu đuôi cho cháu, biết đâu cháu lại giúp được,
chứ chờ mọi người ở đây la hét, ông Minh cũng chẳng ra đâu. Người đàn ông già hiền lành tiến vào cổng, tay nắm chặt vào cánh cổng than vãn với tôi. Ngày xưa, con gái tôi được gả cho nhà ông Minh làm vợ năm, được cưới lễ hỏi lễ lạc đàng hoàng. Chả biết vì sao, lấy lão được tầm vài năm thì chết bệnh. Ông Minh bảo, con tôi chết bệnh thì nhà tôi cũng chỉ biết thế. Nên lúc đám ma con tôi, người ta đeo găng tay găng chân cẩn thận không sợ lây. Khổ, con gái tôi hồi sống xinh đẹp giỏi giang khỏe mạnh là thế. Ấy vậy mà, lấy lão ấy được vài năm thì chết yểu. Đến lúc đưa mà, người ta còn sợ chả ai dám đi. Một mình thui thủi khổ thân con tôi. Từ hồi nó chết, đêm nào vợ chồng tôi cũng thấy nó hiện về, kêu chết oan. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ, chắc là nhà tôi không cúng tế đàng hoàng. Về sau đi xem, nó còn nhập vào bà Đồng, nói ông Minh giết nó. Cậu bảo, chả lẽ nó lại đổ cho ông Minh à? Đến lúc nhà tôi còn nghi ngờ, ra ngoài nghĩa trang đào mộ lên thì trong chỉ có hai cái bao cát trắng. Hỏi lão thì lão bảo không biết. Như thế cô vô lý cảnh cạch ra không cơ chứ? Nó chết thì liên quan đếch gì đến tôi mà ông bà già mồm. Thế nào hở? Có muốn đi tù mọt gông không thì bảo. Ông Minh lệnh khệnh đi ra dọa nạt. Hai vợ chồng già thấy lão ra thì căm hận vô cùng. Không phải nhà có cổng, chắc họ sẽ xé xác ông Minh ra trăm mảnh mất. Lão Minh tính ra phải gọi hai người họ là bố mẹ vợ mới đúng, nhưng xem chừng chả còn tình nghĩa gì với nhau được nữa rồi. Mày không giết nó thì còn ai vào đây? Giờ xác con tao cũng không còn, mày làm chồng kiểu chó gì đấy hở? Nếu mày có tình nghĩa, vậy sao nó chết chưa qua trăm ngày mày đã lấy vợ mới rồi? Người ta nói mày sát vợ tao không tin, đến bây giờ tao tin rồi. Từ trước đến nay chính mày giết hết vợ mày. Mày là loại cầm thú, loại lỏng lang dạ sói. Hôm nay huyện không giải quyết, mai tao lên tỉnh, lên nhà nước tố cáo loại độc ác như mày. Hai ông bà đứng đấy gào lên thảm thiết. Người ngoài như tôi cũng cảm thấy đau lòng. Không đau lòng sao được, nuôi con gần 20 năm trời, chưa báo đáp được ngày nào để con đi lấy chồng. Cứ ngỡ con sẽ được ăn sung mặc sướng. Ấy vậy mà, tôi nhìn họ thở dài, nước mắt bất giác rưng rưng đổ. Họ bị nhà ông Minh cho người giải tán lôi đi hết. Tôi đứng đấy bần thần, nghĩ ngợi về việc đã xảy ra. Tại sao con người như lão lại đeo nhiều chiếc mặt nạ đến như vậy chứ? Và rồi tôi chợt hiểu ra, xã hội này luật pháp không phải là cán cân công lý, vì khi người ta có tiền thì đấy mới là công lý. Tôi buồn thườn thượt đi vào nhà. Đến đấy chỉ còn ông Minh và lão quan huyện ngồi nói chuyện gì bàn tán to nhỏ. Tôi nghe phong phanh cái gì mà tổ chức cưới hỏi thế nào, ngày nào thì đẹp. Tim tôi bỗng dưng nhói lên từng hồi khó thở. Có phải là tôi nghe lầm không? Sao tôi cứ có cảm giác có chuyện chẳng lành sắp xảy ra vậy? Kìa, nô nhà mình làm sao mà như người mất hồn thế kìa? Thế nào, đã tin lời mợ nói là sự thật chưa? Giờ thì nô hết hoang tưởng nhé, để xem sau này ăn chán ăn chê rồi có về bên mợ không. Tôi nhìn mợ căm phẫn, tại sao mợ cứ phải chĩa vào tôi, trong khi cả nhà một đống gia nhân cứ chứ. Tôi mặc kệ chạy đi tìm nhài, chẳng biết cô ấy đi đâu rồi. Khi ra đến đằng sau, tôi vừa hay nghe được lời tâm tình to nhỏ. Em có chút tình ý gì với anh không hả nhài? Nói thật là từ khi lần đầu thấy em, anh đã biết mình yêu em mất rồi. Nhài, hãy để cho anh được làm chồng em, được lo lắng cho em có được không? Thằng con lão huyện đang cầm tay nhài thiết tha thổ lộ. Chả bù cho tôi phải để nhài chủ động. Không biết ý cô ấy thế nào mà sau khi hắn nói, nhài chẳng một chút gì phản đối thế kìa. Tôi nóng bừng, cỡ như thằng con lão huyện này chả phải đối thủ của tôi. Người nó nhỏ thó thế kìa, chỉ cần một tay tôi xách nhẹ. Nhưng tôi nào có gan, cái quan trọng là nhài kia kìa. Cô ấy mà đồng ý thì tôi có giữ cũng không được. Tôi thất thểu đi vào, chẳng dám đứng đấy nhìn trộm họ làm gì tiếp theo. Tại sao lúc nào tôi cũng tự tin là nhài yêu mình, mà đến khi có người khác chủ động, tôi lại sợ nhài đồng ý. Qua ngày hôm ấy, quả thực là tồi tệ và nhàm chán với tôi. Nhài lẽo đẽo hỏi tôi có việc gì mà gặp tôi lại phồng lên như cái bánh đa ngâm nước thế.
Còn chuyện gì? Chính em làm tôi buồn mà giờ em còn quay ra trách móc. Kể từ hôm ấy, thằng con lão huyện ngày nào cũng qua nhà ông Minh chơi, lấy cớ nọ cớ kia để ở lại ăn cơm rồi nằm ịch ra đấy chờ nhảy về. Tôi nhìn mà ngứa mắt, nhiều lúc hỏi đều nó: "Này cậu, cậu không làm việc gì à? Sao cứ đến suốt thế? Cô nhảy là cô ấy thích người họ khỏe, vạm vỡ, chăm chỉ, siêng năng chứ không phải người lười đâu." Nó nhìn tôi từ đầu đến chân rồi phá lên cười. Nó phủi phủi cái vạt áo vét của tây gắn cái đồng hồ quả lắc rồi khinh khỉnh bảo tôi: "Thằng ở như mày mà cũng đòi lên mặt dạy tao á. Này, chừng nào có tiền rồi hãy mở mồm. Tao thích nhảy đấy thì làm sao? Tao không có việc làm suốt ngày sang đây đấy thì làm sao? Cơ bản nhà tao có tiền, nhiều tiền là đằng khác, nhiều đến nỗi có thể thiêu sống mày như một con chó thui cơ." Tôi nhìn nó căm hận, nhài mà ưng thuận thằng này thì suốt đời cô ấy khổ. Trải qua biết bao nhiêu nhà phú ông, nhà địa chủ giàu có, tôi còn lạ gì mấy đứa con cậy ra thế, cậy quyền trước thầy me rồi coi khinh người khác. Tôi chạy ra một góc thở dài: "Nếu tôi có nhiều tiền để đường hoàng cưới em, cho em một danh phận thì hay biết mấy. Nhưng đây mới chỉ là sự suy nghĩ thôi, còn thực tế thì như cứt, vẫn chỉ là một thằng ở đợ quanh năm ngày tháng thì tiền đâu lo nổi cho em." Tôi vò đầu day dứt, không nỡ cho em đi lấy chồng, nhưng bản thân thì lại chẳng làm gì được. Về sau khi chán chẳng buồn nghĩ, tôi lại nhờ trời vậy: "Thôi thì còn duyên, em sẽ ở bên tôi, còn nếu không thì chẳng có con đường nào lựa chọn. Em là tiểu thư lá ngọc cành vàng, còn kiếp tôi chỉ là một thằng ở đợ, suốt đời sẽ chẳng thể có nhau. Sau này dù nhài có lấy sự đi chăng nữa, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tôi cũng sẽ hạnh phúc." Vài ngày sau, không thấy thằng âm binh con lão huyện đến nữa, tôi đã mừng thầm. Có lẽ ông mình nghĩ lại mà chả buồn gả nhài cho nhà ấy. Nhài lại ở bên tôi, chúng tôi sẽ có nhau suốt tháng ngày, cùng nhau yêu đương, thế là mãn nguyện. Còn chuyện cưới thì để tính sau. Bẩm ông, nhà ông bà huyện còn có ít quà ra mắt nói chuyện ạ. Tôi đang ăn bát cơm dưới nhà, thấy có thằng đầy tớ nhà khác chạy vào bẩm báo. Mặt tôi bây giờ tái mét, tôi buông đôi đũa khẩn trương. Tôi phóng ra ngoài thì thấy nào cơ man là quả cáp, vài gấm lụa là trầu cầu, bánh trái bề hàng đàn hàng lũ đến trước sân nhà ông Minh. Chân tôi như muốn ngã khụy, không biết nhài đã biết tin này hay chưa. Ông Minh đứng đấy vuốt râu lấy làm ưng bụng, kéo nhau vào nhà cười nói rôm rả: "Họ có biết đâu một thằng hầu đang đứng dưới này chết lặng xót xa." Huyện già vừa vào được một lúc thì vừa hay nhài cũng đi làm về. Cô ấy không sửng sốt, không bàng hoàng như tôi. Có lẽ nhài biết sẽ có ngày này nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Thở phào một cái, cô bước vào. Gia đình nhà huyện mọi người cứ xôn xao, ai cũng khen nhài xinh thủy mị, tướng mạo thanh tao, chắc hẳn công dung ngôn hạnh đủ cả. Em khẽ mỉm cười cho thầy vui, nhưng biết đâu rằng nụ cười ấy lại như lưỡi dao cứa vào tâm can tôi, từng mảnh rỉ máu xót ra. Tôi ngã khụy, tay nắm chặt không để cho tiếng nấc nghẹn ngào. Cuối cùng tôi mới hiểu ra rằng em và tôi là hai thế giới khác nhau vô cùng. Cũng giống như cục nam châm, càng yêu càng bị đẩy ra xa. Nhìn bộ quần áo rách dưới của tôi mà xem, so với gấm lụa của em thì quá đỗi cộc cạch. Tôi đúng là thằng đần, biết mình chẳng ra gì rồi mà còn yêu nhài, để bây giờ cay đắng, đau lòng đến thế này. Đến bây giờ, khi đã hiểu ra sự đời ngang trái là thế, tôi không trách em, tôi chỉ trách bản thân mình không giàu có để em có một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Như tôi đã nói, em bên ai không quan trọng, miễn em hạnh phúc là tôi cũng sẽ hạnh phúc. Tôi nằm nghỉ trưa vội vàng khi trời đã nghề về chiều. Bên kia vẫn người cười, người nói vui vẻ chúc tụng đôi trẻ sớm về chung một nhà. Tôi cười, chả biết cảm xúc bây giờ là gì, một thứ hỗn độn, tức bực và cực kỳ khó chịu. Như kiểu một quả bóng bị nhồi nhét đầy nước mà chỉ cần thời gian là nó sẽ vỡ tung ra. Một lát sau thì huyện già về hết,
nhà ấy xuống gọi tôi ra ngoài, nhưng tôi không muốn. Có gì để mà nói kia chứ? Giờ tôi muốn một mình, không ồn ào, không náo nhiệt. Tôi muốn có khoảng không gian yên tĩnh để quên mình đi. Quên tình yêu đi nhanh chóng. Vậy đấy, tình yêu của nhà ấy đến vội vã, và khi biết tin em lấy người khác cũng vội vàng. Trời đúng là khéo trêu đùa phận tôi, nếu biết sớm có ngày này, tôi đã không yêu em nhiều như thế. Anh Nô, dậy đi em nhờ tí. Nhà ấy kéo bằng được tôi ra ngoài. Cô ấy lôi tôi ra đằng sau nhà nói chuyện. Nhìn em, đôi mắt đượm buồn, là tôi hiểu em cũng chẳng vui vẻ gì. Vén vài sợi tóc mai mềm lên, tôi cười trấn an em. Thôi, sắp làm cô dâu nhà người ta rồi, đừng có khóc, không ngày cưới sẽ bị thầm mắt xấu lắm đấy. Nghe lời anh, sang bên đấy phải giữ gìn sức khỏe, lo cho bản thân mình thật nhiều. Ở nhà còn thầy, còn nuông chiều, chứ sang bên ấy là không được như thế đâu. Đừng khóc, lớn rồi khóc lóc gì nữa, lâu lâu thỉnh thoảng dỗi, lại qua thăm anh biết chưa. Nhài gật đầu, cô ấy khóc làm lòng tôi cũng đặng chịu. Dỗ dành cô ấy phải mạnh mẽ lên, không được khóc. Nhưng chính tôi mới là thằng khóc to hơn. Có thằng đàn ông nào mạnh mẽ đến mức ngoài người yêu sắp lấy chồng mà không rơi một giọt nước mắt chứ. Dù gì ta đã không đến được với nhau, lời thầy mẹ dặn, cha đặt đâu con ngồi đấy. Thôi thì em cứ yên tâm mà theo chồng, vì em là cô gái xứng đáng được hưởng hạnh phúc, xứng đáng được yêu chiều, cuộc sống viên mãn, bình yên sau này. Tôi vẫn nở nụ cười tươi trao cho em như lời động viên an ủi mà ngỡ như của người anh trao cho em gái. Tôi không hề đả động đến cảm xúc của mình cho em biết. Nói ra chẳng được lại khiến em động lòng thêm chết dở. Nghe đầu dằm hôm nữa, nhà trai sẽ đến rước em đi. Ông Minh đã cho người chuẩn bị chu đáo từ trước. Đám cưới của em sẽ to nhất nhì huyện này nên không được xảy ra sơ suất gì. Gia nhân mấy ngày gần đây chạy đôn đáo khắp nơi để cho kịp đám. Trong đấy có cả tôi, luôn chân luôn tay như một thằng rổ. Không chỉ thế, lão Minh trời lớn còn đặt thợ trên tỉnh để may cho em hai bộ áo dài bằng gấm và một đôi bông tai, một bộ kiềng bạc ta nguyên chất đúc để em mang vào ngày cưới. Chiều nay họ đã may xong, người ta hẹn đến mặc thử. Nhà bây giờ tấp nập, chẳng có ai rảnh rỗi mà đi cùng, nên chỉ còn tôi. Đời người cứ trêu người, càng không muốn tôi lại càng giúp em trong ngày cưới thật xinh đẹp lộng lẫy. Ra ngoài đường vẫy một cái xe kéo đỡ em lên xe nhẹ nhàng, còn tôi tay lấy dép, tay cắp vào nách chạy bộ. Nhài ngỏ ý nói tôi lên xe ngồi cùng, nhưng tôi từ chối. Bẩm cô cứ đi trước để con chạy theo sau cũng được cô ạ. Thân con làm trâu ngựa quen rồi, chạy tí từ đây lên tới tỉnh thì có là bao lâu. Ngồi cùng với cô, con lại sợ người lấm lem làm bẩn áo lụa của cô thì dở chết. Đến bây giờ tôi mới trở về đúng con người thật, việc thật của một thằng đầy tớ. Nhài nghe xong liền bật khóc nức nở. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy, tôi sợ sẽ không kìm được mà khóc òa lên mất. Từ đây lên tỉnh mất cả mấy giờ chạy bộ, mà tôi nói như thế gần ngay trước mặt vậy. Quan trọng tôi không muốn em bận lòng gì cả. Nhài lên xe đi trước, tôi chạy theo sau. Chạy đến nỗi chân đau đớn bật máu mà tôi vẫn chạy, cắn môi thật chặt chịu đựng. Cả người tôi chảy mồ hôi, mệt phở như muốn đổ gục ra đường. Nhưng vì em, vì tất cả là vì em, dù có thế nào tôi vẫn sẽ cố gắng được. Đến nơi, người ta mang ra hai bộ áo dài lấp lánh, Nhài mặc lên người, kèm đôi vòng bạc, quả thực đẹp như tiên nữ. Nhài hỏi tôi, em có xinh không? Xinh lắm chứ chả đùa, nhưng em là cô dâu của đời tôi thì còn hoàn hảo hơn thế nữa. Chỉ tiếc là, thử xong chúng tôi nhanh chóng đi về, tôi được lên xe ngồi bên cạnh em, vì bây giờ bàn chân tôi đã mỏi nhừ và máu đã chảy ra đau đớn. Trên xe, Nhài cứ cầm tay tôi thổn thức, nhất định sau này cũng sẽ phải hạnh phúc nhé anh Nô, có kiếp sau em sẽ nguyện làm vợ của anh trọn đời trọn kiếp. Tôi cười gật đầu cho em vui, nụ cười tôi rạng rỡ nhưng ẩn sâu là nỗi buồn vô hạn. Này là ngày cưới chính thức của Nhài, ông Minh ra lệnh đám cưới sẽ làm 3 ngày.
Ba ngày đấy quả thực là mệt mỏi đối với gia nhân như chúng tôi. Tất cả phải chu toàn theo ý ông, nhai tất bật với hàng mớ công việc rót nước, áo váy, trang điểm nọ kia. Kể từ khi ấy, chúng tôi xa lánh nhau như chưa từng quen biết. Dù không nói, nhưng trong thâm tâm tôi luôn muốn ba ngày này, thời gian hãy trôi chậm lại để cho chúng tôi bên nhau thêm chút ít. Biết là mình ích kỷ, nhưng trong tâm trí tôi còn yêu em rất nhiều. Mai này, khi đã thành vợ người ta, chả biết em có còn nhớ đến thằng Hầu này nữa không. Anh Ất, ra em nhờ tí. Tiếng nhài đánh động kéo tôi ra khỏi vòng suy nghĩ. Chắc giờ em mới xong việc mà nhớ đến tôi đấy mà. Ném vội hòn đá xuống ao, tôi đứng dậy nhìn em. Khuya rồi, sao không ngủ đi, mai còn về nhà chồng. Câu hỏi lạnh lùng của tôi khiến em chạnh lòng. Mắt em chợt buồn rồi đổ lệ, khiến tôi lúng túng. Đáng lẽ mai rước dâu rồi, ngày nay em phải quên sạch về tôi mới phải. Tôi định bỏ đi thì em ôm chầm lấy tôi thổn thức. Thực sự em không muốn đi, thực sự em muốn ở lại với anh, hay mình trốn đi thật xa được không? Câu nói của em mới ngây thơ làm sao, tôi phỉ cười. Đàn bà sao nhiều người có suy nghĩ giống nhau, em cũng chẳng khác gì mợ bảy, chỉ nghĩ cách trốn đi thật xa. Em nghĩ đi đâu thế? Thôi, vào nhà mà ngủ đi. Qua ngày mai, người ta đón rồi, lúc ấy em sống trong nhung lụa, lại quên bén anh đi là ai ngay ấy mà. Tôi còn biết làm gì ngoài lạnh lùng với em. Giờ em yêu tôi hay tôi yêu em làm gì còn quan trọng nữa. Bất chợt em lôi tôi vào bụi tre tối mịt rồi hôn ngấu nghiến. Nhài định làm gì nữa đây? Mai đã là vợ người khác rồi mà đến giờ em vẫn còn vướng tâm đến tôi nhiều như vậy sao? Tôi đẩy em ra nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng em vẫn bám chặt lấy tôi như Sam. Bàn tay em sờ soạng khắp người, khiến bản tính thằng đàn ông trỗi dậy trong tôi mạnh mẽ. Chả chăn chiếu, chả giường đệm, chúng tôi lại trao nhau yêu thương nồng cháy. Dù ở đâu khi có nhau thì tất cả cũng hóa sự yên bình. Trên nền đất, em cứ từng hồi thổn thức. Dù cảm giác không như mọi hôm, nhưng trong lòng tôi muốn ôm trọn em vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung thèm khát. Mai này đây, em về bên người, nhất định phải thật sự hạnh phúc. Khi tạm biệt nhau, tôi trở về giường mình. Mọi người đã ngủ hết, chỉ còn mình tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Chuyện nọ, nghĩ lây sang chuyện kia, làm tôi bứt rứt. Nếu như em lấy chồng, cuộc sống không như mơ thì phải làm sao? Cuối cùng, tôi gật cười chua chát. Sao tôi phải lo bò trắng răng thế? Thân mình còn lo chưa xong mà cứ nhiều chuyện làm gì? Ở đời, không có tình cảm thì còn sống được, chứ không có tiền thì yêu thương nhau đến mấy cũng hóa người dưng. Sáng sớm, nhài đã dậy chuẩn bị để gần trưa nhà trai đến rước dâu. Ông mình có lẽ đêm qua cũng chẳng ngủ được. Con gái đi lấy chồng, ai làm thầy me đều lo lắng như thế cả. Nhìn con gái sửa soạn bên đống đồ phấn son, ông òa lên khóc nức nở như đứa trẻ. Nhài thấy liền an ủi lão rằng nay mai lại về thăm. Nhưng điều đấy em làm sao mà quyết được, nhà chồng mà không bằng lòng, kể cả có gần mấy em cũng chẳng được về chơi. Ông dặn dò dăm ba câu đạo lý làm vợ làm con dâu cho nhài, lâu lâu không cầm lòng được lại thút thít khóc. Hóa ra bề ngoài lão mạnh bạo là thế, nhưng bên trong lại tình cảm yếu đuối vô cùng. Chốc lát về bên ấy rồi phải nhớ lời thầy dặn, đi đứng ăn nói phải cẩn thận vào, nhìn trước ngó sau, để ý kỹ thì mới sống tốt được. Về đấy không phải phổi bò, nghĩ sao nói vậy được đâu. Có nhiều khi dù không thích vẫn phải bằng lòng mà chấp nhận, nhìn mặt người ta mà sống, hiểu chưa? Mẹ mày mất sớm, một mình thầy nuôi nấng mày nên người. Sau này thầy mà chết, có bận bịu mấy cũng phải về thắp cho thầy nén hương, nghe không con? Nhà gật đầu cho thầy yên tâm. Cô ấy thấy thầy nói cũng lo lắng chả kém, không biết lấy chồng sau này sẽ phải làm thế nào cho vừa lòng thiên hạ. Cũng đúng thôi, nhài đã lấy chồng lần nào đâu mà biết. Bản thân thằng đàn ông như tôi thì nghĩ sướng hay khổ không hẳn là ở em, mà sẽ do nhà chồng em quyết định. Đã đến giờ lành, nhà trai mang sính lễ sang thưa chuyện. Giây phút ông mình trao tay em cho con lão huyện, tự dưng tôi bật khóc thành tiếng.
đứng từ xa nhìn em mà nước mắt lưng tròng, hạnh phúc nhé nhài, mình có duyên mà không có nợ. Dù gì quãng thời gian ngắn ngủi bên em, anh cảm thấy hạnh phúc và yêu đời vô cùng. Nhài lưu luyến mãi không rời, cố nhìn toàn cảnh ngôi nhà, thầy mình và đám gia nhân chúng tôi, rồi cất gót theo chồng. Ông mình gào lên, nói con gái không được ngoảnh mặt lại nhìn người nhà sẽ rất xúi quẩy, vì theo quan niệm người xưa, con gái khi rước dâu nếu quay về phía sau nhất định khó chung sống, em sẽ bị nhà chồng hắt hủi đuổi về nhà thầy mẹ đẻ. Đáng lẽ ra ngày vui nhất đời em phải cười tươi lên mới đúng, nhưng nước mắt em cứ lã chã rơi, nhòe đi cả lớp son phấn làm tôi bối rối. Ánh mắt em cứ nhìn thấy tôi là lại càng gào lên to hơn. Về sau không chịu nổi nữa, tôi đành lấp sau bếp để tránh mặt. Tâm can tôi như bị đứt ra từng đoạn đau đớn, nhìn người mình yêu thương đi lấy chồng, quả thực cảm xúc nó hỗn độn khó tả. Tôi sờ lên ngực mình, ôi thôi, quên mẹ rồi, chiếc châm cài tóc làm bằng tre chiều qua làm xong quên mất chưa đưa nhài, vẫn còn nguyên trong túi áo ngực, không biết em giờ đi đến đâu rồi. Tôi vụt chạy khỏi nhà, chạy ra mãi tít gần huyện mới đuổi kịp đoàn người rước dâu. Vì nhà giàu họ toàn đi xe đạp Phượng Hoàng nên nhanh đáo để. Tôi thở dốc như một con chó còm khát nước. Nhà nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh xen lẫn niềm vui khó tả. Tôi chào em cây châm tre mà chính tay tôi làm. Vì em mà tôi đã biết đọc biết viết nên tự tay tôi khắc lên đấy dòng chữ mến tặng em nhài, để nhắc em rằng cảm ơn em suốt thời gian qua đã yêu anh. Dù sau này ta không còn bên nhau nữa, nhưng trái tim anh vẫn luôn yêu và hướng về em. Tuy nó không có giá trị về mặt tiền bạc, nhưng nó chứa cả tâm chân tình của anh vào trong đấy. Nhài cầm chắc cây châm, giọt nước mắt vô thức lại chảy. Nhưng con lão huyện có vẻ chướng tài gai mắt với tôi lắm. Nó dừng xe, giằng lấy cây châm trong tay nhài, bẻ gãy làm đôi vứt toạch xuống đất. Nó gào lên chửi bới tôi, đũa mốc mà đòi tròi mâm son à, cũng khiếp ra trò nhỉ, về mà soi lại bản mặt bẩn thỉu của mày đi đã, tao cấm chỉ nhớ. Còn tơ tưởng gì với vợ tao thì đừng có trách. Nói xong nó phóng xe đèo nhải đi mất, chỉ còn mình tôi đứng đấy ngẩn người ra nhìn theo bóng em khuất dần. Đúng là có phước có phận thì phải tu 9 đời 10 kiếp mới thành. Chắc kiếp trước tôi ăn ở thất đức quá nên giờ tôi mới thành ra thế này. Cười chua chát rồi quay gót đi về. Sau này tôi nhất định sẽ cố gắng thoát kiếp ở đợ. Tôi cũng muốn tự mình quyết định được số phận, chứ không phải để người khác chỉ tay năm ngón xài khiến nữa. Về đến cổng, ông mình đứng đấy tự bao giờ. Thấy tôi về, ông chạy ra hỏi nhỏ, nhài thế nào hở con, nó có khóc nhiều không? Khổ thân con bé, sau này không biết sẽ thế nào. Còn nhài là người sống biết điều, chắc về sau nó sẽ được sung sướng. Người cha già ánh mắt nhìn xa xăm vô định hướng về con gái. Tôi động viên ông, nhất định nhài sẽ sung sướng, ông chẳng phải lo nghĩ nhiều. Nhìn ông Minh tôi lại thấy thương lão. Già rồi có mỗi một con gái, sau này ốm đau bệnh tật ai ở bên cạnh chăm sóc. Giàu thì giàu thật đấy, nhưng thiếu vắng tình cảm, căn nhà rộng rãi cũng sẽ trở nên hoang vắng, hiu quạnh. Thôi con ạ, ông biết mày cũng quý mến cô nhài, nhưng không phải chuyện gì cũng sắp xếp theo số theo phận được. Giờ nó cũng đã đi lấy chồng rồi, chỉ còn ông cũng coi chúng mày như con cháu trong nhà. Để dăm vài năm nữa, khi công việc ổn định, ông giới thiệu cho mày vài đứa cháu dưới quê, chúng nó cũng như mày, tháo vát, chăm chỉ lắm. Nghe ông động viên, tôi cũng chỉ vâng dạ cho qua. Quên một người đâu phải dễ dàng gì, nhưng dù sao cũng cảm ơn ông ấy. Khi tiệc cưới đã tàn, khách khứa về hết, chỉ còn lại người nhà thân thích dọn dẹp, đám gia nhân chúng tôi mới mãi tối muộn mới được ăn cơm. Lạ thật, ngày xưa tôi không bao giờ chịu được đói, ấy thế mà hôm nay chả hiểu sao bụng cứ réo liên hồi mà không muốn ăn. Gầy gầy đĩa tôm vàng ươm thơm phức, chẹp chẹp miệng rồi nhìn, không biết nhài về bên nhà đấy thế nào, đã ăn uống gì chưa hay lại lao đầu vào rửa bát. Những đống bát hết đợt này đến lượt khác cứ vây lấy tứ phía. Sống trong nhung lụa đã quen, không biết em có chịu được không.
Càng nghĩ tôi càng thương em vô bờ bến. Trên nhà kia, lão Minh cũng không ngủ được. Có lẽ ông cũng như tôi, đang nhớ nhài. Chốc chốc, ông lại vào cầm tàu hút một hơi thuốc viện dài, cho tinh thần phấn chấn thêm. Tôi cầm chai rượu ra ngoài bờ ao ngồi. Gió vẫn hiu hiu thổi, nhưng tâm can bên trong tôi lại nóng nực vô cùng. Sau này, không biết tôi có còn yêu thêm người khác, người đấy có tính nết hiền dịu được như em. Nghĩ xong, tôi lại thấy bản thân mình hèn hạ. Khi nào có tiền thì cái gì mà không được. Màn đêm u tối bao phủ cả nền trời thăm thẳm, cũng giống như lòng tôi bây giờ, tăm tối chẳng lối thoát. Trên nhà đã chẳng còn những ánh đèn dầu le lói hiu hắt, chỉ có mình tôi ngoài này làm bạn với men rượu cho vơi đi nỗi sầu. Rượu nếp thơm phức, uống vào thì ngọt nhưng lại say nhanh, sộc lên mũi làm tôi lại cay cay mắt. Tôi đang liên tưởng em bây giờ có lẽ đang nằm trong vòng tay con lão huyện, rồi lại đê mê khoái lạc trong men tình hừng hực cháy. Cơ thể em nõn nà e ấp sau ánh đèn mờ hư ảo. Nỗi nhớ em lại ngùn ngụt trong đầu tôi. Tôi nhớ em như điên như dại, chẳng thể nào vơi bớt. Đang ngồi đong đưa nhớ nàng thì một bàn tay trắng trẻo mềm mại ôm lấy cổ tôi khêu gợi. Bàn tay nghịch ngợm ấy cứ mơn trớn. Trong cơn say, tôi cáu bản chửi ra mồm, nhưng cái tay ấy vẫn cấu véo vào da thịt đến nỗi tôi chẳng còn hơi đâu mà quát. Em mới đi rồi, có nhớ em ấy không? Rõ khổ, cao to đẹp trai mà nặng tình quá. Bàn tay ấy lại vuốt lên mặt tôi thương xót. Trong lúc còn không nhìn rõ mặt người, tôi thì say bí tỉ, chẳng còn tỉnh táo mà biết đấy là bàn tay mợ bảy. Tôi im lặng, mợ lại nói tiếp. Chiều mợ đi, thanh xuân đi qua, phí hoài làm gì. Mợ cứ thế ngả vào trong lòng tôi và chả hiểu lúc đấy nhìn kèm nhèm thế nào, tôi lại nhìn mợ ra nhài. Tôi vuốt ve khuôn mặt thanh tú rồi thổn thức. Nhài, em có biết đời này kiếp này anh chỉ yêu một mình em không? Em biết rồi, nào lại đây với nhài. Giọng mợ thỏ thẻ nhận mình là nhài mời gọi tôi. Chả hiểu sao tôi nhìn lại cứ ra nhài mới khổ. Mợ dìu tôi vào trong buồng mợ, rồi cứ thế chuyện gì đến rồi cũng đến. Tôi nằm im đấy bất động, mặc xác mợ, cho mợ muốn làm gì thì làm. Có lẽ mợ đang nghĩ nhài đi rồi chỉ còn mỗi mình mợ độc quyền mà chiếm lấy thằng ất này. Đêm nay tôi chính thức là con búp bê của mợ. Thằng ất yêu đời vô tư ngày xưa đã chết thật rồi, chết đứ đừ về một người con gái không bao giờ thuộc về nó. Mắt tôi nhắm lại, giọt nước mắt mệt mỏi từ từ lăn dài ướt đẫm gối. Mà bố nhà lão Minh nhớ, mở cửa cho tao mau lên, dạy dỗ con gái thế à, ra mà nhận hàng về đây này. Tiếng gào thét trong đêm khuya vắng càng vang lên nghe rõ mồn một. Chó sủa inh tai nhức óc, tiếng người nói chạy rầm rập trước cổng nhà ông Minh. Hàng xóm xung quanh thấy động cũng hiếu kỳ dậy xem. Tôi và mợ bảy vừa mới trải qua cơn đê mê chưa dứt thì giật thót tim vùng dậy, vờ vội vàng quần áo mặc lên người, định chạy ra ngoài thật nhanh cho người khác đỡ phát hiện. Nhưng số tôi nhỏ, khi vừa ra tới đầu hè thì ông Minh cũng vừa hay đi từ nhà ra. Lão thấy tôi cởi trần phi từ buồng mợ ra thì há hốc mồm. Chưa hết, mợ cũng mặc mỗi dải yếm đào mỏng manh, tính chạy ra hóng hớt thì va ngay vào mặt ông ấy. Lúc này mợ cắt không còn giọt máu, mặt xanh đét như tàu lá chuối, ánh mắt liến láo muốn giải thích nhưng không thốt thành lời. Giải thích làm gì, sự thật rõ ràng đến như thế rồi, ai có điên đâu mà bị sỏ mũi. Nên như thế người ta mới có câu không nghe đĩ trình bày là như thế đấy. Tao giải quyết xong việc rồi, tao dở đến chúng mày đúng là nuôi ong tay áo. Tôi đứng đờ như cây gỗ ở đấy, cảm xúc bây giờ hoang mang lo sợ đến tột cùng. Bây giờ hơi rượu đã bay hết, tôi mới lộ cái gan chuột bé tí, đứng đấy run lẩy bẩy, không biết ông sẽ xử lý tôi với mợ thế nào, có phải chặt ngón tay hay giết tôi không biết nữa. Tiếng người ngoài kia vẫn hùng hổ đập cửa huỳnh huỳnh. Lão Minh ra cổng nhưng chưa dám mở. Ai đấy, đêm hôm khuya khoắt, có việc gì ngày mai không giải quyết được à? Giọng người đàn ông bên ngoài chát chúa, sẵn giọng gào lên.
Ông bỏ ngay cái kiểu nề nếp đạo đức cái đi. Con gái thì không dạy, cái nghìn vàng cũng không giữ được, thì làm ăn cái chó gì mà lên mặt. Bây giờ ông mình trong này nghĩ ngợi một lúc rồi cho người ra mở cửa, phần vì sợ to tiếng hàng xóm láng giềng lại dị nghị, phần vì nghe tiếng ông mập mờ hiểu ra chuyện. Khi gia nhân vừa mở cửa, đoàn người sộc vào sân, hóa ra đấy là nhà lão huyện, tay đèn tay đuốc thắp sáng rực trong đêm tối. Kìa, nhài đang bị chúng nó cùm lại đánh chảy máu mồm. Tôi đứng trên hè thấy vậy vô cùng sửng sốt. Nhài ngước mắt lên nhìn tôi như kêu cứu, nhưng tôi thì làm được gì. Con trai lão huyện có vẻ say khướt, líu díu hai chân nhưng vẫn sẵn giọng: phải rồi, nay là đêm tân hôn của nó mà, không say sao được. Vì nể tình ông chơi với nhà tôi bao lâu nay ấy thế mà có mỗi một con gái cũng không bảo ban được. Lão sống lâu quá rồi đấy lão Minh ạ. Hôm nay mà tôi không bật đèn lên thì sao mà biết được sự thật này. Người ta hay có câu gì ấy nhỉ? À phải rồi, thà lấy đĩ về làm vợ chứ không phải lấy vợ về làm đĩ. Cái dạng làng loàn này nhà tao không cần. Nghe tới đây, chân tay tôi bủn rủn rã rời. Vì ai mà em lại thành ra cơ sự? Tim tôi quặn thắt rồi, dấy lên từng hồi. Cái xã hội này sao tôi lại không nghĩ đến sự cổ hủ ấy chứ? Sao lúc đấy tôi lại không biết giữ gìn cho em kia chứ? Giờ thành ra nông nỗi này tất cả là tại tôi. Ông Minh nghe con rể bóc mẽ thì ngồi thụp xuống đất như không dám tin vào tai mình. Bởi bàn nãy khi ông vẫn còn tự tin, nghĩ con gái mình là người hiểu biết, sẽ sống sung sướng bên nhà đấy, thì bây giờ tai họa đã thế này. Nhìn con gái, ông vừa tức vừa thương. Sao nhà lại mất cái đấy, trong khi người ta nhìn vào để đánh giá đạo đức người đàn bà. Nhà huyện chửi bới xong rồi bỏ đi, để mặc nhài bao vết thâm tím trên người, đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn. Rồi mai này, tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa, cha con nhà ông sẽ sống thế nào với ánh mắt dị nghị từ mọi người. Trong lúc không kiềm chế được, ông đay nghiến nhức móc nhài thậm tệ. Còn với chả cái, nuôi mày chỉ tổ tốn cơm, tưởng đâu ăn học đàng hoàng, ấy cũng chỉ thua kém mấy đứa chăn trâu cắt cỏ. Sao mày ngu dại thế hở? Mày đeo mo vào mặt thầy đi, mày giết thầy đi, con ơi là con. Nhìn lão Minh rơi nước mắt đến là tội nghiệp, nhài cũng khóc vì thương cha mình. Chỉ vì một thằng hèn như tôi mà gia đình em phải mất mặt đến thế này. Về sau chả hiểu ông dọa hay thật, nhưng ánh mắt ông hẳn lên sự giận dữ vô cùng. Chỉ tay vào mặt con gái, ông gào lên: mày thấy nhục nhã chưa? Mày xem hay chưa? Rồi sau này xem ai dám lấy một đứa như mày về làm vợ nữa. Tiếng để đời, rồi chết già có nạ. Cút, cút ngay. Tao không có đứa con nào đĩ đựa như mày. Cút cho khuất mắt tao. Nhài ngước lên nhìn cha, nước mắt lưng tròng. Cô ấy không xin ở lại. Có lẽ nhài biết thầy mình là người thế nào nên lủi thủi ra khỏi nhà. Không hiểu sao tự dưng trong lòng tôi lại khát khao được cùng em thoát khỏi ngôi nhà này một cách ghê gớm. Vụt chạy ra ngoài, tôi nắm tay em chạy thật nhanh qua lũy tre đầu làng. Nhìn em tôi thổn thức: có anh lo cho em đây rồi, đừng sợ điều gì cả. Nhài gật đầu nhìn tôi mệt mỏi. Có lẽ giờ tôi là chỗ dựa duy nhất của em, tôi phải cố gắng để sau này em đỡ vất vả. Suy cho cùng, nếu tôi không cùng em đi thì cũng khó lòng sống trong căn nhà đấy thêm nữa. Vì thế dẫu có thế nào tôi cũng sẽ không để em một mình, không để em chịu nhiều thiệt thòi cay đắng thêm nữa. Trước mắt chúng tôi, hạnh phúc đang mỉm cười trên bầu trời đêm đen kia, phảng phất những đám mây đen kịt báo hiệu một cơn mưa giông lớn. Tôi đâu có ngờ rằng khi bản thân mình vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp thì xen vào đó là những khó khăn đang thử thách vợ chồng chúng tôi. Liệu chúng tôi có vượt qua được hay không? Liệu nhài có đủ kiên trì mà ở bên tôi hay không? Đêm ấy, chúng tôi chả biết phía trước là đâu, cứ cắm đầu chạy thục mạng, mưa táp vào da thịt rát rạt. Nhài có lẽ vì cả tối chưa ăn gì, lại bị chồng đánh cho tơi tả, nên em ngã khuỵu. Ở đây chẳng có ai thân thích, lại mưa gió thế này. Nhìn em mỏi mệt, làm tôi không đành lòng. Cuối cùng chạy đã khá xa, tôi quyết định đưa em về quê cũ,
nơi đó có chú thím tôi ở. Trời đã dần sáng, có lẽ giờ này chú thím sắp sửa đi làm đồng. Tôi gõ cửa cổng gọi vào, dù biết hai ông bà ấy chẳng ưa gì tôi, nhưng giờ đây, đây là nơi duy nhất chúng tôi có thể nhờ vả. Chú ơi, thím ơi, mở cửa cho cháu vào với. Tôi phải gọi mãi, ông bà ấy mới ra mở cổng, nhìn thấy tôi, đã định đóng cổng lại không cho vào, nhưng tôi kịp giữ cửa, thò tay đưa cho ông bà vài đồng, rồi mềm mỏng bảo, chú thím có khỏe không? Con đi làm ăn xa không kịp mua gì, có vài đồng chú thím mua gì mà ăn? Các cụ nói cấm có sai, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, miếng thịt bịt mồm. Người ở thôn quê nhìn thấy mấy đồng thì quý hóa lắm, liền mở cửa cho chúng tôi vào luôn. Thấy tôi đưa người con gái lạ về, ông bà thắc mắc nhưng không dám hỏi thẳng, để cho em nằm trong buồng nghỉ ngơi một lát. Tôi vừa đi ra thì ông bà đã hỏi dồn dập, con bé đấy là đứa nào, nhà cửa nó ở đâu, sao mày lại đưa nó về đây? Mày đừng có đi ra ngoài xong nghe theo người ta mà bị dụ, nhớ chưa? Bài học từ con Lệ mày chưa sáng mắt ra được à? Thấy ông bà lo quá thể, tôi vội trấn an, con giờ cũng già rồi, ai mà thèm lừa con nữa, đây là vợ con thật mà. Ông bà, để cho con ở tạm đây vài hôm, khi nào có điều kiện con sẽ ra ngoài ở riêng. Dù không phản đối nhưng trong ánh mắt thím tôi có điều gì chưa tiện nói. Tôi chỉ lo cho Nhải thôi, cô ấy sống sung sướng đã quen, giờ đùng một cái sống khổ cực e là hơi khó, còn phận tôi thì thế nào trả xong. Tôi tính đi làm kiếm tiền, phần sẽ đưa cho chú thím mua thức ăn, phần sẽ đưa tiền cho Nhải để tích góp cho tương lai sau này. Em nằm ngủ thiếp đi, nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp bích thương làm sao. Tôi sờ sờ lên khuôn mặt em mỉm cười, đúng là nếu không có ngày trớ trêu như hôm qua thì nô tôi biết bao giờ lấy được vợ, lại được vợ đẹp đẽ như Nhải. Ngày xưa tôi còn nghĩ phận mình bất công, nhưng có lẽ ông trời đã sắp xếp mà tính toán cho tôi cả. Nhải ngủ đến quá trưa thì dậy, tôi mài ở dưới bếp hì hục nấu cho em nồi cháo gà thơm phức. Nói mãi thì mới cho tôi con gà mái Hòa Mơ đang ấp để nấu cháo. Bụng tôi cũng đói lắm, cứ réo lên liền hồi, nhưng chẳng dám ăn vụng miếng nào. Anh Nô, Nhải dậy rồi à? Lên nhà đi, tí anh bưng cháo lên. Nhải đứng ở cửa bếp nhìn xung quanh một hồi, lại uể oải đi. Có lẽ thôn quê quá xa lạ đối với em, dần dần rồi sẽ quen thôi. Bây giờ em là vợ thằng Nô rồi cơ mà. Bưng bát cháo to vật lên bàn, nhìn Nhải ăn trông mới ngon lành làm sao, chắc vì đói quá đấy mà. Tự nhiên thấy em ăn tôi lại liên tưởng đến Chí Phèo Thị Nở cùng bát cháo hành nghi ngút khói. Tôi thì chẳng có mong ước gì nhiều, chỉ cần một mái nhà bình yên, em sẽ đẻ con cho tôi, cùng nhau cố gắng xây đắp tổ ấm nhỏ, đấy là điều tôi hằng mong mỏi mơ ước. Suốt mấy ngày Nhải ở nhà chú thím tôi nghỉ ngơi, còn cả nhà đều đi làm. Tôi biết em mới về, còn chưa quen việc nên đang tính để em chơi vài hôm rồi lúc ấy mới chỉ dạy. Biết chú thím mình là người đanh đá lại hám tiền nên tôi cố gắng làm kiếm tiền để đưa, sợ lúc không có đồng nào họ lại quay ra bắt bẻ Nhải thì tội nghiệp cô ấy. Nhải chắc cũng ưng bụng mà đồng ý làm vợ tôi thật sự, dù chả biết ai, lại không tổ chức cưới hỏi gì, nhưng thật sự tôi muốn cho em một danh phận, chỉ tiếc là giờ chưa có tiền, điều đấy tôi không thể thực hiện được. Quá trưa hôm ấy, tôi phải chạy thục mạng nhà ăn cướp từ cánh đồng làng bên về để nấu cơm, lỡ còn một chòm con nên cố cày nốt mới về muộn. Khi tới cổng thì đã nghe tiếng văng vẳng chát chúa của thím tôi từ trong nhà chửi rủa, ở đây là nông thôn chứ không phải thành phố nhà mày đâu mà óng ẹo. Thằng Ất nó quần quật ngoài đồng nắng cháy da cháy thịt kia kìa, mà tao không hiểu nó ăn phải bả gì mà lại lấy loại không biết một thứ gì về làm vợ. Nghe thím nhiếc móc, tôi chạy vội vào nhà, thấy Nhải cứ ngồi ở phàn khóc rưng rức, còn thím tôi vẫn tay chống nách xỉa sói. Tôi nhẹ nhàng nói thím, thôi con xin thím, thím bớt bớt lại hộ con, chẳng phải hôm qua con mới đưa cho thím tiền rồi còn gì, cô ấy mới về chưa biết gì, từ từ rồi cũng sẽ biết mà. Khuyên mãi thím mới thôi,
Trước khi xuống bếp còn lờ mắt nhài một cái cảnh cáo. Tôi ngồi bên cạnh an ủi dỗ dành em. Dù gì thím hơi đành đá, nhưng bà ấy nói đúng. Em đã chấp nhận chung sống với tôi thì cũng phải quen với việc nhà nông thôi, chứ không thể ở không thế này mãi được. Hôm sau tôi đi làm đồng về sớm hơn mọi hôm. Tôi sợ không kịp nấu cơm như hôm qua thím lại mắng em nữa. Nhưng khi vừa đến nhà, tôi đã thấy bếp nghi ngút khói. Lạ thật, ai đang ở trong bếp mà lại có khói nhỉ? Về sau tôi rón rén đứng ngoài thì thấy nhài đang loay hoay nấu cơm, nhìn em vụng về luống cuống, trông mới đáng yêu làm sao. Sao không để đấy anh về nấu cho, em thì làm sao biết nấu cơm bằng bếp rơm chứ? Nhài nghe thấy giọng tôi liền quay lại cười, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn có thêm vài vết lọ lem nhem. Mắt em tròn vo nhìn tôi bĩu môi đáp, anh đừng coi thường em. Em nấu hơi bị ngon đấy nhé, em nấu sắp xong rồi. Anh rửa chân tay rồi còn ăn cơm. Nhài nói thế nên tôi đành đi rửa chân tay mà chẳng phụ em việc gì nữa. Nước giếng khơi mát lạnh làm tôi khoan khoái vô cùng. Tôi cười vì em đã hiểu mà thông cảm, nhưng rồi lại chua chát và xót em khi nhài là một cô gái thông minh giỏi giang lại phải làm những công việc vất vả này. Bữa cơm hôm nay có cơm nát, rau nhừ và thịt sống. Chú thím tôi lắc đầu chả buồn ăn, còn tôi lại thấy ngon, còn ăn tận 3 bát. Dẫu gì em cũng đã cố hết sức rồi, không vì tôi chắc em cũng chẳng thể làm được. Dẫu vẫn cố gắng để làm hài lòng chú thím tôi, nhưng sâu thẳm lòng em vẫn không khỏi chạnh lòng ghê gớm. Đứa con gái bị thầy mình đuổi đi, chồng mình không nhận, chối bỏ thì còn đau đớn nào hơn. Thôi thì chúng tôi là một mảnh ghép, thiếu sót chỗ này tôi sẽ bù đắp vào chỗ kia để thành một mái ấm hoàn chỉnh. Không hiểu nhài có chỗ nào không được mà thím tôi cứ bắt bẻ, lấy hết lý do này đến lý do khác. Mặc dầu em đã cố gắng làm mọi việc trong nhà, nhiều lần tôi nhắc nhở nhưng thím lại nhảy dựng lên. Mà là đàn ông, là chồng nó, sao mày cứ phải lo việc xó bếp thế? Mà tao cũng không hiểu, mày cưới vợ về để làm cảnh hay sao mà đụng một tí mày cũng không cho làm? Thím ơi, con xin thím, con van thím, thím thương con thì bớt bớt lại, cô ấy không có tội tình gì cả. Vậy đấy, cứ mỗi lần có tôi thì không sao, chứ không có ở đấy là y như rằng thím lại hành hạ cô ấy. Nhài thì không dám nói, cứ lặng thinh chịu khổ. Tôi thương cô ấy lắm, biết khi nào tôi và cô ấy mới sống được cuộc sống bình yên đây. Cứ đi không sao, về đến nhà là y như rằng nhài và thím tôi cãi nhau, là tôi rất mệt mỏi. Điển hình là hôm đấy tôi về và nghe thím tôi kể nhài có cái tính sạch sẽ quá, dùng đồ thoáng quá. Tôi có hỏi thì nhài bảo em quen sống thế rồi, cái khăn em chỉ dùng vài lần là vứt bỏ, hay cơm gạo vãi ra em không bao giờ nhặt vào. Ngược lại em còn tố chú thím sống luộm thuộm ăn ở bẩn, có khi đi vệ sinh vào không rửa tay. Tôi chả bênh ai, chỉ còn biết thở dài mệt mỏi. Mỗi lần đi làm về, thế nào tôi cũng là lá chắn đứng ở giữa cho hai bên xỉa sói. Thực sự đầu tôi sắp nổ tung rồi đây. Sau một hồi thông suốt, tôi mới nghĩ ra việc cho nhảy làm, vừa nhàn vừa đúng với chuyên môn của em. Có việc làm kiếm thêm thu nhập thì người trong nhà sẽ không có thời gian mà cãi nhau. Em giỏi giang thế cơ mà, việc gì phải làm lụng vất vả. Tôi nói rằng em có thể mở lớp dạy học cho mấy đứa trẻ con trong làng, vừa kiếm được tiền lại vừa được người làng kính trọng. Sân nhà tôi khá rộng, có thể kê sập vào bàn ghế ở đây cho em dạy. Với lại thím tôi cũng không biết chữ, nhân tiện em dạy luôn một thể. Em nghe tôi nói thì hào hứng lắm, đúng ý em còn gì. Từ sớm tôi đi giao rằng em có mở lớp dạy học, mời phụ huynh cho con em đến nghe giảng để biết chữ. Quê tôi nghèo nhưng được cái hiếu học lắm, chỉ cần thu một chút tiền không quá đắt, trẻ con sẽ kéo nhau tới học ầm ầm. Quả nhiên em mở lớp mới có 2 ngày đã đông cứng người đến, trẻ có già có, lớn bé đều có cả. Lâu lâu không đi làm, tôi cũng đứng nghe em giảng từng chữ để viết cho thuần thục. Chú thím tôi thấy nhài kiếm ra tiền thì cũng đã bớt khẩn khò soi mói. Trong làng ai cũng khen tôi khéo chọn vợ,
người đâu mà vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Có người thì đùa, tôi phải tu 10 kiếp mới lấy được người như em. Lúc đấy tôi chỉ biết cười trừ, nào có phải tôi được chọn mà chỉ nhặt vợ về mà thôi. Sáng sớm nay học sinh được nghỉ, thấy em quần áo chỉnh tề định đi ra ngoài, tôi liền hỏi: mình định đi đâu? Em định về nhà xem thầy thế nào, dù gì em cũng là con ông ấy. Đã lâu lắm rồi em chưa gặp thầy, em chỉ đi một tí thôi rồi chiều em về. Nhải nói đúng, dù gì cô ấy cũng không thể bỏ mặc ông mình được. Tôi không cản em, gọi cho em một chiếc xe kéo rồi dặn dò em về sớm. Đúng là vợ chồng son, chưa con cái gì nên vợ mới đi một tí là nhớ. Hôm nay tôi không phải đi làm nên ở nhà dọn dẹp phụ vợ, mang bàn ghế bằng sập ra cửa rồi kê lại đàng hoàng. Tôi nghĩ lung tung rồi cười thầm, từ khi có vợ vào rồi tôi sáng dạ hẳn ra, chín chắn khéo mồm chứ không cục mịch thô lỗ như ngày xưa. Cũng đúng thôi, vợ tôi giỏi giang thế kia mà, không thay đổi làm xấu mặt vợ thì chết dở. Đang đóng lại mấy cái bàn thì tiếng người đàn bà nào thập thò ngoài cửa gọi vào xin cho con học: anh Nô ơi, mở cửa cho em vào. Tiếng gọi lành lành này quen lắm nhé. Tôi vừa đi ra vừa nghĩ xem là giọng ai, nhưng chẳng thể nhớ nổi. Cuối cùng ra mở cổng, người đang đứng trước mặt tôi là ai đây? Đây chẳng phải là Lệ sao? Cái người đổ vấy cho tôi là có chừa đây mà. Khi tôi còn ngạc nhiên tột độ thì em cũng sốc không kém. Lệ vẫn trẻ như ngày nào, vẫn ăn mặc hở hang khêu gợi, nhưng đôi mắt đã có phần khắc khổ hơn. Thấy tôi, em đỏ mặt ngập ngừng hỏi: địch thị là anh Nô đây rồi, mấy người bảo anh về quê mở lớp dạy học mà em không tin. Anh dạo này biết cả chữ rồi kìa, giỏi thế, dạy cả con em với anh nhé. Mai em đến đóng tiền. Tôi gãi đầu cười, dù gì chuyện cũ cũng qua rồi, tôi không nghĩ lại làm gì đâu cho mệt đầu. Lệ bảo tôi mới để ý đến đứa trẻ con em dắt theo tầm 2-3 tuổi, đứng nép sau người Lệ sợ sệt. Có lẽ đây là cái đứa mà hồi em mang bầu và đổ vạ cho là con tôi đây mà, giờ đã lớn thế này rồi. Không, anh thì có tài cán gì mà dạy được, vợ anh dạy đấy. Cô ấy học ở Hà Nội, lại làm ở trên huyện, lấy anh nên mới theo về đây dạy học. Khuôn mặt rạng rỡ của Lệ bỗng tiêu nghỉu tối sầm lại. Lệ lắp bắp: Anh ất có vợ rồi ư? Tôi gật đầu. Lệ nhìn xuống đất rồi lại ngẩng lên nhìn tôi cười toe toét: anh ất mà lấy được vợ giỏi thế á? Anh cứ khéo đùa, cô ấy có đẹp bằng em không? Có vẻ như trong tiềm thức cô ấy luôn coi thường tôi. Tôi cười trừ trêu lại: không, vợ anh nào đẹp như cô Lệ, xấu mà cũng không lươn lẹo bằng ấy chứ. Tôi lỡ mồm, nhưng đúng là như thế mà, nhài hay nói thẳng chứ đâu như em. Nói xong câu đấy, mặt em trùng hẳn xuống. Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại làm gì, chỉ mong Lệ có con rồi thì phải trưởng thành, chịu trách nhiệm trước lời nói của mình, chứ không phải đi ăn vạ như ngày xưa nữa. Em mang cháu đến xin học, em cứ nghĩ anh dạy thì em học luôn, nhưng vợ anh dạy thì thôi. Lệ cười hì hì, vẫn cái thói lẳng lơ ấy. Tôi dặn mài vợ tôi mở lại thì đưa con lên đây. Lệ gật gật đầu rồi dẫn con về. Chả hiểu thằng bé Lý Nhí đòi ăn cái gì mà tiện chân Lệ đá cho nó một cái rõ đau. Đến gần tối vẫn chưa thấy vợ về, tôi ra đầu làng đứng chờ, chả biết em có la cà đi đâu không nữa. Trời oi ả chiều tà khiến tôi nóng ruột, chốc chốc lại thấp thó đầu xem vợ đâu. Một lát sau thấy Nhải về, mặt em có vẻ buồn lắm. Chắc ông mình thấy em lại đuổi em đi đây mà, tôi đoán thế. Tôi cũng không dám hỏi Nhải, sợ em lại buồn thêm. Cơm canh đã dọn, chú thím đã ăn, chỉ còn vợ chồng tôi. Nhải ngồi phệt xuống chiếu, đảo mắt một hồi, Nhải thở dài: hôm nay em đi về nhà, nhưng... Nói đến đây em lấp lửng, tôi cứ có cảm giác chuyện chẳng lành. Ngước nhìn em dò xét, có vẻ em nói khó lắm tôi động viên: thế ông mình? À không, thầy có khỏe không mình? Thầy bị bắt rồi mình ạ. Nghe Nhải nói đến đây, tôi buông đũa sửng sốt. Tôi vội vàng hỏi em: thầy làm sao mà bị bắt? Thầy đã làm gì mà để bị bắt? Chả phải thầy quen được cả trên huyện trên tỉnh à?
Lúc này, Nhài chẳng trả lời được vì những tiếng nấc nghẹn ngào. Em cứ khóc, làm tôi cũng xót theo. Ngồi xuống cạnh em an ủi, tôi vỗ về rằng thầy chẳng làm sao đâu. Nhưng em lại gào lên, em về nhưng không gặp thầy. Cửa giả đóng im lìm, hàng xóm láng giềng bảo từ lúc em đi, vì nhà lão huyện tức vụ em lấy con hắn không còn trong trắng, nên người nhà mợ năm kiện thầy giết người. Lão huyện xem xét rồi điều tra lại, lại còn mợ bảy nữa tự dưng cũng lăn đùng ra chết. Người ta nghi thầy mình nên... Nói đến đây, tim tôi tự nhiên đập thình thịch, chân tay bồn rộn. Sao mợ bảy lại chết? Có phải do ông Minh giết để cúng ngải nữa chăng? Thế người ta bảo mợ bảy làm sao mà chết hả Nhài? Có người nói thầy sát vợ, có người lại bảo mợ bảy ngồi ở cầu ao giặt rũ, không may trượt chân lộn cổ mà chết đuối. Hay tin mợ bảy chết mà tôi cứ ngỡ như nằm mơ, chắc hàng xóm láng giềng chẳng biết rằng ông Minh nuôi ngài, dùng mình sợ hãi. Chả biết lão Minh giờ này thế nào. Tự nhiên sao nhà Nhài lại xúi quẩy như thế chứ. Tôi nhìn em thương vô cùng, cho em mượn vai tựa vào khóc mãi không thôi. Tất cả là lỗi do anh, vì anh mà nhà em mới nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Giờ trách móc thì được gì, thầy em thì đi tù, còn em chẳng có ai thân thích. Ngoài kia nắng vàng đã tắt, màn đêm kéo xuống bao trùm, càng làm không khí buồn thảm thê lương. Sáng hôm sau, đám học trò của Nhài đã nhí nhéo từ sớm, nhìn đôi mắt sưng húp thì biết Nhài hôm qua khóc nhiều đến thế nào. Ấy vậy mà tôi hỏi em vẫn trả lời là không sao. Ngồi trên sập gỗ nghiêm nghị chờ học sinh đến đông đủ, Nhài mở sách ra chuẩn bị cho buổi học thì cũng vừa hay Lệ dẫn con đến. Thấy vợ tôi ngồi trên đấy, nhưng Lệ không thèm chào hay đả động gì một câu mà bâu lấy người tôi. Anh Nô, cho em gửi cháu. Ơ kìa, anh đã nói rồi, vợ anh dạy chứ anh biết gì mà gửi. Ra kia cô ấy nhận. Lệ nhìn trộm Nhài, có lẽ Nhài hơn cô ấy mọi mặt, từ trí thức dáng người đến nước da, tất cả Lệ còn thua xa vợ tôi. Ấy thế mà Lệ bước đến sẵn giọng trợ búa nói Nhài, nhìn thì cũng được đấy, mà chẳng biết có ăn thua gì không. Nhài chẳng bận tâm đến câu nói của Lệ, tức mình, Lệ cắp đít đi thẳng, mặc kệ đứa con mới đi học lần đầu tiên khóc chí chóe sợ hãi đòi mẹ. Mình này, hay mình rủi mải kinh sử đi thi xem thế nào, chứ ở khổ thế này. Nhài nói đến đây thì dừng lại. Tôi biết câu sau em muốn nói gì, chắc em sợ tôi chạnh lòng nên mới nói lấp lửng. Đặt chồng sách của em lên sập ngay ngắn gọn gàng, tôi nhìn em cười đùa lại. Anh cũng muốn đi thi lắm chứ, nhưng sợ mình làm quan thì chết dở. Mặt em chẳng có chút nào cười, ngược lại còn căng thẳng thở dài. Em đang nói rất nghiêm túc đấy. Anh định sống mãi như thế này đến khi nào? Em dạy bọn trẻ lương cũng chẳng được mấy đồng, sau này không tính sinh con, làm nhà làm cửa để mẹ con em đỡ khổ à? Nhài có vẻ khá bức xúc. Tôi không dám nói gì thêm, cô ấy nói đúng quá rồi còn gì. Nhài là người thông minh, nhìn xa trông rộng, âu cũng là điều tốt. Nhưng tôi mới chỉ dừng lại ở việc biết đọc biết viết, mà nhiều khi viết còn sai lẻ ra thì thi thố làm sao. Và lại tuổi cũng nhiều rồi, tôi hơi ngại. Ngồi xuống sập tôi nhìn em. Anh biết đã để em chịu khổ, nhưng em bảo anh học thì dốt, chữ thì xấu, ngoài ra cũng chẳng biết gì cả. Không sao, em sẽ dạy. Anh quên là có vợ anh ở đây à? Nhưng còn tiền lên Hà Nội. Yên tâm, anh cứ lo học đi, rồi em sẽ xoay sở. Trong ánh mắt vợ tôi ánh lên niềm tin mãnh liệt, khiến tôi không nỡ dập tắt. Phía trước biết bao nhiêu khoản tiền, nếu đi học thì Nhài biết kiếm đâu ra. Nhìn bàn tay thô kệch của mình toàn lấm lem đen kịt, nổi những đường gân như những sợi chảo, tôi dở dài. Tay này chỉ phù hợp với cầm cuốc cầm xẻng, chứ nào phải mảnh mai mà cầm bút. Chiều tà, đám trẻ con đã đưa nhau về hết, duy chỉ có đứa con của Lệ là chưa thấy ai ra đón. Nó đứng ở cổng ngơ ngác tìm mẹ, nhưng chả thấy ai. Nhài lại phải chạy ra bế vào, lau qua mặt mũi, rồi cho nó ngồi ghế ăn tạm quả chuối cho đỡ đói, chờ mẹ. Nhưng mãi đến tận khuya, vẫn không thấy. Tôi xót ruột định đi đến nhà cụ Lý để nhắc Lệ đến đón con về. Khiếp, có người mẹ nào mà tồi tệ thế,
tới con mình mà cũng quên. Đang tính đi tìm thì thím tôi cản. Bà cười trừ, đút cho thằng bé miếng cơm rồi bảo: nó bị nhà cụ Lý đuổi đi lâu rồi, hồi ăn sung mặc sướng ngủ hết thằng nọ đứa kia, bị dân làng dị nghị quá nên cụ Lý từ mặt nó rồi, đúng là sướng quá hóa rồ. Thím nói đến đấy rồi liếc sang Nhài, cố nhấn mạnh mấy từ như thể sát thêm muối vào lòng cô ấy. Tôi khẽ giật giật cái áo cho thím bớt mồm lại, đời cô ấy đã cay đắng quá rồi, đừng để đắng cay thêm nữa. Chú thím, anh Nô, cho em đến đón con. Lệ đi đầu về mà thở như hết hơi, đầu tóc bù xù rũ rượi chạy sộc vào nhà. Nhài trao tận tay đứa con rồi nhắc nhở: nhà em chỉ dạy học thôi chứ không kiêm luôn giữ trẻ đâu, chị nhớ đến đón con đúng giờ, không nó khóc tội nghiệp. Lệ vừa vắt mũi cho thằng con bôi vào váy rồi bĩu môi chề vợ tôi: khiếp, cảm ơn. Để rồi xem vài năm nữa có con vào, cứt có lộn lên đầu không mà chê với bai. Tôi cũng đi làm mệt bỏ xử chứ sung sướng cái nỗi gì. Mà tôi nhờ anh Nô giữ hộ một tí thì có làm sao mà ghen tuông. Này nhớ, tôi mà thèm lãm thì cũng chả đến lượt nhà chị hốc. Nhài đứng đờ ra đấy ngạc nhiên, cô ấy không hề có ý ghen tuông vì Nhài chẳng biết chuyện quá khứ của hai người chúng tôi. Lệ dắt con đi, Nhài chả biết nghĩ thế nào mà lại chạy theo. Tôi cũng không bận tâm cho lắm, chắc là chuyện đàn bà con gái. Lúc ngủ, Nhài mới khoe với tôi: anh này, cái chị Lệ đấy nhìn đanh đá thế mà tốt bụng đáo để. Chị ấy bảo sẽ cho em làm cùng vì việc quá nhiều nên cần thêm người. Mai là em đi làm luôn đấy, lương cao cực. Thế em định làm gì? Mà này, thân con Lệ vừa thôi, nó chả phải dạng tốt đẹp gì đâu. Dù nhắc nhở, nhưng em để ngoài tai không nghe, chắc thấy nó dụ cho vài câu, Nhài nghe bùi tai đấy mà. Tôi không ghét Lệ, nhưng tính cô ấy thế nào, tôi là người hiểu rõ. Vài ngày sau, cứ như thế, ban ngày Nhài dạy học bọn trẻ, chiều chiều lại dạy tôi để ôn thi, còn tối thì tranh thủ đi làm. Nhìn em đầu tắt mặt tối lo toan, tôi thương vô cùng. Em bảo, nếu sau này tôi thi mà đỗ, thì cả nhà tôi sẽ chuyển lên tỉnh, hoặc lên huyện ở cho tiện việc đi làm. Nhài cứ khéo lo, nói trước bước không qua thì khốn. Tối tới giờ em đi làm, chải đầu tóc xịt nước thơm phức, em đeo vội chiếc túi sách vào nách rồi nhanh chân ra ngoài cổng Lệ đang chờ. Tôi cũng không biết em với con Lệ làm gì mà cứ lủi thủi đi tối. Gặng hỏi thì không trả lời, còn chối quanh. Nhiều hôm tôi cáu thì Nhài phân bua: em đi làm kiếm tiền chuẩn bị cho anh đi thi còn gì, anh cứ cố gắng học thật giỏi vào, rồi sau này đền em sau. Nhài nói tôi cũng chỉ biết gật đầu, mong là em không làm gì có lỗi với tôi. Từ cái hôm Lệ giới thiệu cho Nhài đi làm chung ấy, cả hai bỗng trở nên thân nhau lạ thường. Chắc là làm cùng chỗ lại hay nói chuyện với nhau, tôi đoán thế, nhưng tôi vẫn không tin tưởng Lệ chút nào. Với cái tính đĩ thoã đỏng đảnh lại dẻo mồm, còn Nhài thì thật thà thẳng thắn chả toan tính gì. Tôi chỉ e nó lại cho Nhài ăn cú lừa nữa thì khổ. Một tháng lại trôi qua, công việc của em vẫn tất bật bù đầu. Có khi đang ăn cơm, Lệ gọi lại phải đi luôn. Nhưng đổi lại, từ hôm em đi làm thêm, tiền bạc trở nên xông xênh hẳn. Nhài chẳng tiếc tay mua cho chú thím tôi bộ quần áo gấm hay mua cho tôi đôi giày tây thật xịn. Tôi phỉ cười, đúng là khi có tiền, người ta phung phí hẳn. Chẳng nhớ đến những ngày ăn mắm hút giỏi, khổ cực thiếu thốn. Chân tôi toàn đi dẫm ruộng thì cần quái gì đến giày tây. Một buổi nọ, em cùng Lệ đi là như mọi hôm, nhưng hôm nay quá khuya, lại không thấy em về. Đang nóng ruột thì Lệ nói với từ cổng vào, hình như nó say thì phải. Khiếp, đàn bà con gái, giặc cái đến là cùng. Tôi chạy ra mở cửa, chỉ có mình nó, tôi hỏi, thế Nhài đâu? Sao mình lại về thế này? Nó chẳng trả lời tôi, vì lúc này đã say xoắn lưỡi, đứng không vững. Nó nhào về phía tôi, còn tặng cho tôi một đống bẩy nhảy. Bực mình tôi đẩy nó ra, cởi phăng chiếc áo gụ. Rồi chắc tôi lại chạm vào dây thần kinh nào của nó rồi. Thấy tôi cởi, nó nhìn rồi nuốt nước bọt ửng ực, ánh mắt đề tiện sáng rực lên. Lệ vồ lấy tôi như hổ đói rồi gào cấu, Nô ơi, sao anh đẹp trai thế? Lạ thật, còn điền này nó lại dở hơi nữa rồi. Gỡ tay ra, tôi lạnh lùng hỏi nó, Nhài đâu?
chả phải cô ấy đi làm cùng cô à? Lệ phụng phịu ôm chầm lấy tôi trách móc. Anh vẫn còn giận em chuyện ngày xưa nên anh mới vơ đại lấy con nhài làm vợ để lấp chỗ trống của em có phải không? Anh đừng trách em nói thẳng, nó cần gì cái mặt anh cùng cái nhà lụp sụp vách tre này? Nó đang say sưa với mấy thằng quan trên huyện kia kìa. Gớm, nó cành vàng lá ngọc, chịu thế nào được cuộc sống bần hàn? Giờ nó không có nơi dung thân thì bấu víu vào anh thôi. Sau này có ông to ông nhớn để mắt là nó lại cặp kẻ ngay thôi. Cái ngữ như con nhài em còn lạ gì, nó mà đạo đức nề nếp thì không đến nỗi chồng mới cưới phải đuổi về nhà đẻ. Lệ nói đến đây, tôi liền há hốc mồm mà kinh ngạc. Sao cô ta lại biết quá khứ ấy? Nhài cũng chẳng phải người kể lể lung tung. Sao cô biết? Mà này, đừng có ăn nói lung tung. Sao em lại không biết? Anh che được mồm em chứ sao che được mồm thiên hạ? Đấy, nó làm gì cũng trong trắng đâu, giống em cả thôi. Chỉ có anh là bị nó dắt mũi, chả được sơ mối gì mà làm chồng hờ. Thương quá nô ơi. Bây giờ tôi đang nóng gáy thật sự. Những lời này tuy vũ vàng nhưng nó nói đúng sự thật còn gì. Đấm mạnh một phát vào tường, tôi buột mồm chửi. Mẹ nhà nó chứ. Trong khi tôi đang giận dữ thì Lệ lại giở mấy cái chiêu giống y như mợ Bảy đã làm. Lấy tay ve vãn tai tôi rồi thổn thức. Nhưng chẳng có gì, giờ tôi cần gì mà ham hố tử xác nữa. Lệ tránh ra đi, tôi có vợ rồi. Vợ ư? Ai công nhận nào? Đã cưới xin gì đâu mà gọi là vợ. Anh không thấy giờ à? Với lại nó đang hú hí với mấy lão già trên huyện kia kìa. Nó nhớ nhung gì anh mà chở. Suốt bao năm chỉ có Lệ đây này, Lệ chả bao giờ quên được Ất dù chỉ một ngày. Ngày xưa chẳng qua do em bồng bột dại dột mà đổ vạ cho anh, chứ thực lòng em nào muốn thế. Giọng Lệ cứ đều đều bên tai như rót mật, nhưng thằng nô này không có chút cảm xúc gì nữa rồi. Ngày xưa đáng lẽ ra tôi cũng yêu Lệ ghê lắm, nhưng đấy cũng chỉ là thứ tình cảm mà mình tôi chìm đắm, chứ Lệ thì thèm quái gì đến tôi. Tôi gỡ tay ả ra khỏi người rồi tống cổ cô ta ra khỏi cổng, đóng chặt cửa lại. Cô về đi, từ lần sau cô đừng rủ vợ tôi đi làm ba cái trò mèo đấy nữa. Thằng nô, mày dám đuổi bà, mày nhớ cái mặt bà đây nhớ. Để rồi bà sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Lệ nói xong phẩy váy đi thẳng. Tôi trong này ngồi thụp thở dài. Đúng là số tôi chẳng ra gì. Lỡ chẳng may nhài chạy theo nhung gấm mà bỏ tôi thật thì... Nghĩ đến đây tôi vùng dậy đứng lên chạy thục mạng đi tìm nhài, dẫu chả biết em ở nơi đâu. Đầu tôi chả nghĩ được gì nhiều, cứ nhằm thẳng hướng huyện mà chạy. Bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh, hương gió đồng phả vào mặt tôi mát lành. Nhưng sao trong lòng tôi như có lửa đốt, xót ruột đến lạ kỳ. Từ đằng xa, chiếc xe kéo cọc cạch cầm đèn pin dọi đường ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, làm tôi chói mắt. Kìa, trên xe kéo vội vàng là ai kia? Chả phải nhài đấy sao? Cô ấy đang ngả trong vòng tay thằng nào kia. Tôi đứng chôn chân ở đấy không nhúc nhích. Chiếc xe kéo đi vụt qua tôi, trong gió thoảng vẫn nghe có hương nước thơm của ngài và mùi rượu tây nồng nặc của thằng cha bên cạnh. Nhài ơi, nhài! Thằng kia, thả vợ tao xuống, trả vợ cho tao mau. Tôi gào lên rồi chạy thục mạng đuổi theo chiếc xe. Nó chạy một đoạn khá dài rồi mới dừng hẳn. Tôi thở hổn hển không nên hơi, bước xuống xe. Thằng đàn ông có lẽ ít tuổi hơn tôi, giọng nghe mới quen thuộc làm sao. Tôi đã nghe giọng nói này ở đâu rồi thì phải. Ôi, anh nô, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Nãy xe chạy nhanh, tôi nghe có nhầm không? Anh gọi ai là vợ cơ? Trong bóng tối, chỉ thấy lờ mờ, tôi căng mắt ra nhìn xem đấy là ai. Sau một hồi tôi mới biết, đấy là thằng con lão huyện. Nó là cái thằng từng cưới nhài, rồi lại hắt hủi cô ấy. Tôi gào lên giận dữ, nhài là vợ tao được chưa? Mày hài lòng chưa? Chính mày đã hắt hủi cô ấy, giờ mày muốn gì nữa? Mày không để cô ấy được yên à? Nó ngẩng mặt lên trời cười giòn giã, rồi lại bước xuống xe nhìn tôi chằm chằm, hai cái lòng đen sáng rực trong đêm tối. Khá khen cho mày, dám nhận con nhài làm vợ, một con rẻ rách, một con đĩ bợm mà cũng có thằng nhận làm vợ, buồn cười thật đấy. Thế bảo con vợ mày xuống đi, để cho ông mày về. Tôi chạy lại, lay lay người em dậy,
nhưng cô ấy đã uống quá nhiều. Sao nhà lại trở nên bê tha như thế này kia chứ? Nhài ơi, dậy đi về thôi. Cô ấy say tới nỗi mềm nhũn người. Cố mở đôi mắt ra nhìn. Khi đã nhận ra chồng, cô ấy xua tay rồi lại dứt tay tôi ra khỏi người. Anh đến đây làm gì? Anh đi về đi. Em kiếm tiền cho anh ôn thi còn gì nữa. Khi nào kiếm đủ tiền cho anh lên Hà Nội thì em về. Đi làm nuôi tôi ăn học ư? Tôi cóc cần. Làm đĩ thế này thì tôi lấy đồng tiền rẻ rách ấy làm gì? Hình tượng người con gái đoan trang hiền thục giữ mình của Nhài trong tôi vụt tắt. Tôi gào lên xen lẫn những giọt nước mắt thất vọng. Em không trả lời tôi, rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Thằng con nhà lão huyện đứng tựa vào xe kéo, châm một điếu xì gà Tây phì phèo hút, thở ra những làn khói trắng mờ ảo. Nó cười khẩy bảo tôi, này, mày thấy con vợ mày chưa? Đàn bà đứa nào không thế, nhất là con Nhài. Nó sống giàu sang quen rồi, nó làm sao cam phận mà sống cùng một thằng hầu như mày. Mày nghĩ trên thế gian này có tình yêu á? Có cái cứt, tỉnh mộng đi con. Mày nghe con Nhài nói gì rồi đấy? Thôi, chịu khó đi về đi. Khi nào tao chơi chán rồi tao trả vợ cho. Cái ngữ đàn bà như nó tao vơ được đầy. Chẳng qua tao còn thủ nó cái chuyện nó cắm sừng tao, nên tao muốn khuây khỏa một chút thôi. Yên tâm, chơi xong tao sẽ trả tiền đủ cho nhà mày mua vài con trâu về chăn mà làm vốn. Nói xong nó lại lên xe cùng Nhài. Tôi kéo tay cô ấy xuống, nhưng Nhài giật ra lạnh lùng, ngồi phệt xuống đất thất vọng, nhìn theo bóng cái xe kéo xa khuất của vợ cùng gã đàn ông xa lạ. Tôi gào lên khóc lóc giữa màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo. Khó khăn lắm tôi mới có vợ, khó khăn lắm Nhài mới ở bên tôi. Ấy thế mà chưa gì, chúng nó mới thử một tí tiền, em đã vội xa vào lòng nó. Nhài nghĩ thế nào mà lại kiếm tiền nuôi tôi ăn học bằng những đồng dơ bẩn ấy? Có chết tôi cũng không cần. Bất lực nằm sõng soài ra đường, tôi mặc kệ. Giờ tôi thiết tha gì sống trên cõi này nữa. Kể từ lúc đấy trời cũng đổ mưa to như chút, đúng là ông trời khéo đùa. Ban nãy trăng sao còn đầy trời, ấy thế mà giờ tôi thành ra thế này lại cho mưa ngay được. Đúng là đời. Nước mắt tôi cứ thế thi nhau chảy nhòa vào nước mưa buốt giá mặn đắng. Mưa càng bắn vào mặt tôi bao nhiêu, tôi lại tỉnh ra bấy nhiêu. Có lẽ thằng con huyện nói đúng, trên đời này làm quái gì có tình yêu. Có tình mà không tiền thì cũng như bong bóng, sớm nở cũng vội tàn. Tôi bật dậy, ngồi bần thần thêm một lúc nữa nghĩ ngợi. Tôi không hận Nhài, cô ấy chắc cũng có suy nghĩ riêng. Ở bên thằng củ lần như tôi, biết bao giờ mới ấm dạ được. Thất thểu đi về, tôi vuốt mặt cho những giọt mưa chảy tong tỏng xuống áo. Đời này tôi phải chăm chỉ học để sau này mở mày mở mặt với đời, cho những kẻ đã từng coi thường thằng nô này sáng mắt. Về đến nhà, kết quả của đi tìm vợ là ngấm mưa rồi bị cảm gần chết. Đắp biết bao nhiêu cây chăn bông mà vẫn cảm thấy buốt giá. Thật không buốt làm sao được khi tâm can thấy cảnh vợ mình cùng gã đàn ông khác qua đêm. Dù nói gì đi nữa, việc đẩy Nhài đi làm đĩ đi chăng nữa thì việc ấy cũng khó để tôi tha thứ được. Bên tai tôi lúc này tự dưng văng vẳng vang lên câu nói thân thuộc, nghe sao mà chua chát. Lúc bình yên người ta thường quên đi lời thề sau giông bão. Này, dậy mà ăn cháo đi, rồi có sức mà đi làm. Định để hai cái thần già này hầu hay sao? Đã bảo rồi, cái loại áo gấm đi đêm chỉ có loại đĩ thỏa thôi. Tham xinh tham đẹp cho lắm vào rồi sáng mắt ra. Thím chỉ giỏi chọc ngoáy vào nỗi đau của tôi, uể oải chống tay xuống phản, nhìn bát cháo hành nghi ngút khói rồi thở phù. Dù sao tôi vẫn phải tồn tại, chả thể vì một người đàn bà tôi đặt quá nhiều niềm tin mà suy sụp được. Những hôm này ốm đau như thế, chẳng đi làm ở đâu, tôi lại lao đầu vào học không ngừng, hết sáng lại chiều, hết đêm lại ngày. Buồng tôi lúc nào cũng sáng đèn học đến khuya. Dù gì chơi không lại nhớ đến Nhài, chỉ bằng học thêm vào cho được việc. Mang đôi giày Tây bóng loáng ra lau chùi mới mùa đây mà vật đã trở thành ký ức. Nhìn nó sống mũi tôi lại cay cay. Ném đi thì tiếc mà giữ lại thì vướng tâm. Nhìn vật già người lại nhớ.
tôi thở dài buồn chán. Có lẽ số trời xe duyên cho Nhài và thằng con nhà huyện thật rồi. Đã có lần hai người đã suýt nữa thì nên duyên, xong do tôi mà tan tành. Bây giờ Nhài lại tìm đến nó, âu cũng là cái nợ. Người ta hay bảo có duyên có nợ rồi sẽ lại tìm về nhau. Khổ một nỗi, nó có thương gì em, mà nhà nó lại là nguyên nhân gián tiếp đẩy thầy em vào tù. Liệu em vì tiền mà quên mất hay sao? Vài ngày sau, Nhài cũng không về và tôi cũng không đi tìm nữa. Tôi cố gắng học hành cho kỳ thi đang cận kề, vừa tranh thủ làm thêm để kiếm tiền ăn học. Bây giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ em nữa. Sáng hôm nay tôi bị đánh thức bởi tiếng mở cổng kéo kẹt. Lạ thật, ai vào mà chẳng đánh tiếng cứ lầm lũi thế không biết. Mặc vội chiếc áo vào, tôi chạy ra thì thấy đó là Nhài. Đi có vài hôm thôi mà cô ấy nhìn khác hoàn toàn. Tóc ruộng màu vàng như tây, váy vóc ngắn cũn ngắn cỡn, thêm đôi giày cao gót cao lênh khênh. Thấy em, tôi rất muốn nhảy bổ ra ôm chầm lấy cho thỏa nỗi nhớ nhung, và muốn hỏi em đã đi đâu và đã làm gì với ai. Nhưng rồi tôi lại nhớ chuyện em đã cắm sừng tôi công khai minh bạch đến thế kia mà. Giả vờ như không thấy, tôi lại đi vào buồng nằm. Nhài lẽo đẽo đi theo sau tôi như cái bóng. Có mấy hôm xa tôi mà nhìn người đã gầy đét lại. Tôi thầm nghĩ, sao một con người có ăn có học như em lại dễ xa ngã đến vậy. Tiền thì thiếu gì cách kiếm. Anh Nô, anh còn giận em à? Em đi làm kiếm tiền chứ có phải đi chơi đâu. Đây, em kiếm được khá khá rồi, anh giữ lấy mà đi thi. Nhài nắm chặt lấy tay tôi giải thích, còn xỉa ra một cọc tiền mới nhẵn mịn. Em có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Thả tôi làm người ở kiếm tiền còn hơn cái kiếp người bán chồn nuôi miệng, sống bằng những đồng tiền dơ bẩn. Tôi gạt tay không cần. Đống tiền ấy cứ thế rơi xuống đất là tả. Nhài, em thấy anh giận vô lý quá à? Anh nói cho em biết, anh không cần những đồng tiền dơ bẩn này. Em cần thì cứ giữ lấy. Anh cứ nghĩ em có ăn có học thì suy nghĩ phải chín chắn, nhưng thực sự thì... Tôi nói đến đây thì lấp lửng. Chắc em cũng hiểu ý. Nhài cúi xuống nhặt nhạnh từng đồng. Chú thím tôi thấy to tiếng cũng chạy ra. Nhìn em họ cũng bĩu môi khinh rẻ. Thật sự khi nói ra những lời này tôi cũng rất đau lòng. Nếu không nói trắng phớ ra như thế thì em sẽ lầm đường lạc lối mất. Cô Nhài mở cửa có chúng tôi lấy lại tiền. Loại đĩ điếm mà cũng dở quẻ làm nhà giáo. Phải đấy, nó thì thiếu gì tiền. Dạy học chỉ là cái mẽ. Cặp thằng nọ thằng kia mới giàu chứ dạy thì đáng bao nhiêu. Người ta hay nói có câu gì ý nhỉ? À phải rồi, những đứa hay nói đạo đức thì thường sống dở như cứt. Cho điếm dạy học, không khéo sau con mình cũng sinh hư. Đám người nhao nhao trước cổng to nhỏ đòi Nhài trả tiền. Trong này chúng tôi cũng hết sức hoang mang lo sợ. Không biết có chuyện gì mà lại to tiếng đến thế. Nhài đứng nép sau cánh cửa buồng tôi ngó ra. Tiếng người nói mỗi lúc một đông, không chịu nổi nữa. Tôi nói Nhài cứ ở trong này để tôi ra xem như thế nào, rồi con biết đường mà giải quyết. Ông bà cô gì không đi làm à? Mới sáng ngày đã tụ tập ở đây làm gì mà đông thế? Nô ạ, trong cái làng này ai cũng quý mến mày vì mày thật thà thương người. Nhưng việc vợ mày cả làng này đều biết cả rồi. Mày suy nghĩ kỹ đi Nô ạ, lấy gái làm vợ thì nhục lắm. Ông hàng xóm nhìn tôi phân trần. Tôi vẫn gân cổ lên bao che cho Nhài. Bác nói cái gì đấy? Mọi người đừng nghe đứa nào ghen ghét cháu mà đồn thổi chuyện linh tinh. Vợ cháu biết, cô ấy được ăn học đàng hoàng, còn ông Minh trên thị xã to đấy, chứ đâu phải hạ đầu đường xó chợ. Lúc ấy chả hiểu sao không một ai nghe tôi giải thích. Hết bà nọ ông kia thì thầm tai nhau. Về sau bao nhiêu cái mồm chẫu vào tôi tra hỏi. Nó minh bạch thế, sao mày không bảo nó ra đây chất vấn? Phải đấy, nếu nó có ngoan hiền còn ông Minh trên thị xã thì tội gì mà lại lấy mày? Chẳng lẽ thầy nó không cấm cản à? Mà nghe đâu lão cũng bị đi tù rồi đấy. Thế á, khiếp, bố đi tù còn làm gái thì nhục, quá nhục. Tôi tái mặt lúng túng, tay bấu chặt vào quần. Những câu hỏi cứ ong ong bay trong đầu. Tôi không dám trả lời, cúi gằm mặt
tránh ánh mắt rỉa sói như hàng ngàn viên đạn bắn thẳng vào người tôi. Các người đến đây muốn trả lại tiền chứ gì? Đây, từng người tới mà lấy. Cho con cho cháu đến học, tôi đã dạy dỗ chúng chu đáo. Nhưng xin các người đừng bới móc quá khứ của tôi lên nữa. Thầy tôi cũng không có lỗi gì cả. Nhải khóc, trên tay cầm một xấp tiền, chia ra từng ít một rồi đưa cho từng người. Tôi đứng đấy chết lặng. Chắc em bây giờ bất cần, chán đời lắm. Nhìn những đồng tiền em chắt chiu dành dụm cho tôi đi học tan biến, nghe mà đau lòng. Tôi biết nói gì hơn bây giờ. Sự thực hay vũ phàng thế mà. Người ta nói đúng chứ chẳng sai, nhưng tôi sợ hé răng ra. Người nói đi thì nhẹ, nói lại thì nặng. Mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp và ầm ĩ. Đám người đó nhận xong tiền thì quay đi, vẫn không quên những lời nhước móc làm quà. Tôi thở dài, nhìn em khóc sưng mắt mà thương. Chú thím tôi chạy ra, tưởng động viên được một lời. Vì dù gì, lúc kiếm ra tiền, cô ấy cũng rất chu toàn với chú thím tôi. Ấy thế mà không, ông bà kéo tôi vào nhà rồi xua đuổi nhài. Ta đã bảo mày thế nào? Một lần rồi, mày không rút ra được bài học gì à? Nhà giàu, học vấn cao, thì làm gì đến lượt thẳng như mày? Đĩ vẫn hoàn đĩ, bỏ đi, mà làm người con ạ. Đừng làm trâu làm bò, mà mọc sừng thì khổ. Kéo tay tôi vào rồi đóng sầm cửa lại. Chả hiểu sao lúc ấy tôi không hề quyết tâm bảo vệ nhài đến cùng. Cánh cửa khép lại, nhài bị đứng ở ngoài mà không một lời cầu cứu. Ôi, nhài em, về từ bao giờ, sao lại khóc thế kia? Mấy hôm trước em phải hầu hạ thật chu đáo và sau này còn nhờ vả đấy. Thế nào, kiếm được khá không? Tôi trong này nghe thấy Lệ giọng ngọt xớt hỏi han. Nhài kể lể sự tình cho Lệ nghe, thân mật như chị em ruột. Nghe xong ai ngờ Lệ xua tay. Thôi thôi, tiếc rẻ gì ba cái ngữ đàn ông, về nhà chị, rồi hai chị em mình cùng đi làm kiếm tiền nuôi thân cho béo mầm. Đời không có tiền mới chết em ơi, chứ không có đàn ông, chị em mình vẫn sống nhăn. Chả hiểu thế nào mà nhài lại thân được với Lệ. Lệ lưu manh lắm, không biết có giúp thật hay không. Nhưng hiện giờ nhài về ở với cô ấy coi như cũng có chỗ dung thân. Lòng tôi chợt thắt lại, sao cái số nhài nó khổ đến thế chứ? Hôm nay còn cách ngày thi 3 tháng, tôi cũng lo sợ lắm, mượn đủ loại sách về đọc cho thêm kiến thức. Vì còn ít thời gian, tôi lại sợ đi thi không biết khi nào mới gặp lại người quen, nên tôi đến tìm nhài. Hỏi thăm mãi mới tìm đến ngôi nhà tranh lụp xụp của mẹ con Lệ. Rõ khổ, đường hoàng là con nhà giàu, lại bị thầy tống cổ, phải sống chui rúc vào cái xó này. Vừa đi đến cổng đã nghe thấy giọng ả chua chát chửi con. Mẹ cha nhà mày, ốm đau cái gì mà bị suốt thế, tiền đâu mà chịu cho nổi. Đến đứa con ốm mà cô ta cũng rủa được, đúng là chỉ có tệ. Tại sao ngày xưa tôi yêu được người có tính cách như Lệ chứ? Tôi đánh tiếng rồi đi vào, thấy tôi Lệ giọng đòn đả ngay. Ôi anh Nô, cơn gió độc nào đưa anh đến gặp em vậy? Tôi không gặp cô, tôi đến tìm nhài. Khuôn mặt niềm nở bỗng vụt tắt. Lệ ngồi xuống phản cạnh thằng con trai ốm yếu xanh vọt, xoa xoa đầu con rồi trả lời tôi tỉnh bơ. Con nhài á, tôi vừa mới đem bán rồi. Tôi còn chưa nghe rõ câu nói của ả, lắp bắp tôi nhìn Lệ hỏi lại. Cô nói sao cơ? Cô nói lại cho tôi nghe xem nào. Tao nói là tao bán nó rồi. Mà mày biết ai là người tung tin nó mất trinh bị chồng đuổi rồi dạy học mà còn làm gái không? Là tao làm đấy. Tao thích nó, phải bị đời người xỉa sói nó như thế đấy. Tôi chết lặng, tim cứ đập mạnh thỉnh thịch điếng người. Sao Lệ lại là con người độc ác đến thế? Sự lăng loàn và mưu mô vẫn chưa lột tả được hết con người dơ bẩn của nó à? Tôi lao đến túm lấy cổ Lệ, khiến đứa bé ngồi bên phải hoảng sợ khóc thét lên. Tôi mặc kệ, nhìn chằm chằm vào mắt Lệ, tôi gằn giọng tra hỏi. Sao mày lại làm thế hả Lệ? Uổng công nhài nó coi mày như chị em, mày còn là con người nữa không? Nó cười khanh khách khoái chí, nhìn tôi bằng con mắt thù hận. Vì sao á? Vì tao ghét mày. Ngày xưa mà mày nhận làm chồng hờ cho tao thì cuộc đời tao không xuống dốc thế này. Tất cả là do mày, chính mày mà tao phải như thế. Khi tao không có chồng thì tội gì
tao lại cho mày có vợ. Nó bị điên rồi, còn Lệ bị điên thật rồi. Cuộc đời nó thì tôi liên quan đến thế nào được, mà nó lại đổ lỗi. Lệ đúng là trứng chết vẫn không chừa. Tao chẳng liên quan gì đến mày cả. Không phải con tao, việc gì tao phải đổ vỏ. Tính lẳng lơ như mày, bị cụ Lý đẩy ra đường cũng đáng. Trách ai được, trách cái thói mày đĩ thoã, không thuốc chữa. Người như mày sau này cũng mang bệnh vào người mà thôi. Tôi vừa bỏ đi vừa nguyền rủa nhà nó, ấy thế mà nó vẫn không sáng mắt ra, lại còn đớp theo. Thế mày tưởng con vợ mày sống nhân cách quá hả? Cũng đĩ như nhau cả thôi. Tao bán cho thằng con lão huyện đấy, khi nào kiếm được 100 đồng thì lên đấy mà chuộc nó về. Tôi nghe rất rõ lời của Lệ, lại là con lão huyện, sao nó cứ phải đày đọa Nhài như thế, trong khi chuyện giữa nó và Nhài đã chấm dứt từ lâu. Giờ tôi thì lấy đâu ra 100 đồng mà chuộc, đến đấy cũng chỉ để cho chúng nó cho ăn đòn no mà thôi. Về nhà, tôi không sao ngồi yên được, nghĩ đến Nhài, không biết sống chết thế nào, càng khiến tôi như lửa đốt. Liệu nó có làm gì hại Nhài không? Tại sao em lại dại dột như thế chứ? Xã hội này đâu phải ai cũng thương em. Cuối cùng tôi sốt ruột liền đánh liều, mượn khắp làng trên xóm dưới để lấy tiền đi chuộc vợ. Vì mới vào mùa nên bán được thóc. Trong làng nhà nào cũng có tiền, năm nay mùa màng lại trúng lớn. Dù sau này chẳng biết có trả nổi người ta không, thôi thì cứ cứu được người rồi tính tiếp. Vẫn còn thiếu mấy hào, nhưng vì quá lo cho em mà tôi không thể vay mượn thêm được nữa. Chỉ cần đến đấy nhìn thấy em không sao là tôi cũng đã yên tâm rồi. Và tôi cũng sợ nhà lão huyện nổi tiếng chơi bẩn, nhận được tiền rồi mà không thả người thì chết dở. Sáng hôm sau tôi khăn gói chuẩn bị lên huyện chuộc vợ. Tiếc tiền còn chẳng dám gọi xe kéo, chỉ lếch thếch đi bộ. Đường thì xa, đúng như cái duyên số của tôi và Nhài, khó khăn vất vả. Càng nghĩ tôi càng trách bản thân mình hèn. Cô ấy thành ra như thế là vì ai? Vì tương lai của ai kia chứ? Nhất nhất kiếm tiền để cho tôi đi thi, ấy thế mà khi bị chú thím đày nghiến, dân làng rẻ bỉu, tôi lại không đứng ra bảo vệ cô ấy cho chọn đạo làm chồng. Chắc tôi phải quảng cho chó tha mất thôi. Càng nghĩ lương tâm càng cảm thấy day dứt vô cùng. Tới cổng nhà lão, tôi như đứng trước một tòa nhà tráng lệ, có lính canh nha dịch khắp nơi. Tôi biết mình chẳng thể nào chui vào đấy tìm Nhài, nên đành nằm vật ra cổng nhà lão dãy đành đạch kêu lên: "Bớ làng nước ơi, nhà huyện bắt vợ tôi, ra đây mà xem nhà lão huyện giết người." Ỷ như dự đoán, có thằng vào bẩm, rồi chỉ chốc lát là lão ấy ra. Dân tình thấy tò mò, cứ đứng vầy lấy tôi hỏi thăm. Tôi bịa hết chuyện này đến chuyện khác thều dệt, nói xấu nhà nó. "Thằng kia, ông tao cho điều mày vào." Tôi vùng dậy chạy theo thằng hầu vào trong. Đúng là nhà quan to có khác, đi hết cái sân cũng mỏi nhừ. Tôi cũng không quên đảo mắt tìm Nhài. "Thằng kia, ai cho mày gào thét trước cửa nhà tao? Mày không sợ tao cho mày đi tù mọt gông à?" "Tôi đến chuộc vợ, còn ông bảo nếu đủ 100 đồng thì lên chuộc, nên tôi đến đưa vợ tôi về." Tôi nói xong thì từ cả thằng ở đến lão huyện cứ cười ngạt cười nghẽo. Làm sao mà phải cười, tôi nói đúng chứ sai cái gì nào. "Mày đúng là thằng thừa hơi, sao mày không lấy 100 đồng này mua vài con trâu về chăn, vài năm nó đẻ ra cả chục con, bán lấy tiền mà cưới vợ mới. Hơi đâu đi chuộc cho mệt vậy, chỉ sợ không có tiền mà cưới dằm thề bảy thiếp, chứ đàn bà trần đời thiếu gì. Người nhà giàu, họ thì làm gì có tình cảm mà hiểu được. Dù nhiều tiền nhiều của đến đâu mà không tìm được một người yêu thương mình thì quả thực còn nghèo và đáng thương hơn cả những người không có gì. Thế cho con hỏi ông giàu có như thế thì khác nào đi mua vợ. Hơn nữa, ông không sợ bị vợ mình đào mỏ à? Mà ông giàu, các bà ấy đào một tí thì đã làm sao ông nhỉ? Phận còn nghèo, còn chỉ kiếm vợ yêu thương mình, không mà nghèo khó mà bỏ mình, như thế là phúc đức 70 đời nhà con rồi. Và lại, con không phải là trâu đực mà muốn phối với con nào thì phối. Ngoài dùng trái tim ra, con phải dùng cái đầu để suy nghĩ nữa ông nhỉ." Nói đến đây, tôi biết lão sẽ chạnh lòng, nói thế thì khác nào dội một gáo phân hôi thối nồng nặc vào bản mặt lão. Nhưng thôi kệ,
Tôi móc trong túi ra 100 đồng giơ lên cho lão huyện. Đây là 100 đồng, ông cứ kiểm, rồi bảo thẳng con ông giao nhải cho con, tiền trao cháo múc cho nhanh. Đúng thật, cái tính tôi nó hay sòng phẳng như thế. Lão cho người cầm sấp tiền, rồi ngồi soạn ra đếm, tôi chờ cũng sốt ruột. Cuối cùng con lão huyện mới chịu thò mặt ra, tay nó dắt theo cả nhải nữa. Tuy có chút gầy hốc hác, vài vết thâm tím trên cánh tay đã mở dần, nhưng thấy em bình yên, tôi cũng bớt lo. Thấy vợ tôi reo mừng gọi em, định lao tới đưa nhài đi, thì con lão trở mặt. Ê, ai cho mày đưa nó đi? Ai bảo với mày là ta bán nó với giá 100 đồng? Chính con lệ nó bảo tôi thế. Ôi giời, nô ơi là nô, mày ngu thế, bảo sao suốt đời, mày chỉ đi hầu hạ cho người ta. Tao mua con lệ giá 100 đồng là thật, nhưng mày nghĩ xem, có ai bán buôn mà không cần lời không? Về nhà chuẩn bị thêm gấp đôi chỗ này nữa, rồi tao giao vợ cho nhớ. Mà nghe con nhài nó bảo mày còn định đi thi nữa cơ đấy, chúc may mắn nhé. Cứ đi đi, rồi để tao giữ vợ cho. Lúc này tôi đã biết được cái trò khốn nạn của cha con nhà lão. Dù mất tiền, tôi cũng chẳng thể nào đưa được nhài về. Tôi dãy đành đạch gào lên đòi vợ. Nhài bị lôi đi, nhưng vẫn động viên trấn an tôi rằng, anh cứ về nhà lo học hành thi cử đi, em không sao đâu, chúng nó không giết được em đâu mà sợ, nhớ nghe lời em học hành cho tốt. Nhài bị lôi đi mà tôi ứa nước mắt, sao mà cái duyên cái số chúng tôi khổ ải đến thế. Tôi ngồi ở sân cũng bị người ở nhà lão huyện lôi ra đường, chưa hết chúng tiện tay tiện chân đấm đá tôi vài cái mới thôi. Vợ thì không đòi được, người thì bị đánh bầm dập, ê ẩm, tiền còn mất trắng. Tôi lếch thếch dựa vào tường, thở hổn hển, lòng dâng lên nỗi tức bực mà không tài nào thoát được. Đang định đi về thì tôi thấy trên bảng dán cáo thị có một dòng chữ khá to, y như một tờ báo viết tay. Trên đấy có ghi ngày hôm nay trại giam mở đợt thăm nom phạm nhân. Đọc đến đây không hiểu sao đầu tôi chợt nghĩ nay đến ông Minh. Lúc đầu tôi gạt phắt đi rằng ông Minh sẽ chẳng ưa gì tôi, gặp rồi ông lại nhảy bổ vào đánh tôi cũng nên. Sau một hồi nghĩ chán chê, tôi vẫn quyết định đi thăm ông ấy, phần vì chả mấy khi lên huyện, nhân cơ hội này thôi thì thăm hỏi xem ông sống chết thế nào, phần vì cũng do tôi mà nên chuyện, chắc có lẽ từ khi nhài bỏ đi cô ấy cũng chưa một lần đến thăm ông ấy. Dù gì trên danh nghĩa ông ấy cũng là thầy vợ tôi, ngày tôi còn ở đợ ông cũng đã đối xử rất tốt. Dốc sẵn quẹn trong túi còn đúng 5 hào. Đáng lẽ ra 5 hào này tôi nghĩ sẽ nghỉ đường uống cốc nước, nhưng giờ tôi mua cho ông vài quả táo gọi là quà. Nhìn đến thăm tù nhân đông như hội, ngày đầu bảo cả năm chỉ có 3 lần đến thăm nên mới đông như thế. Người ta đứng xung quanh nhìn tôi với ánh mắt dò xét khinh thường. Cũng phải, trong khi họ mang nọ mang kia, nào cá khô, nào quần áo mới cho người tù, còn tôi mỗi 3 quả táo, đầu tóc mặt mũi còn bị đánh thâm tím hết cả. Đứng mãi chờ đến lượt, tôi chẳng biết gọi thế nào, chỉ bảo tôi gặp ông Minh ngày xưa làm địa chủ. Thế là một lúc sau họ dẫn ông ấy đến. Trước mắt tôi, một phú ông ngày nào giàu có là thế, quyền cao chức trọng là thế. Ấy vậy mà, khi mặc bộ quần áo tù vào, ông ấy cũng giống những thằng từ trại giam khác. Mái tóc bây giờ đã bạc trắng cả đầu, ông Minh gầy mà đen hơn trước rất nhiều. Tự nhiên, tôi thấy thương ông quá, bất giác chảy nước mắt khóc thành tiếng. Sao thế nô, hôm nay lại đến thăm ông cơ à? Mặt mũi anh làm sao mà tím bầm hết thế kia? Tôi hỏi ông, rồi sờ sờ vào những chỗ đau. Có vẻ ông không giận tôi về quá khứ, cũng mừng. Chuyện của nhài bị bán tôi không muốn nhắc, sợ ông lo quá mà đổ bệnh thì khổ. Người như ông, già lại còn phải đi tù, âu cũng là cái kiếp người long đong. Tôi mỉm cười hỏi han ông ở trong này thế nào, người ta có đối đãi với ông tốt hay không? Tốt lắm, cơm ăn 3 bữa, quần áo cũng có người giặt, vào tù này đôi khi còn sướng hơn ở ngoài, không bon chen, không suy nghĩ, không ganh ghét đố kỵ. Nói với con nhài, khi nào ông cần thì ông ra, không phải bòn tiền cho quản ngục nữa đâu. Ông nói, nghe sao mà dễ dàng, đi tù chứ có phải đi chợ đâu, mà muốn vào thì vào, mà muốn ra thì ra. Tôi hỏi, ơ thế
Ông muốn đi tù à? Sao ông không ra ngoài ở cùng cô nhài? Trong này sướng đến mấy thì cũng vẫn là tù, mất tự do, mất quyền làm người. Ông nhìn tôi cười, nụ cười ấy có phần an nhàn mà thanh thản lắm. Nhìn ông, tôi lại không dám nói tiếp đến nhài. Ông bảo, cũng vì muốn tránh mặt nhà lão huyện, muốn nhà chúng nó để yên cho con nhài một con đường sống nên ông mới vào đây, chứ ông đâu phải không ra được. Và lại, nhà huyện nó quen biết nhiều hơn ông nên nó tống ông đi lúc nào không được. Đợi khi nào ông ra, ông sẽ làm một cái lễ cưới nhỏ cho anh với nó có danh phận. Tôi thở dài, nhài bây giờ như thế, ông Minh vào đây, tôi làm gì còn tâm trí mà cưới với xin. Thấy tôi rũ rượi, ông tiếp lời, còn nhài chẳng phải đã có anh lo rồi còn gì. Lâu lâu nó hay bòn tiền cho quản trại để gặp riêng tôi. Nó sợ tôi trong này khổ cực, nhưng không hề. Anh về bảo với nó, thầy vẫn khỏe, ăn được ngủ được, không phải đưa tiền vào cho thầy sớm ra đâu. Khi nào thích hợp rồi thầy ra, bảo nó ăn uống nhiều vào nhé. Có bầu bì mà vẫn gầy như con cá khô. Mà nó còn khoe anh sắp đi thi phỏng. Ừ thôi thì cố gắng mà đỗ đạt con nhé. Ông Minh nói một tràng, chẳng nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác thất thần của tôi bây giờ. Nhài có con ư? Con tôi à? Hay con ai? Sao lúc nãy nhìn tôi không thấy có bụng nhỉ? Không biết bầu bao lâu rồi. Bao nhiêu câu hỏi cứ thế bay nhảy trong đầu tôi. Tôi đang lo sợ, nhỡ đâu nhà lão huyện mà đánh cô ấy thì việc sẽ thế nào. Càng nghĩ tôi càng thấy lo sợ và hoang mang vô cùng. Ông ơi, nhài nói cô ấy có bầu khi nào thế hả ông? Từ tháng trước rồi. Nhà anh không biết à? Anh làm chồng nó kiểu gì đấy? Thế giờ nó đâu? Tôi không dám nhìn vào mắt ông Minh. Chắc nói là đã bị nhà huyện bắt, ông sẽ giết tôi mất. Cuối cùng tôi vẫn lấy hết can đảm nói ra sự thật. Dù gì ông Minh cũng là thầy nhài, dù gì ông Minh cũng kinh nghiệm hơn tôi, nói ra biết đâu lại được ý hay. Ông ơi, cho con nói lời này, nói xong ông đừng giận. Nhài bị nhà huyện bắt rồi ông ạ. Cô ấy mải kiếm tiền cho nên... Tôi không dám nói hết câu vì sợ ông Minh sẽ sốc. Nhưng không, lão trầm ngâm ngồi một hồi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài nắng vẫn vàng, chỉ có những con người trong này là tĩnh mặc, ngột ngạt vô cùng. Ông Minh nhìn tôi còn động viên lại, chắc nhà nó không dám làm gì con nhài đâu, còn ông mà làm sao ông cũng không để nhà nó yên. Nói thế thì nói, nhưng trong lòng tôi lại như lửa đốt. Nhài bầu bì như thế mà chẳng nói gì với tôi, có phải cô ấy không coi tôi là chồng không? Tôi nén thở dài, bởi bây giờ đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Trước khi đi, ông Minh bảo tôi, này anh Nô, thế đã lo đủ tiền đi thi chưa? Nếu anh chưa có, về tạm trong kho mà lấy bao nhiêu cũng được. Mợ Bảy bảo anh đã biết mật thất ấy rồi, lấy xong nhớ đậy lại biết chưa? Tôi gật đầu, chắc có lẽ tôi phải nhờ ông Minh giúp rồi. Giờ không một xu dính túi, nợ ngập đầu, chuẩn bị lại thi cử. Tôi nên đến để lấy một ít thì hơn. Ông ngỏ lời, tôi gật đầu đồng ý luôn. Tôi tạm chia tay ông Minh khi trời về chiều. Bóng dáng tôi đổ dài ra đường mệt mỏi, đôi chân như muốn gục ngã nhưng vẫn phải cố lê bước đi về. Nghĩ đến ông, hầu như chẳng trách tôi một lời, khiến tôi cũng dễ chịu thoải mái vô cùng. Đáng lẽ ra nhài sẽ được hạnh phúc và sung sướng hơn khi không phải va vấp vào một thằng không ra gì như tôi. Nhưng biết thế nào được, cái số nó đã như thế rồi. Về nhà nghỉ ngơi được một tối, ngày mai tôi lại đi về nhà ông Minh. Ông Minh bảo tuy ông ngồi tù nhưng lúc nào nhà cửa cũng luôn luôn có anh cải và gia nhân lau chùi quét tước. Lại nhớ đến cái chết của những bà vợ, ông Minh bảo không hề giận hay ghen tuông gì với tôi, vì ông ấy biết từ khi về bà Bảy là một người hay ve vãn gia nhân lại lang loạn, nên ông biết tôi không phải là người chủ động. Cũng đầy hôm ông bắt gặp bà Bảy trai trên gái dưới với người ở, nhưng vì ông cũng thông cảm rằng mợ còn trẻ, còn ông thì đã quá già, không thể đáp ứng một người con gái son sắt như mợ. Vậy nên chỉ cần bà Bảy biết điều, ông cũng làm lơ coi như không. Thế có phải ông giết các bà ấy nên nhà huyện mới bắt ông không? Không hề. Mày cũng nghĩ ông ác độc đến như thế hả Nô? Nói thật,
ông cũng không biết tại sao các bà ấy chung sống trong ngôi nhà này lại bị chết hy hữu đến như thế. Chắc có lẽ ông là người có tướng sát vợ thật. Việc mà mợ bảy kể với mày, ông không biết, đúng là ông có thờ ngài, nhưng chỉ để lấy trinh tiết phụ nữ thôi, chứ ông không cố tình giết vợ. Tôi thấy ông hơi mất bình tĩnh nên không dám hỏi thêm. Với khuôn mặt khắc khổ kia, có lẽ tôi nên tin là sự thật, vì từ trước tới giờ ông cũng vẫn rất hiền lành tử tế, trừ cái việc bùa ngải ấy ra thì tôi không rõ. Nhưng trong linh cảm, tôi tin thầy Nhài là một người tốt. Với cái xã hội phong kiến lạc hậu này, ông vẫn bỏ tất cả cái sĩ diện của người giàu để bênh vực con, thì đủ hiểu ông đã là một con người vĩ đại đến nhường nào. Và tôi nghĩ ông sinh ra một người con ngoan và có hiếu, thì chắc chắn người làm cha như ông sẽ không phải người tồi tệ. Đứng trước cổng nhà ông Minh, tôi gọi lớn anh Cải ra mở cửa. Thấy tôi, anh ôm chầm lấy tôi, hôn hít tôi như thể bị ái nam ái nữ. Gớm, có nhất thiết phải tình cảm đến mức ấy giữa hai người đàn ông không? Ngôi nhà vẫn y như cũ, cổ kính, sang trọng, hơi vắng bóng người. Cải khoe hắn đã đuổi hết mấy thằng có ý định trộm cắp nhà ông Minh như một chiến tích. Nhìn Cải tôi nén thở dài, hắn đúng là trung thành quá với chủ. Đã gần 40 rồi chứ gì mà không lo cho bản thân. Chẳng lẽ hắn cứ muốn theo hầu nhà ông Minh mãi? Suy cho cùng, người như Cải quả thực rất khó tìm. Tôi bảo Cải cứ đi làm việc của mình, còn tôi loanh quanh rồi tìm lối vào mật thất. Không biết Cải thân cận ông Minh như thế, liệu Cải đã biết nhà lão có kho báu lớn đến như thế chưa? Nhưng vì vẫn muốn giữ bí mật cho nhà ông Minh nên tôi không nói gì thêm. Từ từ vào phòng ông, tôi sờ sờ mở lối đi xuống như mợ bảy đã chỉ. Xoay một cái đã thấy cánh cửa phòng dần mở ra kêu ken két. Tôi nhanh chân chạy xuống cầm lấy cái đèn dầu rồi dọn đường theo lối. Mở cái túi vải đựng tiền đã thủ sẵn trong cặp quần, tôi an áng chỉ cần lấy đủ tiền chuộc Nhài cộng tiền đi thi và dư giả ra một chút để vào thăm ông Minh lần nữa để báo cáo tình hình là ổn. Nơi đây lại xây thêm một cái mồ cho mợ bảy. Nhìn bức ảnh người đàn bà trẻ đẹp, khuôn mặt thanh tú mà buồn. Hơn nữa, người ấy tôi còn vài lần đã quan hệ trai trên gái dưới, khiến tôi rùng mình sợ hãi. Bỏ tiền vào túi nhỏ rồi buộc cẩn thận, tôi nhanh chóng chạy lên. Nô, mày làm gì ở dưới đấy? Mày vào phòng ông làm gì? Tiếng Cải quát làm tôi giật thót tim, mặt cắt chẳng còn giọt máu, lắp bắp không nên hơi. Cánh cửa mật thất tôi còn chưa kịp đóng, tôi nhìn Cải, hắn cũng có vẻ khó hiểu chẳng kém, hình như Cải chẳng biết gì thật. Mày vừa chui từ dưới đấy lên phải không? Ở dưới có gì đấy? Vâng, thế anh ở với ông Minh lâu như vậy mà anh cũng không biết à? Không, ông Minh không kể gì. Thế ông đã kể gì với mày? Tài thật, chuyện gì mà lão lại kể với mày mà không kể với tao nhỉ? Cải giật chiếc đèn dầu trên tay tôi rồi một mình gã xuống mặc cho tôi ngăn cản. Đến nơi, Cải cũng choáng ngợp trước gia tài của ông Minh giống như tôi lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ có điều tôi là người biết suy nghĩ, biết thứ gì của mình, thứ gì không. Còn những kẻ lòng tham vô đáy sẽ chỉ biết cách chiếm lĩnh cướp bóc thành của cho riêng mình mà thôi. Hóa ra thế gian đồn đại là có thật. Hóa ra lão Minh lấy máu trinh để cúng ngải chứ chẳng phải cầu may như kể với tao. Nhà nó giàu như thế mà dám đối xử với Cải tao như chó vậy. Giờ đi tù, đáng, đáng lắm. Đôi mắt Cải tự nhiên sáng bừng như ma nhập, khiến tôi sợ hãi. Nó cứ ngửa cổ lên cười sằng sặc, rủa mạt ông Minh quả báo. Có lẽ Cải đứng trước đồng tiền lớn như thế đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Trong lúc biết gã đang không tỉnh táo, tôi nhẹ nhàng bảo, bây giờ thì anh biết rồi đấy, dù gì anh cũng theo hầu ông ấy cả đời rồi, anh không thể vì một chút tiền này mà quay mặt với ông Minh được. Nhưng dường như những câu nói của tôi chẳng có tác dụng. Cải vờ lấy cái cặp tay của ông Minh để trên kệ rồi phi thẳng xuống những chỗ để tiền vàng, đôi mắt luôn sáng rực lấp lánh, tay nhanh thoăn thoắt cho tiền vào túi, mồm chửi tôi, chú mày ngu lắm, tao chỉ giữ trung thành khi tao là đầy tớ thôi, chứ đứng trước đống vàng lớn thế này mày không động lòng à? Này cầm lấy, lấy một ít thì đáng là bao,
Tao không muốn suốt đời làm kiếp châu chó nữa. Tao muốn làm ông to bà lớn, có thật nhiều tiền, để người khác phải phục dịch tao. Cải liên tục tưởng tượng ra những viễn cảnh trong mơ mà khi hắn có tiền, tôi đứng đực đấy nhìn hắn, hắn lại dúi cho tôi một sấp tiền, mồm không ngớt nhắc tôi nhanh chóng lấy xong rời đi để tránh phát hiện. Tôi nhìn gã thở dài, lòng trung thành cũng tan biến khi có đồng tiền thử thách. Ở kìa, thằng ngu này, mày định đứng đấy đến khi nào? Còn không mau lấy thêm xong phắn đi. Anh Cải này, chẳng lẽ anh không còn chút tình nghĩa nào với gia đình ông Minh à? Lẽ nào vì tiền mà anh phũ phàng đến vậy? Mày đúng là thằng đần. Thế tao hỏi mày, tình có ăn được không? Không có tiền thì tình nghĩa làm cái quái gì? Cải càng nói lại càng khiến tôi tỉnh ngộ về bản chất con người trong xã hội. Vô tâm, lạnh lùng, chỉ coi tiền là trên hết. Tôi thoáng buồn, nhìn Cải vơ đầy một túi tiền xong, cắp đít chạy mất. Đậy lại mật thất cẩn thận, tôi không muốn bất kỳ người nào thấy kho báu này mà lại hóa điên như Cải nữa. Suy cho cùng, của Cải cũng không phải của người ta. Không lao động chân chính mà có thì nhiều tiền cũng chỉ là phù du. Tôi lấy xong một ít tiền đấy rồi quay lại gặp ông Minh. Hóa ra trại giam bình thường cứ một năm sẽ được thăm 3 lần, nhưng cứ nhét tiền vào cho quản trại, muốn gặp lúc nào cũng được. Đấy, đến người nhà nước còn mua chuộc được bằng tiền thì dân nghèo lấy tiền hóa rồ cũng sẽ là lẽ đương nhiên. Hôm nay có tiền lại chủ động, tôi có mua mấy bộ quần áo bình thường cho ông thay. Mặc dù cảm thấy ông sống trong này cũng rất sướng, chẳng dám mua áo gấm quần lụa, chỉ là mấy bộ quần áo gụ mỏng. Ấy thế mà nhận xong ông mặc luôn, lại khen thoáng với mặc thích mới lạ. Đang chuyện trò với tôi, ông Minh thấy có anh quản trại đi qua như nhớ ra, ông gọi lớn: "Này, có đi đâu nhớ mua hộ tao mấy điếu xì gà nhớ chưa, trong này không có nha phiến buồn mồm chết." Anh quản trại dạ bẩm lễ phép rồi đi mua ngay cho ông. Tôi càng lúc càng nể ông Minh, vào đây ông được phục dịch còn sướng hơn vua nữa. "Ông này, con nói ra chuyện này ông đừng giận nhé, không biết ông có tin con không, nhưng đó đúng là sự thật." "Thì anh cứ nói xem nào, ấp à ấp úng thế sao ông biết được. Lúc con vào mật thất để lấy tiền như ông dặn, nhưng chẳng may anh Cải theo dõi rồi nhìn thấy. Hắn trong lúc thấy châu báu thì nổi lòng tham, cho nên lấy một túi đầy rồi đi mất ông ạ." Tôi nói xong, mặt ông cũng tái lại. Ông hỏi tôi gấp gáp: "Thế ngoài thằng Cải thấy ra, còn ai thấy căn phòng ấy nữa không?" Tôi lắc đầu, ông thở phào nhẹ nhõm: "Chắc ông sợ nhiều người biết sẽ cuỗm hết." "Không sao đâu, thằng Cải là người đã theo ở nhà ông từ bé, chắc nó nghĩ khổ quá nên mới lấy. Thôi cũng coi như là ông trả công cho nó về quê mà cưới vợ làm nhà. Cũng gần 40 rồi, trẻ khỏe mãi đâu, cũng đến lúc phải nghĩ cho tương lai sau này rồi." Thành thực mà nói, ông hơi thất vọng một chút, nhưng không sao, người mà ai chẳng có một chút nổi lòng tham. Nghe ông nói sao nghe nhẹ nhàng. Cải lấy cả một túi to tiền vàng chứ chẳng ít, ngần ấy cũng đủ cho hắn, vợ con hắn, thầy mẹ hắn sống trong đủ đầy suốt đời. Nhìn ông, đôi mắt ánh lên nỗi thất vọng vô bờ. Tôi lại thấy thương ông ấy nhiều như thế. Tôi bảo: "Sao ông không về nhà, cứ ở tù làm gì cho mất công ra? Ông không sợ người ta lấy hết của cả nhà ông à?" Lão Minh cười khà khà, đan tay vào nhau rồi luồn qua sau gáy ngả lưng. Hai mắt lão nhắm hờ như thà: "Anh chưa biết, nhà giàu cũng có nhiều nỗi khổ lắm đấy, chứ không sung sướng gì đâu. Ở tù này cũng có thể nói là một cách dã ngoại thử thái đấy. Chẳng phải lo bon chen, chẳng phải lo toan tính. Ông bảo rồi, phần vì ông muốn tránh mặt nhà lão huyện, phần vì muốn chuyện của anh và con nhài lắng xuống. Sau rồi ông sẽ về. Còn cái mật thất đấy á, không ai lấy đâu. Nhà ông còn chục cái nữa mà anh chưa phát hiện ra cơ." Nghe ông Minh nói xong, tôi thật sự sốc. Cũng phải thôi, ông giàu mấy đời cơ mà, tiền vàng để khắp nơi là điều đương nhiên. Sau buổi gặp chóng vánh ấy, tôi lại đi, lần này là đi thẳng đến nhà huyện xem có chuộc được nhài về không. Mong là nó sẽ thương tình mà tha cho cô ấy, cô ấy đang có bầu mà. Khi đi ngang qua cánh đồng tắt lên huyện, tôi gặp được mấy bà đi qua buôn chuyện với nhau, lọt vào tai tôi câu nói khiến tôi vừa bất ngờ vừa hoảng sợ vô cùng: "Chết rồi hả?
chắc là ăn cướp mới xách cả túi tiền như thế. Chứ nhìn quần áo rách rưới lắm, không đi ăn cắp thì của đâu mà nhiều thế. Phải đấy, kiểu trộm cướp xong rời hành ấy. Chứ tôi nghĩ chẳng phải tự nhiên mà thanh niên trai tráng lại không biết bơi mà cái ao cạn nữa chứ. Tôi không nghe lầm đấy chứ, chẳng lẽ lại là cải. Các cô cho cháu hỏi, có thanh niên chết đuối à? Ở chỗ nào thế cô? Cậu quen người ta à? Hắn nom cũng gần bằng tuổi cậu đấy, mà da ngăm, chết đuối ở ao sen giữa làng kia kìa. Không biết thế nào mà cái ao đấy không có nước, lộn cổ sặc bùn thì phải, đúng là cái số. Tôi không nói gì thêm, định chạy theo hướng chỉ xem có phải sự thật thì mấy bà ấy lại ngăn. Giờ không còn người ở đấy đâu, nghe đâu người ta bảo có người nhà lên đưa xác về rồi. Bây giờ chỉ còn vài ông đang gạn ao xem có kiếm được ít vàng bạc gì hay không thôi. Tôi chết lặng, người cứng đơ ra không nói nên lời. Chẳng lẽ do cải ăn trộm tiền nhà ông Minh và bị ngải quật? Vậy còn tôi, liệu tôi có kết quả giống như cải không? Về sau, tôi tự trấn an mình rằng tôi không hề ăn cắp, chính ông Minh cho phép tôi lấy. Và tôi cũng chỉ lấy đủ số tiền yêu cầu, nên có lẽ tôi không như cải. Dù sợ thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng phải cứu được Nhải ra cái đã. Cô ấy còn mang trong mình giọt máu của tôi nữa đấy, để vợ con phải chịu khổ. Sao tôi càng ngày càng cảm thấy bản thân mình bất tài đến như vậy chứ. Tôi mang tiền đến đây rồi, đúng gấp đôi luôn. Các người mau thả Nhải ra đi, cô ấy đang có bầu đấy. Giọng tôi lại gào lên đòi người. Tôi đang xót ruột, không biết Nhải có bị chúng nó đánh đập nhiều không, có ăn uống được gì không, còn tôi trong bụng có ảnh hưởng gì không. Càng nghĩ tôi càng đập cửa lớn. Lại là mày à? Ông bảo không gặp thằng như mày. Sao lại không gặp? Chủ các ngươi hứa nếu tôi có đủ tiền tôi có thể chuộc vợ cơ mà, sao lại vô lý như thế được? Tôi biết ngay mà, nhà chúng nó làm sao cho tôi đưa được Nhải đi dễ dàng như thế. Tôi không chịu, nằng nặc đòi người. Thấy ầm ĩ, mọi người lại hiếu kỳ đứng xem. Tôi mặc kệ, ngày hôm nay tôi không đưa được vợ ra, nhất định tôi cũng sẽ không về. Mày cũng mặt dày phết nhỉ, có mỗi một con đàn bà mà lại làm náo loạn cả nhà tao lên. Giọng thằng con lão huyện chùa lòm, tay dắt Nhải ra cho tôi gặp. Đúng là Nhải có bầu thật rồi, bụng hơi lồi lên rồi kia kìa. Tôi chạy lại thì nhà nó không cho tôi vào, gia nhân đứng xếp thành hàng dài, chắn khiến tôi bất lực. Sao nữa, tiền tao mang đây rồi, đúng ý mày rồi còn gì. Gấp đôi rồi thì sao, chỗ tiền này mày đưa xong thì mày còn tiền mà nuôi vợ mày không? Thằng đần thối đần nát như mày mà đòi làm vợ con Nhải, đúng là nực cười. Sống với thằng suốt đời đi ở, lo bản thân mình còn chưa xong, còn đòi lo cho vợ con. Này, chừng nào giàu có rồi quay lại đây, chứ Nhải nó sống giàu sang quen rồi. Tao thả nó cũng sẽ không sống trong nghèo hèn cùng mày được đâu. À, mà tao nghe nói Nhải nó đăng ký cho mày thi đợt sắp tới cơ đấy. Đợt đấy tao cũng thi, thế mày đỗ, tao sẽ thả con Nhải ra mà không cần tiền chuộc nữa. Còn nếu mày trượt, tao sẽ giữ con Nhải làm gia nhân cả đời. Vì theo một thằng như mày thì làm gì có tương lai, chỉ bằng cho nó ở đây, khi nào bố nó đi tù về rồi chuộc. Một câu con nhà huyện miệt thị tôi, hai câu nó chửi bới khinh thường tôi, nhưng tài lắm, nghe xong tôi không hề giận nó một tí nào. Nó nói đúng thế còn gì, nếu tôi không có gì trong tay, Nhải sẽ đi làm gái nhiều lần như thế nữa. Chúng tôi cần có tiền để sống sót, chứ không phải gặm nhấm tình cảm rồi chết dần chết mòn. Thấy tôi đứng được ra đấy, nó lại bồi tiếp. Mày có thấy nhà ai không có tiền mà vẫn sống hạnh phúc chưa? Ví dụ, tao lấy Nhải, bọn tao không có tình cảm nhưng sẽ chung sống được với nhau cả đời. Đơn giản, vì nhà tao có tiền, tao thích, tao có thể đi chơi gái, cô ấy cũng sẽ đi tìm thú vui riêng. Nhưng tuyệt nhiên sẽ sống với nhau trọn đời. Mày thử nghĩ mà xem. Chứ còn cái ngữ cứ tình yêu là trên hết, không cần tiền bạc, rồi lấy nhau về cũng 3 ngày, đánh 7 ngày chửi nhau thôi mà. Nếu yêu đương không có tiền thì cũng vứt cho chó gặm. Thật, nó càng nói tôi càng tỉnh ra rất nhiều.
Trần đời mà không có tiền thì đúng là nhục nhã. Cứ nghĩ tới cải, tới mợ bảy cũng chỉ vì chạy theo tiền bạc mà chết. Nên hơn hết, tôi cần phải kiếm tiền để cho mẹ con nhà có một cuộc sống ổn định. Tôi không muốn sau này hết đời tôi đi ở, rồi tới con tôi đi làm hầu. Tôi nhìn hắn giọng trùng xuống. Được, vậy chúng ta cá cược một lần đi. Nếu tôi đỗ, anh phải trả nhà cho tôi. Tất nhiên, chứ tao giữ nó làm gì. Còn nếu mày không đỗ, thì mày biết rồi đấy. Tôi gật đầu tiêu nghỉu quay đi. Nhưng trong lòng tôi thì quyết tâm cao lắm. Nhớ ra một chuyện, tôi quay lại xin nó. Nhưng anh có thể hứa đừng đánh đập cô ấy được không? Còn có một sinh linh bé nhỏ trong bụng cô ấy, nó không có lỗi gì cả. Biết rồi, tao không phải loại trẻ ranh. Tao chỉ sợ cái thằng đần thối đần nát như mày chỉ cầm cuốc được chứ chẳng đỗ đạt gì đâu. Nói rồi, nó cầm tay dắt nhảy đi. Cô ấy chỉ kịp nói với theo, anh nô, anh nhất định phải thi đỗ. Tôi nhìn nhảy, lòng quyết tâm cao độ. Cô ấy xoa xoa vào cái bụng tròn nhỏ, nhắc nhở tôi rằng tôi đã được làm cha. Ừ đấy, thằng ất này được làm thầy trẻ con rồi đấy, lên chức rồi đấy, chứ chẳng đùa. Tôi mỉm cười, đôi mắt nhòe nhoẹt nước, mong rằng nhà huyện sẽ không để em phải vất vả. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là đến ngày thi trên tỉnh. Nghe đầu năm nay nhiều người thi lắm, gấp đôi gấp ba năm ngoái. Vì chính quyền đã nới lỏng, không còn khắt khe chuyện nữ nhân đi thi, nên năm nay cũng có vài người con gái. Thực, con gái biết chữ đã hiếm, giờ học giỏi mà còn đi thi thì quả thực đáng mừng. Như tôi đây, không nhờ nhảy thì 40 tuổi rồi, chắc gì đã biết chữ. Gấp lại cuốn sách mới đọc xong, tôi vươn vai đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Tháo cặp kính cận vừa mới đi mua ở thị xã lúc sáng, tôi thấy mình cũng bảnh lọ lắm chứ. Đọc nhiều sách quá, giờ mắt cũng kẹp nhèm quá rồi. Ai bảo thằng nô này không cầm được bút nào, còn rất oai và ra gì phết chứ chẳng đùa. Ngồi bên cửa sổ, gió cứ hiu hiu thổi vào phòng, khiến tâm trạng khoan khoái đến lạ. Hôm qua, tôi mới vừa đến nhà lão huyện thăm nhài. Cô ấy cũng khỏe lắm, chẳng thấy ngén ngầm gì cả. Tôi xách cho nhài hơn chục trứng gà ta nhà đẻ để tẩm bổ, mà thím tôi cứ đòi đem bán. Tôi nghe nhài bảo cô ấy ở đây cũng rất tốt, chỉ quanh quẩn làm việc nhà, nên bảo tôi đừng lo. Không lo sao được, bụng mang dạ chửa, vẫn còn làm quần quật. Nhỡ vợ tôi có bề gì thì... Đi thăm vợ chỉ chừng được nửa tiếng đã bị thằng con nhà huyện đuổi về. Mẹ kiếp, nó còn soi mói mỉa mai tôi về học, lo lại trượt. Còn lâu, ông mới trượt nhé. Ngày kia là thi rồi, sáng sớm nay tôi dậy chuẩn bị lên tỉnh cho kịp. Trời lâm thâm mưa phùn, tuy không lạnh lắm, nhưng vẫn mang đôi giày tây vợ mua cho năm nào ra sỏ, thêm cả bộ quần áo vest, bán 5 tạ thóc mới mua được. Đeo cặp kính vào, tóc tai gọn gàng, còn một tí nước thơm của vợ để ở đầu giường lấy ra bôi nốt. Giờ tôi còn chẳng nhận ra tôi là thằng ở đợ ngày nào ấy nữa, cũng ra dáng thư sinh quá rồi. Người có chữ vào một tí, lúc nào cũng phong thái và sang ngầm phải không? Này nô, từ từ đã thím bảo. Thím tôi lúi húi trong bếp chạy sòng sọc ra, tay bưng cái bát cậy sứt đậy lá sen. Này, cầm lấy mà ăn đường, của đáng tội chú thím thì không có con, chỉ có mỗi mình mày. Tao cũng coi như u nuôi mày từ bé. Tao nghe người ta bảo, trước khi đi thi, ăn xôi đỗ vào cho nó may mắn. Nhà có nắm đỗ đen, thím nấu cho mày. Nhớ gắng học cho tốt mà thi đỗ con nhớ. Nhận lấy cái gói xôi, tôi phỉ cười. Người ta nấu là nấu xôi đỗ đỏ, chứ ai lại nấu đỗ đen cho may mắn như thím bao giờ. Lúc đầu, tôi có kể cho thím rằng tôi muốn đi thi làm quan, nhưng thím không hề quan tâm. Ngược lại còn nói sóc tôi rằng thằng đần như tôi đi thi chỉ có làm trò cho thiên hạ. Ấy thế mà giờ thím còn nấu xôi cho tôi lấy may. Tôi nhìn thím cười trừ, thì thím tiếp. Cả cái làng này chửa ai được làm quan, biết chữ cũng hiếm chứ nói gì xa xôi. Nếu mày được như thế, thím cũng mừng. Cố mà đỗ sau này bớt khổ, chứ cứ như chú thím, cây nghèo đều bám mãi, làm quần quật không đủ miếng mà ăn. Nói đến đây, thím lại lấy vạt áo lau nước mắt, làm tôi cũng nghẹn ngào. Từ biệt chú thím rồi lên đường,
Hành trang tôi mang theo chỉ là một cái túi đựng vài quyển sách, một bộ quần áo sơ mi mới mua, túi tiền lấy từ nhà ông Minh vẫn còn nguyên. Sợ mất nên dúi thẳng xuống quần đùi cẩn thận, một cái áo ghi lê len, nhài đan ngày xưa chưa bỏ ra mặc. Tôi vừa đi bộ, từ từ, giữa xôi ra ăn, hương sen quyện với hương xôi thơm lừng béo ngậy. Ăn xôi, lâu đói lắm, chắc đến chiều cũng không cần phải ăn. Đang đi bộ, tôi lại thấy con nhà lão huyện đi xe kéo vượt lên, tính tránh mặt nó rồi, mà thế nào nó quay lại, cười khẩy trêu tôi một cái mới chịu được. Nghe nhài bảo, nó thì 5 lần 7 lượt, nhưng do học dốt nên năm nào cũng trượt. Nhà huyện thì lúc nào cũng sắp xếp cho con một chỗ làm quan, nhưng vì nó thi trượt nên chưa có cơ hội. Vì tôi tiết kiệm thôi, chứ cũng mang một đống tiền. Thấy nó chê bai, tôi liền vẫy một chiếc xe cáo rồi ngồi lên, đi mất trong sự ngỡ ngàng của nó. Hôm thì, có người sợ quá còn lăn ra ngất, riêng tôi vẫn rung đùi cảnh cảnh, thoải mái vô cùng. Tôi nghĩ thầm, đỗ thì là cái tốt, không thì tôi mang chỗ tiền này về chạy chợ bán buôn. Chỗ gần nhà tôi sắp sửa lập chợ, chắc sẽ buôn bán đắt. Nghĩ thì thế, nhưng tôi vẫn không thể lơ là, vẫn luôn tập trung cao độ. Vì để công minh, thời gian sẽ tính bằng 3 cây nhang, dứt 3 cây phải nộp bài ngay. Thấy thằng con lão huyện ngồi bần trên cùng, cứ ngó nghiêng, tôi buột miệng cười. Hóa ra là nó dốt thật chứ chả đùa. Chưa hết 2 cây, tôi đã nộp bài đầu tiên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tôi nghe người ta kháo, người ra sớm nhất cũng được lên báo, người đỗ điểm cao nhất cũng được lên báo, danh sách và số điểm sẽ được in hết trên báo cho mọi người cùng biết. Tự nhiên, tôi muốn đỗ điểm cao ghê gớm, cả nước sẽ biết đến tôi và tôi sẽ nổi tiếng. Sáng thì văn, chiều thi toán, thế là xong. Hầu như 2 môn, tôi đều ra đầu tiên. Đám nhà báo về lấy tôi, hỏi để năm nay thế nào. Nói chung là dễ, còn điểm bao nhiêu thì tôi không biết. Còn nhà huyện là người ra sau cùng, không hỏi cũng biết là nó thi được hay không. Mặt tiêu nghỉu thất thểu đi ra, cũng bị đám nhà báo hỏi thăm, vì nó là con quan nên ai cũng biết. Chắc đi thi nhiều lần quen mặt, chẳng ngờ nó cáu lại còn chửi. Hỏi, hỏi gì mà lắm thế, có thi được quái đâu mà hỏi. Nhìn nó cũng thấy thương, nhưng tôi chẳng quan tâm. Thương nó rồi ai thương tôi, thương vợ tôi, trong khi nó còn đang giữ vợ tôi đấy. Tháng sau mới có kết quả. Trong lúc chờ tôi về lại quê, buôn mớ rau con cá cũng tạm ổn. Việc tôi đi thi trên tỉnh ai cũng biết, nên chốc chốc lại có người hỏi thăm rồi chúc may mắn. Cuộc sống dần ổn định, chú thím tôi cũng đỡ vất vả nhiều. Ông bà còn động viên tôi, nếu năm nay không đỗ thì năm sau thi tiếp, cuộc đời còn dài. Vì mải buôn bán, tôi lại nhớ nhầm ngày. Đáng lẽ hôm nay có kết quả, nhưng tôi đi không kịp, lại phải để sáng mai. Không biết người ta có cho nhận giấy điểm nữa không? Đến nơi thì cửa giả đóng im lìm không một bóng người. Tôi thở dài, chắc có lẽ tôi không biết điểm thật rồi. Đang chán đời, tôi lang thang xem phố phường thế nào. Chắc tôi không có duyên với học vấn, số tôi nó gắn bó với vất vả quen rồi. Đang đi, bỗng tôi thấy có sạp báo. Đúng rồi, chẳng phải bảng điểm thì nó in trên báo sao? Tôi chạy thẳng vào trong, mua một tờ báo, giá 2 hào đọc vội. Chẳng phải tìm, nào ngờ tên tôi đứng đầu bảng điểm tuyệt đối. Tôi có nhìn nhầm không? Chữ Tô Văn Nô to tròn ngay trước mắt, trang sau là bài viết tôi, tân thủ khoa, kèm cái ảnh chụp vội tôi của người nhà báo. Vừa lúc ấy, bà bán báo nhận ra, rồi hét toáng lên, là anh Nô, đi đỗ đầu bảng phải không? Chúc mừng nhớ, sao lại có người giỏi đến thế chứ? Lúc này, đầu óc tôi như trên mây trên gió, tôi còn chẳng nhận thức được gì xung quanh nữa. Không biết nhài, chú thím tôi dưới quê đã hay tin này chưa? Tim tôi cứ đập rộn ràng không ngớt. Nghe bà bán báo bảo, chỉ cần tôi quay lại trường, người ta nhìn mặt sẽ biết tôi, rồi đưa cho tôi kết quả và chứng thi đỗ. Tôi cảm ơn, rồi vụt chạy đi trong niềm vui khó tả. Đỗ đã mừng, giờ lại là đứng đầu bảng, quả thực tôi chưa từng mơ. Có phải cuộc đời tôi từ đây sẽ sang một trang mới hơn không? Một người tri thức đúng nghĩa, chứ chẳng phải là nông dân nữa. Đúng là học
thì không bao giờ là quá muộn, chỉ cần nỗ lực là đứa gần 40 như tôi cũng đỗ. Vừa chạy đến cổng, tôi đang hỏi ông giám sát gần đấy để lấy giấy tờ, thì tiếng gọi từ xa làm tôi giật mình quay lại. Ất ơi, thầy lấy bằng cho con rồi đây này, không phải vào trong ấy nữa. Đằng xa kia, tiếng ông Minh gọi, bên cạnh là Nhài, chú thím tôi và cả con nhà huyện nữa. Họ đang đi đâu thế này? Tôi hơi thắc mắc, liền chạy vội vàng ra hỏi. Ông già từ bao giờ? Thế mọi người đi đâu thế này? Ông cười cười, chỉ vào cái xe, rồi hất hàm bảo tôi. Đi đón thủ khoa chứ còn làm gì nữa. Cả nhà lên xe đi, rồi ta nói chuyện. Nhài thấy tôi thì ôm chầm lấy, trao cho tôi một bó hoa to vật. Tôi vẫn không hiểu mọi người đi đón tôi, nhưng tại sao lại có sự xuất hiện của con nhà lão huyện ở đây? Dù thắc mắc nhưng tôi vẫn lên xe. Chiếc xe đi ngông nghênh giữa phố khiến ai cũng trầm trồ kéo nhau ra xem. Tôi mới hãnh diện làm sao, vui sướng làm sao. Lần đầu tiên tôi được đi xe, lại trúng vào hôm thi đỗ, quả thực rất thích. Chú thím tôi đi một lúc lại say xe, rồi lảo đảo ở hàng ghế sau cùng. Còn nhà huyện lái xe đưa chúng tôi đến một nhà hàng của Pháp, xây dựng sang trọng mà đắt đỏ lắm. Đúng thực, từ lúc đỗ đến bây giờ, tôi cảm giác mình là một người trong giai cấp khác, một đẳng cấp khác. Đi vào nhà hàng, có chết tôi cũng không mơ nổi. Ông Minh, ông về lúc nào đấy? Sao giờ ông mới về? Mà chuyện này là thế nào? Con chẳng hiểu gì cả. Sao lại có cả con lão huyện ở đây? Mà này nhá, anh hứa với tôi gì, anh phải thực hiện đấy. Tôi đỗ rồi, anh phải trả Nhài cho tôi. Hắn đứng đấy cười hì hì. Sao hôm nay hắn hiền thế cơ à? Ông Minh bảo, mày định gọi bằng ông đến khi nào, không gọi bằng thầy đi. Thực ra những chuyện này đều là do thầy dàn xếp để thử xem tình cảm của con dành cho con gái thầy nó như thế nào. Quả là con Nhài nó không chọn nhầm người. Giờ thầy yên tâm mà giao nó cho con rồi. Nhìn mặt tôi ngu ngơ còn chưa hiểu chuyện, ông Minh lại kể tiếp cho tôi nghe. Để ta kể rõ đầu đuôi và nhắc lại cho con nhớ. Chuyện bắt đầu từ việc cưới hỏi của con Nhài với nhà huyện ra đây. Lúc đấy, khi biết con Nhài không còn trong trắng, nhà người ta đuổi về là thật. Đến thầy còn chẳng chấp nhận được, huống chi là nhà người ta, bao đời làm quan, phải giữ thể diện. Sau khi mày cùng với con Nhài bỏ đi, thầy có đến nói chuyện và tạ tội với nhà huyện vì người ta với nhà mình có mối tình nghĩa từ xưa đến nay, nên không vì một chuyện này mà có thể phá vỡ hòa thuận được. Nhài đã đi được vài hôm thì có về nhà và nói với thầy rằng cuộc sống ở nhà chồng vô cùng khó khăn và bản thân nó không được chú thím mày chấp nhận, nên thầy đã khuyên con Nhài bỏ mày, nhưng nó không chịu, nằng nặc đòi lấy mày bằng được. Thầy sợ nó lấy mày sẽ khổ cả đời, nên thầy đã giao kèo, nếu mày là người có trí thì Nhài nó phải ép mày đi thi bằng được để làm quan, còn nếu không thì phải theo thầy về nhà ở. Nó đã chịu về nhà mày ở rồi kiếm tiền ăn học cho mày. Trong lúc ấy, bà Bảy bị chết đuối, người ta nghi ngờ thầy nên bắt giam để điều tra. Sau khi có đủ chứng cứ rằng thầy không liên quan đến cái chết của mợ Bảy thì cả làng lại đồn ầm lên chuyện con Nhài thất tiết bị chồng đuổi về, nên thầy bảo ở trại giam một thời gian, thiên hạ bớt dị nghị rồi thầy về đấy. Chuyện có nhiều đấy thôi. Thế tại sao Nhài lại bị nhà huyện bắt, còn chẳng tin nhà đó lại tốt bụng? Tôi nói xong thì lườm hắn một cái cháy mặt. Tôi vẫn để bụng hắn vụ đấy. Ông Minh thấy tôi thù hằn thì kể tiếp. Chuyện Nhài nó ở huyện ra là do thầy nhờ. Lúc ấy thì thầy đang ở trại tránh hạn, Nhài nó lại mang bầu, sợ nó không làm được việc cơ cực ở quê, nên thầy nhờ nhà huyện cưu mang. Ở đấy nó cũng có phải làm gì đâu, chứ mày nghĩ có ai lại ghét mà cho nó ở không? Lâu lâu chồng lại còn được lên thăm nữa. Cái này mày phải cảm ơn như con nhà người ta còn không hết. Còn thằng Cải nữa, nó cũng giả chết để xem mày có phải người tham lam, có định quay lại để lấy hết tiền đi hay không thôi. Cũng may nhà anh không phải dạng người thấy tiền bạc mà đổi tính, chứ Cải nó theo ông 40 năm rồi, tính nó thế nào thầy lạ gì. Mày định thắc mắc
sao người ta lại đồn có người chết đuối chứ gì, dễ ợt cho giam 3 đồng tiền là diễn như thật ngay. Nên lúc mày định đi tìm, người ta cản là vậy đấy. Xã hội này, người ta chỉ nể đúng 2 kiểu người. Một là người có tiền, 2 là người có quyền. Vậy nên khi có 1 trong 2 thứ đấy, ắt họ sẽ đội mình lên đầu. Bây giờ tôi mới dần hiểu hết mọi chuyện. Đúng là trẻ có khôn ngoan đến đâu cũng chẳng qua được kinh nghiệm của người già. Lão Minh là một người nhìn xa trông rộng, tất nhiên sẽ luôn nghĩ những điều tốt đẹp cho con cái mình. Bữa cơm diễn ra chậm rãi, mọi người có thời gian ngồi lại tâm sự với nhau, tiện bàn chuyện cưới xin luôn một thể. Chúng tôi thống nhất là khi nào con ra đời sẽ là một bữa thật linh đình kỷ niệm. Thầy tôi bảo thổ khoa như tôi kiếm việc rất dễ, nên ông ấy đã xin cho tôi vào làm ở ngân hàng, một chân sổ sách rất chi là ngon. Nghỉ ngơi một thời gian, tôi có thể đi làm ngay. Tôi nhìn nhài, trong lòng chợt vui sướng biết bao. Sau bao nhiêu cố gắng, chúng tôi đã được trọn vẹn ước nguyện. Không nhờ có vợ, có lẽ cũng chẳng có thằng Ất ngày hôm nay. Thực lòng, tôi biết báo đáp vợ như thế nào đây. Chỉ biết sau này cố gắng thật nhiều để cho vợ con đỡ khổ. Ấy là điều tôi hằng mong mỏi bấy lâu. Nô này, thầy biết con gái thầy chọn chồng không sai, và thầy tin ở nó. Thầy thì không có ai, chỉ có 2 đứa. Xã hội này còn nhiều phong kiến cổ hủ, nên dẫu phía trước có khó khăn thế nào, nhất định không được buông tay nhau. Hãy bảo vệ vợ trước điều tiếng của người đời, nhớ không con? Vợ chồng tôi nhìn nhau gật đầu. Những tia nắng ấm áp xuyên qua chiếu vào căn phòng cũng trở nên ấm áp vô cùng. Vậy đấy, sau bao nhiêu bão tố phong ba, chỉ có tình yêu là còn mãi. Đời người như một phép thử, tiền bạc rồi cũng hóa phai. Nếu không có một người cùng chung lối, cùng nhau vượt qua khó khăn, thì chắc rằng giàu có đến mấy cũng như không. Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện tình yêu thời phong kiến của nhà anh Nô và cô gái còn ông chủ tên Nhài. Tuy câu chuyện có nhiều tình tiết, nhiều sự việc và biến cố, nhưng tự chung lại, thông điệp mà tác giả Giao Ninh muốn đưa đến với người nghe vẫn là luật nhân quả, tình yêu chân thành thì mãi bền vững. Câu chuyện kết thúc cũng là lúc Hồng Huệ phải tạm xa quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Đêm rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.